Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 20. Mới có thể hồi phục được đến mức này. Linh Lung khá hài lòng với mức độ hồi phục của Trần Đức, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước khả năng tự hồi phục của anh, chỉ dựa vào trận văn của cô ta cùng tác dụng của mật thất vẫn thiết, không thể nào nhanh như vậy được, trong số đó, khả năng tự hồi phục của Trần Đức cũng gần như đã đạt đến mức dị thường. Nói một cách đơn giản, người khác cần một tuần để hồi phục thương tích. Anh chỉ cần một ngày. Nếu không có khả năng tự lành khủng bố như vậy, e rằng Trần Đức sẽ phải mất một hai tuần nữa mới có thể hồi phục được như hiện tại. Có điều, anh không vội rời đi, mà lựa chọn tiếp tục ở lại tu luyện. Sau trận chiến với Lão Thiên Khung, Lâu Vạn Xuân, Ưng Thiên Hà, Trần Đức đã có được rất nhiều gợi ý. Anh giống như một con dao, ba thế hệ nhà họ Lâu đã trở thành đá mài dao của anh. Anh của hiện tại hoàn toàn có tư cách để lên cấp độ cao hơn, đạt đến cảnh giới mạnh mẽ hơn. Đừng vội vàng, ngoài cửa có một đống dược liệu, đi lấy chúng vào đây, Linh Lung nhắc nhở nói. Dược liệu. Trần Đức nghe thấy vậy, đi ra ngoài cửa đá, quả nhiên nhìn thấy một đống dược liệu đặt trên một tảng nham thạch, linh chi ngàn năm, tuyết liên 3.000 năm, cỏ sinh mạch 500 năm, hoa huyết sắc 800 năm, còn có sừng hươu trường thành. Đều là vật quý hiếm của trời đất. Giá trị liên thành. Bên cạnh dược liệu còn có một võ giả trẻ tuổi, nhìn thấy Trần Đức, vội vàng nói, anh Trần, anh tỉnh rồi. Trần Đức hỏi, những thứ này là đưa cho tôi sao? Đúng vậy, là môn chủ đích thân đưa tới, lúc tới anh vẫn chưa xuất quan, vì vậy chỉ có thể đặt ở đây, lệnh cho tôi chờ ở đây, người võ giả này cung kính. Nói ỉ. Được rồi, tôi ỉ nhận, Trần Đức đang cần gấp mấy thứ này. Đương nhiên sẽ không khách sáo, nhận hết đồ theo đơn. Cậu trở về đi, nói với môn chủ, tôi không sao đừng lo lắng. Vâng. Người đệ tử này đáp lại một tiếng rồi rời đi, Trần Đức trở lại mật thất vẫn thiết, bắt đầu chính thức đột phá cảnh giới. Núi Thiên Huyền, thời gian 7-8 ngày trôi qua, nơi đây sớm đã khôi phục lại yên tĩnh, trong đại ỷ điện Vô Song Môn, Ngụy Vô Minh cùng 8 vị trưởng lão đã tập trung lại với nhau, đang họp bàn. Mọi người hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn thảo luận về việc của Trần Bát Hoang, theo lời đệ tử của tôi ỷ, cậu ấy đã tỉnh lại, tôi trưng cầu ý kiến của mọi người một chút, về Trần Bát Hoang, chúng ta tiếp tục giữ lại hay để cậu ấy rời đi. Môn chú, tôi cảm thấy không nên giữ lại, nhị trưởng lão Đinh Nghi là người đầu tiên đứng dậy nói. Trần Bát Hoang quả thực rất mạnh, đã đánh bại nhà họ Lâu, nhưng cậu ta cũng đắc tội với nhà họ Ưng, môn chủ ông cũng biết rất rõ. Người đến từ Vân Tiêu Giới, chúng ta căn bản không chọc đến được, cũng không có tư cách chọc đến. Những ngày này chúng ta đưa những đồ quý hiếm của Vô Song Môn cho cậu ta, đã là tận tình tận nghĩa, không cần thiết lại phải vì cậu ta mà đắc tội với nhà họ Ưng. Những gì Đinh Nghỉ nói cũng chính là điều Ngụy Vô Minh lo lắng, lão thực sự rất muốn giữ Trần Bát Hoang lại, nhưng Trần Bát Hoang cậu ấy. Quả thực là đã chọc phải người không nên chọc đến. Thế lực khổng lồ như nhà họ Ưng. Tùy tiện nháy ra một người là có thể tiêu diệt được Vô Song Môn. Vì vậy, đế Trần Bát Hoang đi hay giữ lại, trong tình huống này, lão không còn là người có thể quyết định. Môn chú, tôi lại có quan điểm khác, tôi cho rằng quan điểm của nhị trưởng lão quá thiến cận. Tô Tây Pha đứng dậy, không nhanh không chậm nói, tài năng của Trần Bát Hoang, chúng ta đều rõ như ban ngày, trong tương lai, cậu ta rất có thể sẽ trở thành kẻ mạnh một phương, vượt qua nhà họ Ưng là không phải không có khả năng. Mà hiện tại lúc cậu ta còn yếu thế, tôi cảm thấy chúng ta nên đầu tư chứ không phải là trục xuất. Còn nhà họ Ưng thì làm thế nào, Đinh Nghi hỏi ngược lại. Nhà họ Ưng, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngần sẽ không đến đây, Tô Tây Pha vô cùng tự tin, đã qua 8 ngày kế từ trận chiến đó, nếu nhà họ Ưng thực sự muốn báo thù, thì sớm đã đến Côn Luân Hư, nhưng đến bát giờ vẫn chưa đến, tại sao chú? Tô Tây Pha cười thần bí. Từ trong tay áo lấy ra một bức mật thư, nguyên nhân là ở đây, mời môn chủ xem qua. Ngụy Vô Minh uốn cong năm ngón tay, hút phong thư vào tay mình, cùng lúc đó, Tô Tây Pha nói, Ưng Thiên Hà không trở về Vân Tiêu Giới, lúc này vẫn đang ở Côn Luân Hư, hắn ta bị thương rất nặng, e rằng ngay cả môn chủ, cũng có thể dễ dàng giết chết hân. Phong thư là tin tình báo của tổ chức tình báo Vô Song Môn, nói là vô tình phát hiện ra dấu vết của Ưng Thiên Hà. Hắn ta đang trốn trong một ngọn núi để trị thương. Cho dù hiện tại hắn ta không thể trở về, lẽ nào vĩnh viễn không trở về, Đinh Nghi lại tiếp tục hỏi. Nhị trưởng lão,
nếu ông nói như vậy, thì tôi cũng không còn cách nào, Tô Tây Pha kiên định nói. Có điều, tôi nghĩ chúng ta không nên để Trần Bát Hoang rời đi, mà nên đầu tư vào cậu ta, lấy ra nhiều vật quý hiếm hơn nữa, bồi dưỡng cậu ta trở thành kẻ mạnh, truy cầu phú quý trong cảnh hiếm. Nghèo, có lẽ đây sẽ là cơ hội giúp Vô Song Môn bay cao. Đại trưởng lão, Ninh Nghi còn muốn nói gì đó, ngoài cửa đột nhiên có một đệ tử chạy vào, môn chủ, bên ngoài có một cô gái nói muốn gặp người. Không biết chúng ta đang bàn chuyện quan trọng sao, bảo cỏ ta đợi. Ngụy Vô Minh cũng không hỏi là ai, trong đôi mắt già nua hiện lên sự thiếu kiên nhẫn, để Trần Bát Hoang đi hay ở mới là việc quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, chưa giải quyết được vấn đề này, lão không muốn làm bất cứ điều gì, càng không muốn gặp bất cứ ai. Nhưng, người đệ tử suy nghĩ một lúc, vẫn nói, môn chủ, không phải người đã từng nói, tất cả những chuyện liên quan đến anh Trần đều phải báo cho người sao. Cô gái đó, cô ta nói đến tìm anh Trần. Cái gì? Ngụy Vô Minh kinh ngạc nói, tìm Bát Hoang. Cậu xác không, cỏ ta có nói cô ta là ai không? Ba chữ Trần Bát Hoang vừa phát ra, giống như có ma lực, tám vị trưởng lão lập tức nhìn đến người đệ tử đó. Ngay lập tức, cậu ta cảm thấy áp lực, thận trọng, cung kính nói, con chắc chân, cô ta nói đến từ gia tộc Đạm Đài ở Côn Luân Hư, là người giúp việc thân cận của Đạm Đài Nguyệt, có việc gấp muốn tìm anh Trần. Đạm Đài Nguyệt. Ngụy Vô Minh rất xa lạ với cái tên này, nhưng gia tộc Đạm Đài không có nhiều, cả Côn Luân Hư chỉ có một nhà. Thực lực của gia tộc Đạm Đài có thể xem là tốt nhất trong tầm bậc trung ở Côn Luân Hư. Cô gái giúp việc của Đạm Đài Nguyệt đến thăm hỏi Trần Bát Hoang để làm gì? Việc liên quan đến Trần Đức, Ngụy Vô Minh không dám có chút dây dưa, chậm chê, lập tức tạm dừng cuộc họp, nói, mời cô ta vào đi. Vảng. Người đệ tử đáp lại một tiếng. Lập tức ra khỏi đại sảnh, rất nhanh liền dần cô gái mặc áo dài vào. Cô gái ẩn mặc giản dị, nhìn thấy môn chủ của Vô Song Môn, lập tức quỳ xuống, tiểu lục kính chào môn chủ. Đứng dậy đi, cô tới đây tìm Trần Bát Hoang, tìm cậu ấy có việc gì, đứng trước người giúp việc này, trên người Ngụy Vô Minh toát ra khí chất nồng đậm của người bề trên, ngồi ở chính diện, khí thế kinh người. Là môn chủ của môn phái mạnh nhất Côn Luân Hư. Ngụy Vô Minh từ trước đến nay luôn là người có hành tung bí ẩn, người bình thường muốn gặp lão khó hơn lên trời. Đứng trước những người bình thường đương nhiên sẽ không thể hòa nhã dễ gần như với Trần Đức, Âu Dã Tư Linh. Trong mắt người ngoài, cho dù là môn chủ hay tám vị trưởng lão, đều là sự tồn tại xa vời, gần như không gì sánh được. Môn chủ, tôi là tới để cầu cứu, tôi muốn gặp Trần Bát Hoang, cô chủ nhà tôi cần anh ta. Sốt cuộc có chuyện gì? Cô chủ nhà cô tại sao lại biết Trần Bát Hoang, Ngụy Vô Minh nhíu mày, có chút khác thường. Dạ thưa môn chủ, anh Trần kết giao với cô chủ. Nhà tôi trên đường tới Vô Song Môn. Nếu không gặp được anh Trần, cô chủ nhà tôi có chết cũng không nhầm mắt. Tiểu Lục vô cùng lo lắng, nước mắt chảy dài trên khóe mát, cô ta là người giúp việc của Đạm Đài Nguyệt, người giúp việc thân thiết gần gũi nhất, trong tộc Đạm Đài nếu nói ai có quan hệ tốt nhất với Đạm Đài Nguyệt thì người đó chính là cô ta. Thậm chí đến việc Đạm Đài Nguyệt và Trần Đức phát sinh quan hệ, cô ta cũng biết rất rõ. Đạm Đài Nguyệt sau khi trải qua sự việc lần đó, đã hoàn toàn yêu Trần Bát Hoang. Nhưng bây giờ lại có người muốn mang cô ta đi. Từ Mã Ôn, một trong những người canh giữ Côn Luân Hư. Một tuần sau, ông ta sẽ đích thân đến nhà họ Đạm Đài đưa Đạm Đài Nguyệt đi. Người canh giữ. Lại là người canh giữ. Lâu Vạn Xuân, một trong ba người canh giữ, đã chết. Bây giờ lại xuất hiện một người canh giữ. Ngụy Vô Minh có chút đau đầu, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, tại sao ông ta lại muốn đưa Đạm Đài Nguyệt đi? Tiểu Lục vội vàng nói, từ khi sinh ra, cô chủ đã được định hôn ước với Tư Mã Lảm, cháu trai của người canh giữ Tư Mã Ôn. Lần này, ông ta chính là muốn đưa cô chủ về kết hôn. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Có hôn ước, theo quy định của Côn Luân Hư, cứ thế mà thực hiện, lời nói của Ngụy Vô Minh uy nghiêm. Dự ảm còn văng vẳng. Vàng, nhưng ông ta đưa cô chủ đi, không phải là để kết hôn với Tư Mã Lảm, mà là. Tiểu Lục siết chặt tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà là muốn làm vợ lẽ của một người. Nói là làm vợ lẽ của một người đến từ Vân Tiêu Giới. Một, điều quan trọng hơn là, cô chủ nhà tôi đã từng, có tiếp xúc da thịt thân mật với cậu Trần. Hai má Tiểu Lục trở nên ửng hồng. Từ nhỏ đến giờ cô ta vẫn luôn rất ngây thơ,
khi nói về những chuyện nam nữ này, không tránh khỏi có chút ngại ngùng và căm hận. Cô ta thực sự rất muốn biết rốt cuộc là tên khốn như thế nào, lại có thể làm vấy bẩn cô chủ nhà mình. Từ trước đến nay, Đạm Đài Nguyệt luôn là người băng thanh ngọc khiết, chưa từng để mắt đến những người đàn ông theo đuổi mình, một lòng chỉ muốn luyện võ, thế nhưng... Bây giờ mới xa nhà có mấy ngày. Vậy mà đã bị tên khốn Trần Bát Hoang kia ngủ rồi. Thằng nhóc này, có vận đào hoa đến vậy sao? Ngụy Vô Minh ngồi ở phía trên, mí mắt giật giật, trong lòng không khỏi cảm thán. Trong mấy ngày qua, lão đã điều tra lý lịch của Trần Bát Hoang, bao gồm tất cả những gì anh đã trải qua ở giới thế tục. Với thế lực đáng sợ của ông ta, không khó để điều tra được những chuyện đã xảy ra với Trần Bát Hoang trong quá khứ. Trong giới thế tục, phụ nữ của anh đều là mỹ nữ cực phẩm, ở Côn Luân Hư này còn có Âu Dã Thanh Vũ, Âu Dã Tư Linh, Ước Thư Huyên. Bây giờ lại thêm một cô nữa. Ngay cả ông ta đường đường là môn chủ vô song môn cũng chưa từng phong lưu như vậy. Ngụy Vô Minh tuổi già nhưng tâm không già, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Một lúc sau, Ngụy Vô Minh nói, cô đừng sốt ruột, Bát Hoang đang bế quan, bây giờ cô tạm thời ở lại võ song môn. Về phần chuyên của cô chủ cô và có, tôi sẽ thông báo cho cậu ấy. Môn chủ nhất định phải nhớ chuyên của tôi, Tiểu Lục nhắc nhở. Cô yên tâm, môn chủ nhất định sẽ nhớ kỹ, xin mời, tôi đưa cô đi nghỉ ngơi, người đệ tử đưa Tiểu Lục vào lúc nãy, giơ tay làm động tác mời. Chúng ta tiếp tục, sau khi hai người rời đi, Ngụy Vô Minh lại nhìn tám vị trưởng lão rồi nghiêm nghị nói. Về phần chuyên của Tiểu Lục, hiện tại lão tạm thời gác lại. Bây giờ Trần Đức vẫn đang bế quan và trị thương. Với tình hình này, nếu tiếp tục đi đối mặt với một người canh giữ khác, tỷ lệ chiến thắng gần như bằng không. Huống hồ, chuyện còn liên quan đến Vân Tiêu. Giới. Nếu Trần Đức can thiệp vào chuyện này thì chỉ giống như đang tự nguyên nộp mạng, ngoài ra không có tác dụng gì cả. Tôi nghĩ tốt nhất là nên để Trần Đức đi đi, Tam trưởng lão đứng dậy, thận trọng nói, theo ý kiến của Đại trưởng lão. Đầu tư vào một quả bom hẹn giờ như vậy, tôi cảm thấy rất không ổn. Mặc dù, cậu ta là một vũ khí siêu mạnh, nhưng, cũng là một con dao hai lưỡi, có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi nghĩ xác suất hại chúng ta mất mạng là rất cao. Đúng vậy, ngũ trưởng lão Nhạc Trường Phong. Nói, chúng ta đã tận tình tận nghĩa, tạo dựng nên mối quan hệ tổ, không cần phải giữ cậu ta lại nữa. Một số vị trưởng lão phát biểu ý kiến. Lần này ngoại trừ Tô Tây Pha thì tất cả mọi người đều cho rằng không nên giữ Trần Đức lại, ngay cả Vu Thu Yến cũng vậy. Thứ nhất, giống như Đinh Nghi và Nhạc Trường Phong đã nói, Trần Đức đã đắc tội với nhà họ Ưng, vô song môn có thể sẽ bị liên lụy cực kỳ lớn. Thứ hai, bà ta không muốn Âu Dã Tư Linh đệ tử tài giỏi nhất của mình vì một người đàn ông mà ngày nhớ đêm mong, gặp nhiều nguy hiểm. Cho dù Trần Đức rất mạnh, cũng không được. Âu Dã Tư Linh là do bà ta bồi dưỡng nên, không thể cứ như vậy mà bị phá hủy được. Bên trên, Ngụy Vô Minh chìm vào trạng thái phân vân khó xử, thật ra lão muốn giữ Trần Đức lại hơn, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lão lên tiếng, mọi người nói đúng, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, Trần Bát Hoang vẫn nên ở lại, kể từ khi lão tổ quy tiên, vô song môn chúng ta vẫn không ngừng xuống dốc, tôi không muốn thế hệ vô song môn càng ngày càng yếu kém hơn. Sự xuất hiện của Trần Bát Hoang là một thời cơ, tôi sẵn sàng đánh cược một ván, cược cậu ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức ngay cả nhà họ Ưng cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nói xong, Ngụy Vô Minh xoay người rời đi, biến mất khỏi đại điện, để lại tám vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Hừ, nhà họ Ưng chỉ có thể ngưỡng vọng, môn chủ đây là bị Trần Bát Hoang bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi, Đinh Nghi hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu rời đi. Đám người Vu Thu Yến đều thở dài, vượt qua nhà họ Ưng. Ngụy Vô Minh đang nằm mơ sao? Nhiều người rất không hiểu quyết định Ngụy Vô Minh, bọn họ lần lượt rời đi, chỉ có Tô Tây Pha biết bây giờ vô song môn đang phải chịu áp lực rất lớn. Loại áp lực này, cho dù vô song môn có một Âu Dã Tư Linh cũng không thể làm gì được. Bởi vì nguồn gốc của áp lực chính là người canh giữ Côn Luân Hư. Người canh giữ thứ ba, Liễu Tông Nguyên. Ông ta muốn bá chiếm vô song môn. Ngay từ một tháng trước, Liễu Tông Nguyên đã bí mật đến vô song môn. Chuyện này ngoài Tô Tây Pha và Ngụy Vô Minh ra, không ai biết cả, mục đích đến đây của ông ta không có gì khác. Chính là muốn thống nhất quản lý, hay nói cách khác là khống chế tông môn mạnh nhất của Côn Luân Hư,
Quy Vô Song Môn về dưới trướng của mình để chỉ huy. Theo lý mà nói, người canh giữ không nhất thiết phải làm như vậy, cũng sẽ không thèm để mắt đến một Vô Song Môn nhỏ bé, nhưng Liễu Tông Nguyên cứ muốn làm như vậy. Ngụy Vô Minh và Tô Tây Pha không hiểu tại sao, còn Liễu Tông Nguyên thì không nói gì. Nhưng ông ta chỉ cho Ngụy Vô Minh thời gian 3 tháng, chớp mắt một nửa thời gian đã trôi qua, đến lúc đó nếu Vô Song Môn không xuất hiện một cường giả cực mạnh thì khi đối mặt với Liễu Tông Nguyên, chỉ có thể chấp nhận dâng Vô Song Môn cho ông ta, nhục nhã muôn đời. Hai. Tô Tây Pha thả dài thườn thượt, quay người rời đi, để lại đại điện nghị sự trổng rỗng, vỏ cùng vắng vẻ tiêu điều. Trong mật thất Vẫn Thiết, Trần Đức nhận được thiên tài địa bảo của Ngụy Vô Minh gửi đến, anh không chút khách sáo, sau khi để lại dược liệu cần thiết dùng để luyện chế 3 viên minh tâm đan, anh trực tiếp uống hết phần còn lại. Sau đó, lòng bàn tay anh ngả ra, đỉnh Long Văn xuất hiện, anh lấy ra một vò rượu, ừng ực uống liên tục vài ngụm lớn. Ăn uống no nê, vẻ mặt Trần Đức thoải mái hài lòng, đợi tất cả những dược liệu này đều được luyện hóa và biến mất thì thực lực cũng được khôi phục phần nào. Đến lúc đó đột phá một chút cảnh giới, có lẽ không phải chuyện gì khó. Nghĩ đến đây, Trần Đức lại tiếp tục vận hành âm dương kinh, kim đan trong cơ thể bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, khiến thân thế Trần Đức được bao phủ bởi một tia sáng vàng mờ ảo. Cái gì? Trần Đức đột nhiên kinh ngạc thốt lên, anh phát hiện trên kim đan của mình có một chấm nhỏ màu đen. Chấm đen đó rất nhỏ, chỉ như hạt cát trên sa mạc, dưới ánh đèn vàng chói lọi rất khó nhìn thấy. Linh Lung, cô có thể nhìn thấy kim đan của tôi không, tại sao trên kim đan của tôi lại có một chấm đen nhỏ? Tì vết, đây xác chắn là tì vết. Truyền thừa mà Trần Đức nhận được nói rằng lý do kim đan được đặt tên là kim đan là bởi vì nó hoàn hảo và không chút tì vết, không có màu sắc nào trộn lẫn. Nhưng kim đan của anh lại có một chấm đen như vậy, rất không bình thường. Quả thực là có một chấm đen, ngay cả người thấy nhiều biết rộng như Linh Lung cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cô ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Hai người cùng nhau nghiên cứu hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra sự kỳ dị của chấm đen nhỏ đó, đành phải bỏ cuộc. Trần Đức, tôi có một phương pháp tu luyện vô cùng khủng khiếp, anh có muốn học không? Chỉ cần anh đồng ý có lẽ có thể một bước vượt qua kim đan kỳ, đột nhiên biểu cảm của Linh Lung trở nên vô cùng nghiêm túc, thận trọng nói. Phương pháp gì? Trần Đức hỏi, đây là lần đầu tiên anh thấy Linh Lung nghiêm túc như vậy. Phá Nhi Hậu Lập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Linh Lung nói, chiêu này là phương pháp tu luyện mà một cường giả ở quê hương tôi đã từng sử dụng. Dù sao thì kim đan của anh cũng đã xuất hiện tì vết, tốt hơn là nên phá hủy nó hoàn toàn, sau đó, định hình lại nó trong thức hải, kết hợp kim đan và thần thức, tái tạo tiên đài. Chuyện này, trong mắt Trần Đức lóe lên vẻ kinh ngạc. Võ cùng hoảng hốt, một khi phá hủy kim đan thì đồng nghĩa với việc trực tiếp phá hủy nền móng tu võ. Sao có thể định hình lại ỉ được, Linh Lung, đây là phương pháp tu luyện cứu gì thế, là muốn hại chết tôi sao? Hơn nữa, kết hợp thần thức và kim đan.sao có thế chứ? Thần thức và kim đan là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cái trước đại diện cho tinh thần lực của một người, trong khi cái ỉ sau, đại diện cho linh lực. Hai nguồn sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như lục phủ ngũ tạng của một người, chúng có các chức năng khác nhau, có ai sử dụng lục phủ ngũ tạng cùng nhau không? Đây không phải là chuyện không thế, mà là một ý tưởng gần như điên rồ, hoàn toàn lật đổ nhận thức, Linh Lung, tôi muốn hỏi, quê hương của cô rốt cuộc ở đâu? Vân Tiêu Giới phải không? Những người ở đó đều là kẻ điên sao? Chậc, nơi như Vân Tiêu Giới cũng xứng làm quê hương của tôi ư, Linh Lung trợn trắng mật khinh thường. Nơi tôi đến tên là Đại Thiên Thế Giới, cao hơn Vân Tiên Giới ỉ một bậc. Nói một cách đơn giản, để đến Vân Tiêu Giới, anh chỉ cần có một người dẫn đường là được. Còn muốn đến Đại Thiên Thế Giới, anh nhất định phải dựa vào sức mạnh thuần túy, nếu không có sức mạnh sẽ chết ngay trên đường. Linh Lung cũng không muốn nói nhiều chuyện liên quan đến Đại ỉ Thiên Thế Giới, dù sao hiện tại đối với thần đức mà nói, thế giới đó cũng quá xa vời, có nói nhiều cũng vô ích. Cô ta đối dị ông nói, ý tưởng này quả thực có. Chút điên rồ, ngay cả người sáng lập ra Phá Nhi Hậu Lập cũng không thể đạt được sự hợp nhất giữa kim đan và thần thức. Có điều tôi đã từng suy luận về phương pháp đó rồi, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng nó cũng rất khả thi. Thay vì để lại kim đan có tỉ vết, không bằng phá hủy đi sau đó tái tạo lại. Điều quan trọng nhất là trong tương lai,
Sự kết hợp giữa thần thức và kim đan không chỉ có sức mạnh tấn công vật lý, mà còn có thể tác động đến thần thức của đối phương. Thế nào, có hứng thú không? Linh Lung vô cùng kỳ vọng, đây là cơ hội duy nhất để xác nhận phương pháp luyện tập của người đi trước và kết quả suy luận của cô ta không muốn bỏ lỡ nó. Đổi thành người khác, phá hủy kim đan và tái tạo lại, xác suất thành công chỉ có 1%, nhưng Trần Bát Hoang lại có xác suất lên đến 70-80%. Không có anh, phương pháp tu luyện đó chỉ có thể thi triển trong kim đan kỳ, yêu cầu cả kim đan và thần thức đồng thời phát huy uy lực. Nhưng có bao nhiêu người ở kim đan kỳ có thể sở hữu thần thức mạnh mẽ như Trần Đức? Không có. Ít nhất cho đến hiện tại, trong số những người mà Linh Lung đã từng gặp, kể cả cô ta cũng không có. Thiên phú tu võ của Trần Đức thực sự quá mức yêu nghiệt, mặc dù phương pháp có chút mạo hiểm nhưng rất đáng để thử. Tôi thực sự động lòng rồi, Trần Đức nói, trong mắt lóe lên tia hứng thú vô cùng. Mặc dù những lời của Linh Lung có chút hoang đường, như thế đang nằm mơ, nhưng ý tưởng của phương pháp đó thực sự khiến anh rất kích động và mong chờ. Thần thức và kim đan hợp nhất, nếu ý tưởng này thật sự thành công, thì kết quả không còn gì nghi ngờ, xác chắn không đơn giản như 1+1=2. Phương pháp có tính lật đố này nhất định có thể đạt được kết quả 1+1=3 thậm chí là bằng 4. Động lòng không bằng hành động, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi, Linh Lung vô cùng phấn khích, bước đầu tiên. Chúng ta cần phá hủy kim đan chấm hay nói cách khác là luyện hóa kim đan, khiến nó biến mất hoàn toàn. Linh Lung chỉ vào ấn đường của Trần Đức, một loại võ kỹ đặc biệt có tên là hóa thần công đột nhiên xâm nhập vào trong tâm trí anh. Theo ghi chép võ kỹ của phương pháp này, chúng ta bắt đầu thôi, Linh Lung hết sức thận trọng nói, nhớ kỹ không phải nghiền nát kim đan, mà là luyện hóa kim đan, để nó trở về trạng thái tu võ trước kia. Trần Đức gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Theo các ghi chép công pháp bắt đầu vận chuyển linh lực chạy khắp tứ chi bách thể. Ngay lập tức dưới kim đan của anh, linh lực có thuộc tính hỏa tụ lại, hình thành một ngọn lửa, bắt đầu điên cuồng đốt cháy kim đan. Chuyện này, ngọn lửa đang bùng lên, dưới sức nóng kinh khủng đó, kim đan thực sự bắt đầu tan chảy, biến thành giọt chất lỏng màu vàng tan vào linh hải. Giờ thứ nhất, anh không cảm thấy gì cả, sang giờ thứ ba, khí tức trên cơ thể bắt đầu dần dần suy yếu. Tiếng thứ 12, anh ngồi bất động ở đó, nếu không phải thần thức trong thức hải vẫn phát ra hào quang, e rằng ngay cả Linh Lung cũng cho rằng cỏ ta đã chết. Trạng thái này đã duy trì đến 1 ngày rưỡi, vào lúc hoàng hôn ngày hôm sau, linh khí khô cạn, Trần Đức Niết Bàn mới mở đôi mắt. Kim đan, không còn nữa. Thật không, không phải vỡ, mà là bị luyện hóa, đúng không? Linh Lung sốt ruột, hỏi với vẻ tràn đầy mong đợi. Đúng thế, tôi cảm thấy. Nói thế nào nhỉ? Bây giờ hình như tôi chỉ còn lại một tấm thân và thần thức, các thứ như linh lực. Đều không còn nữa. Tình huống phải đối diện hiện giờ gần như khác hoàn toàn với truyền thừa mà Trần Đức có được, bây giờ, anh gần như người bình thường. Khác biệt duy nhất so với người bình thường, có lẽ là lực đạo cơ thể mạnh hơn, mặc dù khá đơn thuần, đỡ mất đi linh khí, và còn suy giảm rất nhiều sức mạnh da thịt, bây giờ anh cũng có ít nhất sức mạnh 25 triệu cân. Nhưng đối với võ giả, chút sức mạnh này vốn chẳng là gì, nói một cách nghiêm túc, bây giờ, anh tương đương với phế nhân. Đúng thế, chỉ là một phế nhân. Điều này rất bình thường, kim đan là gốc rễ tu hành của một người, anh đạt đến kim đan kỳ, lại luyện hóa nó, kéo theo linh hải cũng cùng biến mất hoàn toàn, đương nhiên sẽ rơi vào tình trạng này. Linh Lung nói, tóm lại, anh đã thành công bước đầu tiên, tiếp theo là bước thứ hai, tạo đồ chữ vật. Tạo đồ chữ vật. Đúng thế, kim đan cần ngưng tụ lại trong thức hải của anh, nhưng thức hải là mỏng yếu nhất của võ giả, thần thức sẽ không chịu nổi sức mạnh kim đan, buộc phải có một thứ bảo vệ thần thức. Tôi cảm thấy vẫn thiết của mật thất này rất tốt, có thể sử dụng, Linh Lung lướt nhìn qua vẫn thiết màu đen xung quanh mật thất. Vạn thiết này là đồ của Vô Song Môn, tôi lấy về dùng, không hay lắm nhỉ, Trần Đức hơi xấu hổ, đến Vô Song Môn, không chỉ hủy hoại tháp tu linh, thang thần thánh cũng bị anh dẫm vỡ. Bây giờ lại muốn lấy vần thiết này. Cái gì gọi là đồ của Vô Song Môn, bảo bối như này không phải là thứ mà Vô Song Môn có thể có được, nó chắc hẳn là từ thế giới đại thiên, giữ lại làm bức tường của mật thất, đúng là phung phí của trời. Linh Lung hoàn toàn không quan tâm, một Vô Song Môn nhỏ bé, loại tông môn thế này là cái thá gì. Trong thế giới đại thiên, cùng lầm chỉ là bia đỡ đạn, lấy chút đồ của họ chẳng phải rất bình thường à.
không cần có cảm giác xấu hổ. Được, không có thứ gì thay thế chỉ có thể dùng nó thôi, Trần Đức không thể không thỏa hiệp, đã đi hết bước đầu tiên, nếu lúc này dừng lại, thì anh hoàn toàn là một phế nhân. Cùng lầm là sau này bồi thường cho Vô Song Môn là được. Nhưng bốn mặt mặt thất này đều là văn thiết, lại lớn như vậy, làm sao tôi cho nó vào thức hải được, Trần Đức lại hỏi, có chút không hiếu. Đã nói văn thiết này là chí bảo, đương nhiên chí bảo có đặc tính của chí bảo, loại nguyên liệu đặc biệt này có thể thu nhỏ phóng to tùy ý, giống như đính long văn, chẳng phải cũng có thể nằm trong lòng bàn tay anh đấy sao, Linh Lung khinh bỉ thật không hổ là người của giới thế tục, ngay cả. Điều này mà cũng không biết rõ. Rất nhiều người cũng không biết đấy. Được không, Trần Đức tối sầm mặt, không chỉ là giới thế tục, kể cả Côn Luân Hư, số người biết điều này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi phải làm thế nào mới có thể khiến nó thu nhỏ, thu vào trong đầu của tôi? Việc này đơn giản, vẫn thiết này là vật không chủ, chỉ cần anh làm chủ nhân của nó, ký kết khế ước với nó là được, nhưng... Linh Lung nói, anh phải xuất quan trước, bảo Ngụy Vô Minh chuẩn bị sẵn sàng, dù sao. Không có mật thất vẫn thiết. Thiên Huyền Phong rất có khả năng sẽ sập. Trần Đức giật lông mày, không kiềm chế được lấy ra chai rượu, uống một ngụm rượu mạnh, con đường mà mình chọn, có quỷ thì cũng phải đi hết, không phải sao. Tôi đi trao đổi với ông lão, nhưng không biết tôi đi ra với tư thái một phế nhân thế này, ông lão liệu có đồng ý không, hay là nói nước đôi. Thở dài một hơi, Trần Đức điều chỉnh tốt tâm trạng, mở cánh cửa mật thất vẫn thiết, chính thức xuất quan. Ti ti. Rất nhanh. Tin tức anh xuất quan lập tức lan truyền khắp Vô Song Môn, từ sau cuộc chiến đó, không biết có bao nhiêu người Vô Song Môn quan tâm đến anh tựa như một ngọn đèn sáng trong đêm đen, mỗi một hành động đều được dõi theo. Tại sao không phát hiện ra được linh khí dao động từ trên người Trần Ma Vương? Vãi, lĩnh hải, kim đan của anh ta SLNS như bị hủy rồi. Trần Ma Vương thành một phế nhân rồi ư? Chưa đến 5 phút. Mọi người tận mắt thấy trên người Trần Đức không có chút dấu hiệu nào của linh khí, không những vậy, cơ thể anh còn đang bài trừ linh khí giữa trời đất. Tin tức mang tính bùng nổ này lập tức lan truyền khắp trên dưới Vô Song Môn, hàng ngàn đệ tử Vô Song Môn đều đến trước phòng nghị sự của Thiên Huyền Phong, muốn tận mắt xem chuyện này có thật hay không. Ngay cả môn chủ Ngụy Vô Minh, tám trưởng lão cũng bị kinh động, vội đến nơi này vây quanh Trần Đức. Bọn họ vẫn không hiểu là chuyện gì, tạm thời. Bảo vệ anh, tránh đế có người lại gần anh. Đích thân mở một lối đi cho anh, đưa anh đến phòng nghị sự. Bên ngoài phòng nghị sự, rất nhiều đệ tử tập trung, dường như có 90% khả năng xác chân Trần Đức đã thành phế nhân. Không phải đang trị thương ư, sao thành phế nhân rồi? Như vậy cũng tốt, đệ của tôi có thể báo thù cho cậu ấy rồi. Trong đám đông, một người đàn ông lóe lên ánh mắt nham hiểm, hân tên là Nghiêm Sương. Là đại ca kết nghĩa của Cổ Tinh Hoa. Thực lực của Hần cũng xếp thứ 5 trong Vô Song Môn. Sát khí trên người Hần dập dần nổi lên, ánh mắt hung dữ. KSL Cổ Tinh Hoa còn sống vô cùng tôn trọng đại ca như Hần, có được thứ gì tốt là nghĩ đến hắn đầu tiên, ân cần lấy lòng hẳn, nịnh nọt hẳn. Mất đi tiểu đệ như vậy, Nghiêm Sương tốn thất khá là nặng. Có câu đánh chó phái ngó mặt chú. Hắn vốn muốn báo thủ giúp Cổ Tinh Hoa. Nhưng Trần Bát Hoang trước đây, hắn vốn không chọc vào được. Chỉ cần một ngón tay của đối phương là có thể nghiền chết Hần. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng đã có cơ hội báo thù. Ha, có mạnh nữa thì đa làm sao, bây giờ chẳng phải thành một phế nhân rồi đấy thôi. Lục Tử Ngang sôi sục ý chiến đấu, sát khí bừng bừng, khinh thường cười lạnh lùng. Trần Bát Hoang nhỏ tuổi hơn hắn ta, còn là rác rưởi đến từ giới thế tục. Nhưng loại rác rưởi này, trước đây luôn vượt xa hắn ta, tuy hân ta sợ hãi nhưng trong lòng vẫn luôn cực kỳ không vui. Đám người Lão Tử Phong, Âu Giã Tư Linh mạnh hơn hân ta, hắn ta có thể chấp nhận, nhưng một con kiến đến từ giới thế tục, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà có thể vượt hơn hân ta, ném hắn ta mãi tận phía sau, đứng trên đầu của hắn ta? Trong đó xác chắn có bí mật nào đó, anh ta trở thành phế nhân, cũng chắc chắn vì tác dụng phụ của bí mật đó. Không chỉ Lục Tử Ngang nghĩ như vậy, kể cả Lâm Cống, và rất nhiều đệ tử Vô Song Môn đều có suy nghĩ giống nhau. Bọn họ tự nhận đến từ Côn Luân Hư, có tài nguyên của gia tộc, tông môn gột rửa, tổ tiên đời đời đều là võ giả, không kém hơn Trần Bát Hoang. Đây chính là lòng người.
Bọn họ cho phép có người mạnh hơn bọn họ, nhưng người đó phải mạnh hơn họ ngay từ đầu, nếu thân phận, điểm xuất phát thấp hơn họ, mà lại vượt qua họ, khó tránh sẽ sinh lòng hoài nghi, đố kỵ, từ đó sinh ra các loại cảm xúc căm ghét, thù hận. Một khi người đó từ trên cao ngã xuống, chắc chắn sẽ dậu đổ bìm leo, tan đàn xẻ nghé. Sao chối như trần bát hoang, nay biến thành một phế nhân, không súng ở lại vô song môn, nếu không xác chân sẽ gây tai vạ bất ngờ. Đúng thế, trước đây, nhà họ Lâu, nhà họ Ưng, chẳng phải xuất hiện vì anh ta à, tôi đề nghị giết chết anh ta tại chỗ, chặt đầu đưa đến nhà họ Ưng. Đúng, đúng. Trong đám đông, mọi người bày vẻ hiên ngang lẫm liệt, đứng trên nền tảng đạo đức trách móc Trần Đức. Bên ngoài phòng nghị sự Thiên Huyền Phong ồn ào rung trời. Trong đó không thiếu một số đệ tử của những chướng lẫu như Đinh Nghi được thầy chí thị, cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Bát Hoang, cậu bị làm sao vậy? Trong phòng nghị sự, nghe thấy lời bàn tán om sòm bên ngoài, Ngụy Vô Minh cau chặt mày, quan sát kỹ Trần Đức. Quả nhiên, lúc này Trần Bát Hoang đúng là đập không còn cây eo em đan, không có linh hái, trên người không có chút linh khí nào dao động. Trần Bát Hoang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vu Thu Yến cũng thắc mắc hỏi, sao cậu? Ha ha, chắc chắn là cậu Trần dùng cách nào đó tiêu hao quá mức tinh lực bán thân phái không? Đúng thế, tôi cũng thấy vậy, Lục trưởng lão Nhạc Trường Phong cười hai tiếng, cậu thanh niên, tu luyện cần bước đi từng bước đến nơi đến chốn, tại sao phải đốt cháy giai đoạn? Duy Trí có đại trướng lão Tô Tây pha nét mặt đầy lo âu, khuôn mặt già nua hiện lên đầy vẻ tiếc nuối, thất vọng. Tiếng ồn ào bẽn ngoài và nét mặt của mấy trưởng lão thực sự khiến Trần Đức buồn nôn. Trước đây khi anh cường mạnh, thì họ nịnh nọt anh, la liếm anh, bây giờ anh hơi yếu đi một chút thì đã bắt đầu chế giễu anh, ha ha. Nhưng có loại người nào mà Trần Đức chưa từng gặp. Thói đời lòng người, anh đã trải qua quá nhiều, anh cũng không thèm chấp bọn họ, nói. Môn chủ, ông yên tâm, tôn không thành phế nhân, tình trạng này chỉ là tạm thời thôi. Tôi đến là muốn nói với ông một tiếng, tiếp sau đây tôi sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng là cảnh giới địa tiên. Nhưng, có thể sẽ ảnh hưởng đến Thiên Huyền Phong, hy vọng ông cố thế di rời người của Thiên Huyền Phong đi tránh bị liên lụy. Trần Đức không nói thẳng là muốn lấy Vẫn Thiết đi, dù sao đó cũng là báo bối của Vô Song Môn, nói ra có thể sẽ bị phản đối, đợi sau này lấy được rồi nói cũng không muộn. Đến lúc đó cùng lắm là luyện một số đan dược cao cấp bồi thường cho Ngụy Vô Minh. Đối với Vô Song Môn mà nói, đan dược cao cấp còn ít hơn Vẫn Thiết nhiều. Cái gì? Đinh Nghi lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói, Trần Bát Hoang, cậu nằm mơ giữa ban ngày phải không? Theo như tôi biết, khi cậu đến Côn Luân Hư mới chỉ là kinh hái kỳ thôi, bây giờ cậu còn muốn đột phá đến địa tiên. Cậu tưởng địa tiên là cỏ dại hoa dại, có thể tiện tay hái bất kỳ lúc nào hả? Đúng thế, Trần Bát Hoang, rốt cuộc cậu muốn làm gì thì nói thẳng ra, địa tiên. Ha ha, tam trưởng lão vuốt râu trắng như tuyết, môn chủ, ông không thể mãi tùy theo cậu ta. Môn chủ, tuyệt đối đừng nghe theo cậu ta. Bát Hoang, từ từ nói chuyện, lần này, ngay cả Tô Tây Pha cũng cảm thấy Trần Đức đang khoác. Lác, địa tiên, đâu có dễ đột phá như thế. Lại chẳng phải ăn cơm uống nước, nói đột phá là đột phá. Cá Côn Luân Hư cũng chỉ có 3 người canh giữ có thể đạt đến bước này. Môn chủ, tất cả điều tôi nói là sự thực, ông tin hay không, vẫn XLN tự cân nhắc. Trần Đức đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Minh, trong mắt tràn đầy tự tin hào hùng. Anh làm việc, trước nay không thích giải thích quá nhiều. Cũng không cần giải thích với người khác. Tin, anh phải làm. Không tin, thì anh cũng phải làm. Ngụy Vô Minh nhìn đôi mắt sâu thẳm như biển lớn của Trần Đức, hồ ồ lâu không lên tiếng. Lão đang suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn. Lão không muốn đồng ý với Trần Bát Hoang, đi eo rời người của Thiên Huyền Phong không phải việc lớn gì, nhưng nếu thực sự làm chuyện này vì Trần Đức, đồng nghĩa với việc hoàn toàn đắc tội ổ với mấy vị trưởng lão. Vì vấn đề đờ eo hay ở lại của Trần Đức mà lão đã đắc tội một lần, lúc này, nếu lại đắc tội, mà đến lúc đó Trần Đức không đột phá đến địa tiên. E rằng môn chú như lão thực sự không làm nối nữa. Nhưng, lỡ như thì sao? Lỡ như Trần Bát Hoang nói thật. Nếu là thật, lúc đó cục diện của Côn Luận Hư sẽ phải viết lại hoàn toàn. Trần Bát Hoang sẽ trở thành địa tiên trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Đến lúc đó, áp lực đến từ Liễu Tông Nguyên mà Vô Song Môn phái đối diện,
chắc chắn sẽ dễ dàng được giải quyết. Sẽ không còn là vấn đề nữa. Được, Bát Hoang, tôi đồng ý với cậu, mong là cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Dường như Ngụy Vô Minh đã hạ quyết tâm lớn. Cùng lắm lẻ mất vị trí này, so với tương lai, tiền đồ của Vô Song Môn, thì vị trí của lão có là gì? Vô Song Môn thà cược một trận còn hơn bị Liễu Tông Nguyên chiếm đoạt. Môn chủ, sắc mặt Đinh Nghi nặng nề, trở nên vô cùng khó coi. Đinh trưởng lão, không cần nhiều lời, ý tôi đã quyết, Ngụy Vô Minh trầm trọng cắt lời Đinh Nghi, đồng thời cắt ngang mấy vị trưởng lão định lên tiếng, gánh áp lực lớn, nói tôi tin Bát Hoang, nếu Bát Hoang nói dối, sau việc này, tôi sẽ rút khỏi vị trí môn chủ, tùy các vị xử lý. Lời này lập tức chặn được họng người, tùy bọn họ không vui, cũng không tiện nói, còn Trần Đức nhìn Ngụy Vô Minh một cái sâu sắc, không nói gì thêm chỉ âm thầm ghi nhận ân tình trong lòng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, tôi bảo họ rời khỏi đây ngay, Ngụy Vô Minh đã quyết định, dần đầu đi ra ngoài phòng nghị sự. Cánh cửa mở ra, đám người ồn ào huyên náo bên ngoài dần yên lặng trật tự, uy nghiêm của Ngụy Vô Minh và tám vị trưởng lão vẫn còn, họ không dám quá lỗ mắng. Nhưng nhìn thấy Trần Bát Hoang đúng sau Ngụy Vô Minh, yếu ớt không sức lực, dường như sẽ bị gió thối ngã bất cứ lúc nào, mọi người càng tin chắc Trần Đức đã trở thành phế nhân. Nhưng trong thời gian ngần, không có ai dám đứng ra khiêu chiến, châm chọc Trần Đức. Uy thế vẫn còn, tuy bọn họ gần như đã chắc chắn anh là phế nhân, nhưng trong mắt bọn họ, vẫn có vẻ kiêng sợ sầu sắc. Ngụy Vô Minh lướt nhìn mọi người, đang định lên tiếng nói, đột nhiên trong đám đông có một bóng hình bước ra đi đến phía trước nhất, môn chủ, đệ tử Nghiêm Sương muốn khiêu chiến với sư đệ Trần Bát Hoang. Nghiêm Sương cầm kiếm, linh lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào, đứng trên đỉnh phong linh hải dốc hết sức bùng phát, ánh mắt hung dữ. Anh muốn khiêu chiến với tôi, Trần Đức nhìn sang Nghiêm Sương, khóe miệng cong lên. Bị Trần Đức nhìn thẳng thừng, sắc mặt Nghiêm Sương hơi tái đi, khí thế cường mạnh chớ nên yếu đi rất nhiều, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng trận đại chiến mấy ngày trước, không lạnh mà run. Sợ cái gì? Anh ta chỉ là phế vật thôi. Nghiêm Sương, chẳng lẽ mày còn sợ một con chó bỏ đi không có chút linh khí à? Nghiêm Sương gào thét trong lòng, lấy dũng khí cho mình, nén xuống nỗi sợ trong lòng, thấp giọng nói. Đúng thế, Trần Sư Đệ, Nghiêm Sương tôi muốn khiêu chiến với cậu một trận sống chết. Cậu có dám chấp nhận không? Trận chiến sống chết. Cậu, có dám chấp nhận không? Nghiêm Sương nói rõ từng chữ, lấy dũng khí mạnh mẽ nhìn thẳng Trần Đức, linh khí vô hình. Khiến Hân có vẻ cực kỳ phóng khoáng bá đạo. Lập tức thu hút sự chú ý của hàng ngàn võ giả, không ít người sinh lòng khâm phục. Tuy Trần Bát Hoang có thể thực sự biến thành phế nhân, nhưng chẳng may tất cả chỉ là biểu hiện bề ngoài thì sao? Phải biết rằng, trước đây một mình anh chém giết ba người nhà họ Lâu, dọa sợ Ưng Thiên Hà bỏ. Đi! Có câu nói rất hay, lạc đè gầy vẫn lớn hơn ngựa. Lúc này đứng ra khiêu chiến Trần Bát Hoang, cần phải có quyết tâm và dũng khí vô cùng lớn. Lát sau, ánh mắt mọi người lại dồn sang Trần Đức, người nào cũng vui mừng trên nỗi khổ của người khác, đợi anh, xem anh trả lời thế nào, nếu thực sự là phế nhân thì chắc chắn sẽ từ chối, làm con rùa rụt cổ. Trừ anh ta, còn có ai muốn khiêu chiến với tôn không? Không ai ngờ lúc này Trần Đức lại từ phía sau Ngụy Vô Minh bước từng bước tiến lên, nhìn xung quanh bằng nửa con mắt, đảo quét tất cả mọi người. Có mặt. Ai muốn khiêu chiến với tôi thì cùng đứng ra đi, tôi đỡ phải giết từng người một. Ngụy Vô Minh giật mí mắt, tên này muốn chết hả? Trước mắt lẻ 3-4 ngàn người đó, những người này đều là người xuất sắc trái qua các tuyến chọn khắt khe, vượt qua các cửa ải để vào đây. Với tình hình hiện giờ của Trần Bát Hoang, một người bất kỳ nháy ra cũng có thể dễ dàng giết anh. Nếu cả một đám người đứng ra thì làm thế nào? Sự thực thì sao? Không ai dám đứng ra. Không chỉ không ai dám, thậm chí khi ánh mắt anh lướt nhìn qua, những người đứng gần bất giác lùi lại 2 bước. Khí thế của Trần Bát Hoang quá mạnh. Đến nỗi không một ai dám nsln thẳng vào mất. Anh! Dưới sự ép hỏi, lướt nhìn của Trần Đức, hồi lâu cũng không có ai dám khiêu chiến anh. Cả hiện trường rơi vào yên tĩnh. Nghiêm Sương, người duy nhất đứng ra trước đó hoang mang, căng thẳng. Cánh tay cầm kiếm của hắn run lên, nhìn chằm chằm Trần Đức, gần như là muốn nhìn thấu anh, chẳng lẽ? Chẳng lẽ anh không biến thành phế nhân, chỉ dùng cách gì đặc biệt để che giấu thực lực? Nếu không, tại sao anh còn dám ngạo mạn như thế,
còn bày vẻ tràn đầy tự tin. Không có ai sao? Vẻ mặt Trần Đức không thay đổi, khí thế vẫn nguyên, lấy ra chai rượu, thong thả uống một ngụm, nhìn sang Nghiêm Sương trước mắt, thân nhiên nói. Vậy thì, anh còn đợi cái gì? Còn không ra tay? Đi! Nghiêm Sương run rẩy, bị Trần Đức dọa sợ lùi một bước, trán lấm tấm mồ hôi, ra tay, hay không ra tay đây? Nghiêm Sương giằng co trong lòng, một tay cầm thân kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, dường như muốn rút ra bất cứ lúc nào, nhưng cả một hồi lâu vẫn không động đậy. Hắn không dám, hắn thực sự không dám. Trước đó hắn khiêu chiến với Trần Đức, hoàn toàn là vì Trần Đức có 90% khả năng đã thành một phế nhân. Nhưng bây giờ, 10% còn lại đang phóng to lên vô hạn, nỗi sợ dần dần lấp đầy trong lòng hắn. Ngụy Vô Minh và tám trưởng lão cứ yên lặng nhìn, không ai lên tiếng, nhưng trong ánh có chút thất vọng. Là Vô Song Môn đã yên bình quá lâu, đến nỗi những người này chỉ biết tu võ, ngay cả tâm huyết cơ bản cũng không có sao. Được rồi, không dám ra tay thì lui xuống, Ngụy Vô Minh đứng ra một bước, trầm giọng quát, chỉ với tiếng quát đó, lập tức sặc mặt Nghiêm Sương trăng bệch, lui mấy chục bước, bị thương nặng. Trần Đức cười thản nhiên, lùi về trước Ngụy Vô Minh, không nói thêm một câu. Ngược lại là Linh Lung không nhịn được cười khẽ nói, Trần Bát Hoang, không ngờ kỹ năng diễn xuất của anh giỏi như vậy. Cho dù thực sự có người đúng ra, cũng không thể nào lấy được mạng của tôi, còn có cô ở đây mà, không phải sao? Trần Đức cười, không phải anh diễn tốt, mà là anh quá hiểu lòng người, có chết những người này cũng không dám cược tính mạng. Cũng phải, đám kiến này, tôi tùy tiện vung một chưởng là có thể đập chết chúng. Lời khen của Trần Đức hiển nhiên rất có tác dụng, trong lòng Linh Lung rất vui vẻ. Cùng lúc đó, Ngụy Vô Minh nhìn phía trước, nói với ồ hàng ngàn đệ tử, cho mọi người thời gian 15 phút rời khỏi Thiên Huyền Phong, kể cả người không sống trong Thiên Huyền Phong cũng phái rời đi, tạm thời đến chủ phong khác tu hành. Xin mọi người chuyển lời cho nhau, sau 15 phút, nếu ai còn ở lại Thiên Huyền Phong, thì sẽ gạch tên khỏi Vô Song Môn. Cái gì, rời khỏi Thiên Huyền Phong? Tại sao? Đúng thế, tại sao đột nhiên phải rời đi? Lập tức trong đám đông truyền ra tiếng ồn ào bàn tán, thực sự rất không hiểu tại sao Ngụy Vô Minh đột ngột nói vậy. Muốn biết tại sao, tôi nói cho mọi người cũng không sao, Ngụy Vô Minh lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt già nua hiện lén vẻ rất không vui. Mọi người càng mơ hồ, dần yên lặng lại, ai ai cũng nghiêm túc im lặng như tờ đợi lời giải thích của lỗ. Mọi người nghe kỹ cho tôi đây. Ngụy Vô Minh nghiêm nghị nói, bởi vì, phán đoán trước đây của mọi người đã đúng. Trần Bát Hoang quả thực không có dao động linh lực, không cố kim đan, thậm chí ngay cả linh há hồ cũng không còn nữa. Những lời này vừa nói ra, không gian càng thêm yên tĩnh, ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Minh. Đúng vậy, tình hình của cậu ta đúng như lời mà chúng ta hay nói, là tên rác rưởi vô dụng vĩnh viễn không bao giờ có thể tu luyện. Cái gì? Trần Bát Hoang thực sự trở thành phế nhân rồi. Hàng ngàn người đồng thời sững sờ. Biểu cảm trên mặt bọn họ vô cùng vi diệu, vừa rồi bị một tên phế nhân dọa sợ tới mức không dám lên tiếng, sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau. Đặc biệt là những cường giả kiêu ngạo, võ giả thiên kiêu như Nghiêm Sương, Lục Tử Nghiêm và Lâm Cống, sắc mặt của bọn họ trở nên cực kỳ khó coi, còn khó chịu hơn ăn phái phân ruồi. Sự sỉ nhục. Đây thực sự là một sự sỉ nhục trắng trợn. Hừ. Ngụy Vô Minh hừ lạnh một tiếng, nặng nề trầm giọng nói, bây giờ các người biết ngượng, biết xấu hổ, biết cúi đầu rồi sao? Các người nhìn lại mình mà xem, lẽ nào đắp quên làm thế nào các người mơ ổ có thế vào Vô Song Môn sao? Phải trải qua bao nhiêu khó khăn dày vò mới có được vị trí như ngày hôm nay? Chỉ mới đến được giai đoạn này, có phải cảm thấy bản thân đã đến được đỉnh cao cuộc đời, đến điểm cuối của tu võ rồi? Các người ở cùng với nhau, 3894 người. Chỉ cần đồng tâm hợp lực cũng đủ để chiến đấu với 2, thậm chí 3, 4 hoặc 5 cường giả kim đan kỳ. Kết quả thì sao, đều sợ hết. Đệ tử của Vô Song Môn ta, đã sa sút, nhát gan đến mức này rồi sao? Hả? Ngụy Vô Minh càng nói càng tức giận, cuối cùng gầm lên như sư tử, tóc chẳng bay loạn xạ tinh. Thần của các người đâu? Kiêu ngạo đâu? Ngông cuồng đâu? Chỉ có thể áp dụng cho kẻ yếu, còn đối mặt với cường giả, thậm chí là Ngụy Cường La, những thứ này đều cho chó ăn rồi sao? Hàng ngàn đệ tử bất giác siết chặt nắm đấm,
cảm thấy xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái hố chui xuống. Ngụy Vô Minh nói rất đúng, bọn họ đã từng trải qua rất nhiều cuộc sát hạch, lựa chọn và sàng lọc trước khi đến đây. Nhưng, sau cây SL đến đây, nhiều người đã buông lỏng, thụ hưởng nguồn tài nguyên tuyệt vời, có những người hướng dẫn xuất sắc, nhưng bọn họ không còn chăm chỉ và nỗ lực như trước nữa. Tất cả các đệ tử không khỏi nhớ lại bọn họ đã phải trải qua khó khăn như thế nào để được như ngày hôm nay, được gia nhập vào khu vực cốt lõi của tông môn mạnh nhất Côn Luân Hư. Nhưng sau cây SL đến đây, bọn họ trở nên thích hưởng thụ, cậy thế bắt nạt người khác, thái độ cũng thay đổi rất nghiêm trọng. Đây là trạng thái của hầu hết tất cả mọi người. Môn chủ bớt giận, bọn họ đã biết sai rồi. Hơn nữa chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ được. Trần Bát Hoang cũng có trách nhiệm nhất định, Đinh Nghi liếc nhìn Trấn Đức hừ lạnh nói. Đinh trưởng lão, ông không cần phải nói nhiều như vậy, chút tinh thần đó còn không có. Tương lai nếu như võ giả của Vô Song Môn gặp phải cường giả thì sẽ đánh địch như thế nào? Tâm trọng Ngụy Vô Minh nặng trĩu, ngọn núi lớn Liễu Tông Nguyên có thể đè xuống bất cứ lúc nào. Với trạng thái này của Vô Song Môn làm sao dám đánh lại? Ngụy Vô Minh đang nổi giận đùng đùng, Đinh Nghi phải ngậm miệng lại. Môn chủ. Lúc này, trong đám người, cuối cùng Lục Tử Ngang cũng chịu không nối nữa, người đầu tiên nhảy ra, môn chủ, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi, Lục Tử Ngang thách đấu với Trần Bát Hoang. Mí mắt Ngụy Vô Minh giật giật, con mẹ nó. Chứ, đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào không biết xấu hổ đến mức này. Lúc này vừa làm rùa rụt cổ, bây giờ biết Trần Bát Hoang là phế vật liền nóng lòng muốn nháy ra. Thách đấu. Ha ha. Đây là đệ tử của vị nào? Ngụy Vô Minh không quay đầu lại, hỏi Bát Đại Trướng Lỗ. Đó, là đệ tử thân truyền của tôi, Ngũ Trưởng Lỗ Nhạc Trường Phong đáp. Vậy ông tự giải quyết đi, Ngụy Vô Minh nói. Vâng. Nói xong, Nhạc Trường Phong phất tay, đột nhiên một cơn gió rít lên, Lục Tử Ngang như lông hồng rơi xuống cách xa 10 thước, ho ra một ngụm máu đặc. Thưa thầy, tại sao? Lục Tử Ngang tức giận hỏi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hừ, tự nghĩ đi, Nhạc Trường Phong hận rèn sắt không thành thép, ngay cả chuyện này còn không hiểu thì còn có tư cách gì làm đồ đệ thân truyền của ông ta. Các người đừng chán nản và hổ thẹn nữa. Trần Bát Hoang sắp đột phá ở Thiên Huyền Phong, lên cảnh giới địa tiên. Các người lập tức rời Thiên Huyền Phong đi, đừng làm lờ thời gian. Ngụy Vô Minh không để ý tới Lục Tử Ngang, sau khi nói xong lạnh lùng bước đi. Đế lại hàng ngàn đệ tử đang vô cùng kinh ngạc, lúc này, bọn họ mới thực sự biết lý do phải rời khỏi Thiên Huyền Phong. Vậy mà lại vì Trần Bát Hoang muốn đột phá. Không phải chỉ đột phá thôi sao? Có đến mức phái bảo bọn họ rời khỏi Thiên Huyền Phong không? Đúng là cạn lời. Hơn nữa không phái Trần Bát Hoang đã lè một phế nhãn rồi sao, đột phá cái gì? Đùa nhau à? Đột phá địa tiên, sao môn chủ lại tin loại chuyện vô nghĩa này? Địa tiên có thể dễ dàng đột phá như vậy. Môn chủ đã bị bỏ bùa thuốc gì rồi sao, vậy mà cũng tin mấy lời nói bậy bạ như vậy. Hai, tôi còn tưởng sập có chuyện lớn gì xảy ra, không ngờ lại là chuyện này. Xem chúng ta như kẻ ngốc đế bỡn cợn đấy à. Mặc dù trước đó hàng ngàn đệ tử đều rất xấu hổ, những lời mắng mỏ của Ngụy Vô Minh vẫn vang vọng bên tai. Nhưng câu nói cuối cùng của lão, những đệ tử này lại cảm thấy bị khinh thường. Cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm. Địa tiên, Trần Bát Hoang đột phá. Một thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi, có thế lợi hại kinh khủng hơn cường giả tu võ mấy trăm năm. Khoác lác gì chứ? Không chỉ bọn họ không tin, mà trên thực tế, một số trưởng lão khác ngoài Tô Tẩy Pha cũng không ủng hộ cách làm của Ngụy Vô Minh. Bấy người bọn họ đã hẹn gặp riêng và tổ chức một cuộc họp nhỏ. Nhất trí Ngụy Vô Minh đã không còn phù hợp để đảm nhiệm vị trí môn chủ của Vô Song Môn nữa, sau sự việc này, Ngụy Vô Minh nên từ chức. Nếu cứ tiếp tục lãnh đạo như thế này, e rằng Vô Song Môn sẽ hoàn toàn bị lạc lối. 3/4 giờ sau, Thiên Huyền Phong đã không còn bóng người, Lâm Chấn Lôi của Tàng Kinh Các cùng với môn chủ nhiệm kỵ trước của Vô Song Môn Trình Kiếm Phong cũng lần lượt rời đi sau khi nghe Ngụy Vô Minh giải thích. Dù sao Trần Bát Hoang cũng đỡ giúp bọn họ giết 3 người nhà họ Lẩu, báo thù cho bọn họ. Bất luận là lý do là gì, bọn họ cũng chọn ủng hộ và đứng về phía Trần Bát Hoang. Thiên Huyền Phong, trên sông Tây Lưu xuất hiện những con tàu chật kín người. Nhìn thoáng qua,
toàn bộ sông Tây Lưu người đông như kiến, trưởng lão, người hướng dẫn và đệ tử của Vô Song Môn, hầu hết bọn họ đến đây không phải để trợ uy mà là để đến xem trò cười. Bọn họ không tin Trần Bát Hoang thực sự có thể đột phá. Một người ngay cả linh hải cũng không có thì còn đột phá cái gì. Con mẹ nó còn đột phá lên địa tiên, thật là nực cười. Nếu thật sự có thể đạt tới địa tiên, chẳng phải hắn sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất có tiềm lực lớn nhất Côn Luân hư sao? Trước mật thất vẫn thiết người đứng đầu nội viện, Công Tôn Hằng, tám vị trưởng lão của Vô Song Môn, cũng như Lâm Chấn Lôi, Trình Kiếm Phong và Ngụy Vô Minh đều đến đây. Trần Đức đứng giữa đám đông, không khỏi thở dài. Có bao nhiêu người trong số hàng ngàn người này thực sự muốn anh đột phá? E rằng, chỉ có vài người Lâm Chấn Lôi, Ngụy Vô Minh và Tô Tây Pha, phải không? Những người còn lại, hầu hết đều đến đây để xem trò cười, chờ anh ngã khỏi thần đàn, sau đó dầm đạp anh, nghiền nát anh. Bát Hoang, Tôn sẽ không nói nhiều nữa, cậu, nhất định phải thành công. Ngụy Vô Minh lần này đắp xuất trận toàn diện, nếu Trần Bát Hoang thất bại ồ, vị trí môn chủ của lão cũng sẽ hoàn toàn không còn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Đức gật đầu, lập tức chào tạm biệt Trình Kiếm Phong, Lâm Chấn Lôi và những người khác, anh quay người đi vào mật thất Vẫn Thiết. Mật thất Vẫn Thiết, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nhìn thấy anh tiến vào, Ngụy Vô Minh một lần nữa lại có suy nghĩ này, không hiểu sao lão luôn có dự cảm không tốt. Môn chủ, lần này mọi chuyện ầm ĩ quá rồi, người của Vô Song Môn đều đang nhìn chằm chằm nơi này. Nếu cậu ta không đột phá lên địa tiên, thì khó mà thu dọn tàn cục, ngũ trướng lão Nhạc Trường Phong cười một cách kỳ lạ, đầy khinh thường. Ta đã nói rồi, nếu Trần Bát Hoang không làm được, ta sẽ từ chức môn trường. Ngụy Vô Minh vân vững vàng với quyết định của mình, lần này lão nhất định phải đánh cược. Cược thắng thì có thế giành thắng lớn. Nếu như thất bại, vậy TSL lão làm môn chủ của Vô Song Môn còn có tác dụng gì, có thể tồn tại được bao lâu? Nếu là tôi sẽ không cho cậu ta cơ hội, trực tiếp giết chết, giao đầu cho Ưng Thiên Hà, nói không chừng Ưng Thiên Hà sẽ ghi nhớ ẩn tình, đinh nghỉ. Lạnh lùng nói, nếu không, khi Ưng Thiên Hà trở lại Vân Tiêu Giới, dẫn người của nhà họ Ưng đến chém giết, chúng ta đều sẽ đi tong. Thật là sống đến ngần này tuổi mà không được di xuất, vậy mà lại tin Trần Bát Hoang sẽ đột phá, Lục Trường lão lắc đầu lẩm bẩm một mình, ông ta thật sự không biết não của Ngụy Vô Minh có phải bị úng nước rồi không. Một người ngay cả Linh Hải và Kim Đan cũng không có, so với những người bình thường trong GLO thế tục chí mạnh hơn một chút, nhưng những người trong giới thế tục là người thế nào? Là rác rưởi. Trần Bát Hoang thì sao? Nhiều nhất chỉ là thứ rác rưởi chói mắt hơn rác thông thường một chút, có thế đột phá lên địa tiên. Môn chủ, chờ Hân đi ra, nếu không đột phá thành công thì đừng trách chúng ta trở mặt vô tình, tam trướng lão nhàn nhạt nói, nếu giữ Hân lại. Nhà họ Ưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới tận cửa, chúng ta nhất định phải giết hắn. Được rồi, mọi người đừng nói nữa, Lâm Chấn Lôi trầm giọng nói, chuyện sau đó, đợi Trần Bát Hoang ra thì nói tiếp. Trước mật thất Vẫn Thiết hàng ngàn người đang đứng chẽn sông Tây Lưu chờ đợi với nhiều tâm trạng khác nhau, thi nhau bàn tán không ngừng, Trần Bát Hoang đã trở thành phế vật rồi, ha ha, không biết hắn sẽ gặp hậu quả thế nào. Đợi hắn bước ra, tôi nhất định phải tiến lên tát hắn hai phát. Mẹ nó, hôm nay dám chơi đùa chúng ta. Đúng vậy, hừ, không có hắn thì đâu có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Rác rưởi của giới thế tục, không biết làm sao mà giết được Lâu Vạn Soản, giờ lại bị báo ứng rồi nhỉ. Ha ha, ba chữ Trần Bát Hoang, từ một thế hệ ma vương, bây giờ đã hoàn toàn biến thành một trò đùa của Vô Song Môn. Mọi người đang đợi anh xuất quan thám hại, bọn họ đã nghe tin. Một cây SL Trần Bát Hoang xuất hiện. Nếu không có dấu hiệu đột phá, cho dù là môn chủ của Vô Song Môn cũng không thể cứu được. Trần Bát Hoang chỉ còn một con đường duy nhất, đỏ lè chết. Dùng đầu của Hân dâng cho nhà họ Ưng để có thể cầu xin nhà họ Ưng bỏ qua tội lỗi trước đây. Thế giới bên ngoài ồn ào và náo nhiệt, còn bên trong mật thất Vẫn Thiết lại vô cùng yên tĩnh, giống như bọn họ hoàn toàn là hai thế giới, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, không nghe thấy chút âm thanh nào, linh lung. Tôi phải làm thế nào? Trần Đức chú tâm quan sát xung quanh mật thất. Tất cả mọi thứ trong thiên địa, bất cứ thứ gì có sức mạnh đến một mức độ nhất định cũng đều có, linh, chẳng hạn như linh lực và linh hải của chúng. Ta, linh lung hóa thành một tia sáng xuất hiện từ trong thức hải, một thân hình ma mị lơ lửng chẽn không trung, vừa giống một bóng ma,
vừa giống một tiên nữ, ngay cả kim loại cũng không ngoại lệ, một số kim loại cực phẩm cũng có thể sản sinh ra linh, mà loại linh này thường không có chú, chỉ cần tìm thấy nó, hấp thu nó thì anh có thể tùy ý sử dụng. Cũng giống như đính long vần, ban đầu nó là một vật có chủ, nhưng trải qua bao năm xương gió, linh trước kia đã bị linh không chủ thay thế, anh có vận khí tốt nên thu được nó. Vậy sao? Trần Đức sờ sờ chóp mũi, xem ra quá thực là rất may mắn, lúc trước cô bảo ta làm những hành. Động kỳ quái kia với đỉnh Long Văn, chẳng lẽ là đang hấp thu linh sao? Đúng vậy, Linh Lung khẽ gật đầu. Vậy ta ô sao tôi không cảm thấy linh gì cả, Trần Đức hỏi. Lúc đó anh còn quá yếu, ngay cả thần thức là gì cũng không biết thì sao có thể cảm nhận được linh. Cho dù anh có hấp thu thì chính anh cũng không nhận biết được. Được rồi. Trần Đức bất lực, vậy bây giờ tôi phải làm sao, làm thế nào mới ổ có thể tìm được linh của Vẫn Thiết? Anh tìm, anh thấy anh có thể tìm được không? Linh Lung cười nhẹ, nhỏ giọng nói, nếu không có chị đây, dựa vào một mình nhóc thì có TLM cả đời cũng không thấy. Trần Đức trầm mặc không nói, lấy bình rượu ra uống hai ngụm. Này nhóc, nhìn kỹ một chút. Bàn tay mảnh khảnh thon thập của Linh Lung. Vẫy vẫy, đột nhiên. Một luồng linh lực đỏ rực lan tỏa khắp mật thất Vẫn Thiết, có thể NSLN thấy bằng mắt thường, xung quanh mặt phẳng nhẵn nhụi và sạch sẽ xuất hiện những đường vân kỳ lạ. Lần theo những hoa văn ấy, Trần Đức phát hiện trong một góc có một cục màu trắng ngà, nhìn kỹ thì trên người nó còn có màu xám. Hừ! Sắc mặt Linh Lung bỗng nhiên thay đổi, ai lại phân ra một luồng thần thức ở trên khí linh vậy? Nó chính là khí linh, Trần Đức hỏi. Đúng vậy! Khí linh không chủ vốn nên là màu trắng giống một đoàn linh khí. Nhưng trên người nó lại có dấu ấn của người khác. Đã có người phát hiện ra nó. Vậy làm sao giờ, sắc mặt Trần Đức sầm xuống, lẽ nào lần này sẽ thất bại thật ư? Ngay khi anh đang lo lắng TSL Linh Lung lại khẽ nhấn một cái về phía trước, một luồng sáng màu đen bay ra, luồng khí màu xám kia lập tức biến mất. Sau đó, Linh Lung khinh bỉ nói, một cái dấu ấn mà thôi. Xóa đi chẳng phải lè xong sao? Trông anh kinh ngạc chưa kìa. Trần Đức lại lần nữa cảm thấy Linh Lung rất mạnh, anh cảm thấy mình sẽ thất bại đơn giản là vì. Người đế lại dấu ấn có thể cảm giác được Linh. Phải biết rằng, dù khi anh chưa trở thành một phế nhân thì cũng không thể cảm giác được Linh. Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau hấp thu khí Linh đó đi, Linh Lung hối. Ừ. Trần Đức giơ tay chạm vào khí Linh, nhưng khí Linh kia lại chẳng có phản ứng nào. Linh Lung vươn tay đặt lên cánh tay Trần Đức, thoáng chốc, khí linh kia giống như bị thứ gì đó lôi kéo dọc thao bàn tay anh biến mất như lúc trước khi đạt được đính Long Văn. Trần Đức chỉ cảm thấy trong cơ thể thoáng cái cỏ thêm một sợi liên hệ như có như không với mật thất. Cùng lúc đó, ở trên một ngọn núi cao vút gần như đụng lên tận trời, một ông lão chắc phải ít nhất 300.400 tuổi bông mở bừng mắt, trong mắt lóe lên. Vẻ sắc bén khủng bố. Ông ta chính là Liêu Tông Nguyên, một trong những người canh giữ Côn Luân Hư. Cũng là người duy nhất không có đời sau, do lúc còn trẻ vì một số nguyên nhân của bản thân nên ông ta không có khả năng có được con cái. Trên ngọn núi khổng lồ chỉ có mỗi ngôi nhà tranh và một mình ông ta. Liêu Tông Nguyên mặc một bộ trường bào màu xanh, râu tóc hơi rối trông không giống một cao thủ, mà trái lại như một tên ăn mày nghèo túng. Ông ta đi đến cạnh vách núi. Gió thổi râu tóc tung bay, cau mày. Ai đã xóa dấu ấn do mình để lại? Ớ Côn Luân Hư còn có cao thủ như thế ư? Liêu Tông Nguyên vừa nói xong, bóng dáng ông ta đã biến mất tại chỗ. Trực tiếp biến mất, y như thần tiên. Được rồi, anh thử thu nó vào trong cơ thể, rồi đặt ớ xung quanh thần thức xem. Sau đó là chúng ta có thể làm tiếp bước thứ ba, trong mật thất Vẫn Thiết, Linh Lung nói. Đơn giản vậy thôi hả? Trần Đức hơi kinh ngạc, không ngờ lại đơn giản như vậy là có thể có được mật thất. Không sáu điều, anh cũng không có thu mật thất lại. Ngay mà hỏi, Linh Lung, tôi cảm thấy hay là chúng ta làm xong bước thứ ba ở đây rồi đi ra ngoài có khi lại hay hơn. Bên ngoài có rất nhiều người đang chờ, cứ thế mà đi ra sẽ xảy chuyện đó. Đôi môi đỏ mọng của Linh Lung khẽ cười, dí dỏm nói, không ngờ đường đường là Trần Ma Vương mà cũng biết sợ. Tôi đây là chiến lược. Cứ vậy đi ra thì khác gì chịu chết, Trần Đức không thèm để ý đến sự chế lẻo của Linh Lung, nghiêm nghị nói, chị Linh Lung tốt bụng, rộng rãi lại xinh đẹp cũng không muốn nhìn thấy tôi chết ngay tại chỗ đúng không nào. Được rồi, tên nhóc nhà anh chỉ được cái mồm, chuyện này không nên chậm trễ,
anh mau thu nó vào đi, Thiên Huyền Phong. Tạm thời sẽ do tôi chống đỡ. Được. Trần Đức vừa nghĩ một cái, giây tiếp theo, mật thất vẫn thiết khổng phô bồng dưng biến mất, bọc lấy thần thức của anh. Cùng lúc đó, bên ngoài, cả tòa Thiên Huyền Phong trước con sông Tẩy Lưu bỗng run lên, thoáng cái bụi mù cuồn cuộn, bụi đất bay bầy trời. Mọi người đều kinh ngạc, hoáng sợ nhìn Thiên Huyền Phong. Lâm Chấn Lôi, Ngụy Vô Minh, Tô Tây Pha và mấy gã cao tầng của Vô Song Môn cũng lập tức bay ngược ra sau. Sau khi dừng lại, bọn họ cũng kinh ngạc, kích động không thôi. Lẽ nào Trần Bát Hoang đột phá thật rồi? Tiếng nổ vẫn còn dư chấn giang giờ, cực kỳ kinh khủng. Ngụy Vô Minh cũng phát hiện cánh cửu mật thất vẫn thiết, biến mất. Thay vào đó là một tảng đá lớn hoàn toàn bịt kín cửa ra vào mật thất. Trái tim Ngụy Vô Minh chợt lỡ một nhịp, không biết sao lại cứ có một linh cảm xấu. Ngoài lão ra, tất cả mọi người cùng nhìn châm. Chằm cửa ra, muốn biết có phải Trần Bát Hoang đấp đột phá thật không? Xong, sau tiếng nổ ấy, Thiên Huyền Phong lại im lìm. Trần Bát Hoang cũng không có xuất hiện, tuy Thiên Huyền Phong vẫn còn đang rung lắc dữ dội, nhưng không có sập. Mãi một lúc lâu sau, lại dần im lặng lại như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Mẹ, làm sợ bóng sợ gió một hồi, tôi nói mà, sao anh ta có thể đột phá được? Mẹ nó, hù chết cha, còn tưởng rằng thật sự yêu nghiệt như vậy luôn chứ. Ha ha, Nghiêm Sương ôm kiếm, không ngừng cười khẩy, trong mắt lập lòe sát khí, đợi Trần Bát Hoang đi ra, hắn xác Trần sẽ khiêu chiến tiếp. Đến lúc đó, kết quả sẽ hoàn toàn khác lúc trước. Đám Trình Kiếm Phong, Lâm Chấn Lôi, Tô Đông Pha nhíu mày, mấy trưởng lâu còn lại thì giống như đang vui sướng khi người gặp họa. Theo họ, dù Trần Bát Hoang có gây ra một chút động tĩnh, nhưng cũng sẽ không có khả năng đột phá, ngay cả Linh Hải cũng không có, mà còn đòi đột phá lên địa tiên, mơ đấy hả? Thời gian trôi qua từng phút từng giây một, mãi một lúc lâu sau, trên mặt Đinh Nghỉ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nói. Môn chủ, tôi thấy hay là bỏ đi, cậu ta chắc chắn đang lừa chúng ta. Mấy ngàn người ở đây chờ một mình cậu ta xứng sao? Cứ chờ đợi ồ như vậy thì biết bao giờ mớ ồ kết thúc. Đúng vậy, Nhạc Trường Phong cũng nói, tôi đề nghị giết quách cậu ta luôn cho rồi, đừng làm lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Các người vội cái gì, sắc mặt Ngụy Vô Minh hết sức khó coi, lạnh lùng nói, đột phá đến địa tiên là trò đùa chắc. Trần Bát Hoang mới đi vào bao lâu? Lẽ nào các người đã quên khi đột phá kim đan cần bao nhiêu thời gian hả? Môn chú, cứ chờ vậy cũng quả thật không phải cách, Vu Thu Yến chậm gì gì nói, hay là chúng ta đưa ra một mốc thời gian, thế nào? 10 ngày, chúng ta chờ 10 ngày, được không? 10 ngày, Ngụy Vô Minh liếc nhìn mật thất đóng kín kia nói. 10 ngày sao mà đủ? Lúc trước, ai trong họ đột phá kim đan kỳ không bế quan 1-2 năm? Mà cái Trần Đức muốn đột phá chính là địa tiên đó. 10 ngày sao mà được? Nhưng lão cũng biết, 10 ngày gần như đã là cực hạn của các trưởng lão rồi, nên cũng đành đồng ý. Được, 10 ngày thì 10 ngày. Sau khi Ngụy Vô Minh đồng ý, các đệ tử Vô Song Môn đằng sau cũng nghe thấy nên đều tản đi. Bát đại trưởng lão, Trình Kiếm Phong, Công Tôn Hằng, Lâm Chấn Lôi cũng rời đi, chỉ có Ngụy Vô Minh là ở lại. Lão vẫn cố chấp canh giữ trước cửa mật thất. Chẳng mấy chốc, theo họ rời đi, tin Trần Đức đã trở thành phế nhân lập tức như nạn châu chấu quét ngang Vô Song Môn, rơi vào tai nội viện, rồi lại truyền tới ổ ngoại viện. Vô Song học viện cũng lập tức xôn xao. Cái gì, Trần Bát Hoang biến thành một phế nhân? Tốt quá, mẹ, lúc trước anh ta chèn ép chúng ta như nào? Cuối cùng cũng có thể báo thù rồi. Đúng vậy. Trước đó thằng rác rưởi khốn kiếp kia ỷ vào mình mạnh hơn mà chèn ép chúng ta, khiến chúng ta và đám tân sinh đều nơm nớp lo sợ, quả bảo đến rồi đó, ha ha, qua báo đấy. Trong một đêm, tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Người một khi ngã xuống thì ai cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Vô số đệ tử nội viện, ngoại viện đều chửi rủa. Trần Đức, đặc biệt là những người từng bị anh chèn ép tới không ngóc đầu dậy nổi. Gần như là điên cuồng. Vốn dĩ, Trần Đức chỉ lè tân sinh, kết quả lại cưỡi lên đầu họ, trực tiếp từ ngoại viện đến nội viện, rồi lại tiến vào Vô Song Môn. Bọn họ đã sớm khó chịu và vô cùng ghen tị anh ta. Giờ Trần Đức biến thành một phế nhân thì sao họ có thể không bỏ đá xuống giếng cho được.
Cùng lúc đó, khi đám Ẩu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Đàm Thu, Lữ Đông Dã, Ước Thư Huyên, Trương Tử Dâng, Đàm Thu, Hà Đồn biết được tin ấy thì đều hết sức kinh ngạc. Không thể nào, cậu Trần xác chắn sẽ không trở thành một phế nhân, Kỳ Hàn cực kỳ tin tưởng Trần Bát Hoang, hắn biết rõ sự đáng sợ của Trần. Đức, tu luyện võ đạo chỉ là một trong những thế mạnh khủng bố của anh mà thôi. Thuật luyện đan của anh cũng không kém cạnh gì nó. Một cao thủ như vậy, sao có thể trở thành phế nhân? Hắn tuyệt đối không tin. Âu Dấp Thanh Vũ cùng như thế, cô ta biết Trần Đức là một yêu nghiệt biến thái cỡ nào, đúng vậy, anh Trần nói đột phá, thế thì xác Trần có thể đột phá, tôi tin anh ấy. Đúng, tôi cũng tin anh ấy, ánh mắt Đàm Thu đầy kiên định, Trần Đức là người có ơn với cậu ấy, không có anh thì sẽ không có cậu ấy của ngày hôm nay. Nếu nói tất cả mọi người trên đời này đều cho rằng Trần Đức là đồ vô dụng và phản bội anh thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ phản bội anh. Tôi cũng tin tưởng cậu ấy. Trương Tử Đằng, Hà Đồn, Giang Hồ Hải cũng đều tin tưởng Trần Đức. Không có Trần Đức thì họ đã chẳng có cơ hội đến Côn Luân Hư. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi được Công Tôn Hằng và Thái Thượng Trưởng Lão Nội Viện dạy báo, thực lực của họ đã tảng lên rất nhiều. Tôi đề nghị mọi người tốt nhất là nên né tránh đầu sóng, ngọn gió đi, hát, đêm nay, Ước Thư Huyên đi đến chỗ bọn họ, nghiêm túc nói. Mấy ngày Trần Bát Hoang bế quan sẽ không yên ổn đâu, sư phụ của mấy người đã rời khỏi nội viện, tìm lý do đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Đúng đó, Âu Dấp Thanh Vũ cũng gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra chút lo lắng, mong Ước sư tỷ chỉ cho chúng tôi một con đường sáng. Đi tìm viện trưởng Công Tôn Hằng, ông ta chắc chắn sẽ giúp các người. Nhưng, lúc nào mấy người cũng phải cảnh giác và cẩn thận. Ước Thư Huyên ngừng một lát rồi nói. Dù sao, lòng người cũng khó dò. Cảm ơn sư tỷ đã chỉ bảo. Âu Dã Thanh Vũ nói, mọi người, chúng ta đi tìm viện trường, bế quan một thời gian ngần đi. Được. Đám Kỳ Hàn, Lữ Đông giữ nấp từng bị chèn ép một lần, nên biết được sự khập nghiệt của học viện Vô Song. Lúc này, lập tức hành động. Quả nhiên là y như lời Ước Thư Huyên đã nói, tin tức Trần Đức trở thành phế nhân vừa truyền ra, đã có người ngồi không yên. 10 ngày, chúng ta chỉ cần chờ 10 ngày. Sau 10 ngày, chúng ta sẽ đi giết chết Trần Bát Hoang. Còn đám anh em và phụ nữ của Trần Bát Hoang thì sao? Chờ 10 ngày làm gì, chúng ta xử họ trước, phải tra tấn họ từng chút một. Ý kiến hay đó, đi, đi tìm bọn họ. Hơn 1.000 người không hẹn mà cùng hùng hổ kéo đến chỗ ở của đám Ẩu Dã Thanh Vũ, nhưng cái chờ đợi họ là vườn không nhà trống, không một bóng người. Đám rùa con này chỉ biết rụt cổ vào mai à? Ha ha! Đúng là một đám nhu nhược, không ngờ lại chạy tới chỗ viện trưởng. Có điều, các người tránh được lúc này, nhưng có tránh được một đời không? Toàn một đám rác dưới. Người đâu, mấy người các người đứng đây canh giữ. 10 ngày sau, chức viện trưởng sẽ không bảo vệ họ nữa. Khi ấy, ngoài Âu Dã Thanh Vũ ra, còn lại đều tra tấn đến chết, không được nương tay, người thừa kế thế lực do Cổ Tinh Hoa để lại âm u nói, để trả thù cho cậu cổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Bên trong Thiên Huyền Phong, sau ngày xảy ra động tĩnh ấy thì hoàn toàn im du, không còn xuất hiện bất cứ tiếng động nào nữa. Nhìn thì như yên tĩnh, nhưng trên đỉnh Thiên Huyền Phong lại ỉ đứng một người. Đó là một ông lão râu tóc rối tung giống như một tên án mày. Trên đỉnh núi, mọi người đã sớm đi hết. Ông ta giống như một gốc cây, yên lặng đứng ở đó. Trên thực tế, ông ta đã đến đây được 2-3 ngày, chỉ là vẫn đứng im ở đó. Do Ngụy Vô Minh dưới chân núi vẫn không phát hiện ra mà thôi. Với thực lực của ông ta, chỉ cần Liễu Tông Nguyên không muốn xuất hiện thì chẳng ai trong Vô Song Môn có thể phát hiện ra Minh, 10 ngày mà đã muốn đột phá. Thú vị! Liễu Tông Nguyên cũng không có làm gì, chỉ là đứng sừng sững ở yên đó, tiếp tục chờ đợi. Ông ta cũng muốn nhìn xem, phế nhân Trần Bát Hoang trong miệng mọi người có thể đột phá hay không. Tuy chưa từng gặp, nhưng ông ta đã có chút tò mò về Trần Bát Hoang. Ngụy Vô Minh canh giữ trước núi ổ, lại qua 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Lão vẫn đứng im tại chỗ suốt 6 ngày, cứ mỗi một ngày trôi qua, áp lực và sự lo lắng trong lòng lâu lại tăng lên một phần. Đến sáng ngày thứ 10, từng bóng người dần dần xuất hiện dưới Thiên Huyền Phong trước sông. Tây Lưu, Trình Kiếm Phong, Làm Chấn Lôi, Bát Đại Trưởng Lão, các đệ tử Vô Song Môn,
thậm chí là một số học sinh của nội viện cũng lần lượt đến nơi này. Bọn họ có người đứng trên sông, đứng trên thuyền, con sông Tây Lưu yên ả lại trở nên ồn ào, nhốn nháo thêm một lần nữa. Chỉ còn mấy tiếng nữa là qua 10 ngày, Đinh Nghỉ nhàn nhạt nói, viện trưởng, ha ha. Ông cảm thấy còn có hy vọng hả? Ngụy Vô Minh im lặng, đúng lẽ như thế, dù trước đó lão rất có lòng tin với Trần Đức, nhưng sự tin tưởng ấy đã chậm rãi biến mất, rồi gần như bằng không trong 10 ngày qua. Lão tu luyện võ học hơn 200 năm nên biết rõ một điều khi đột phá sẽ xảy ra động tĩnh. Đừng nón đột phá đến địa tiên, dù là hồi xưa họ đột phá từ linh hải đến kim đan kỳ thôi thì xung quanh cũng sẽ xuất hiện tùng gợn sóng bảng linh khí mây cho đến khi đột phá mới hết. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Không có bất cứ một động tĩnh nào. Giống như là anh đã chết bên. Trong, còn yên tĩnh hơn cả người chết nữa ấy chứ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy anh hoàn toàn không có đột phá và cũng sẽ không đột phá. Đúng thế, một người ngay cả linh hải và kim đan cũng không có thì sao mà đột phá đến địa tiên được. Dựa vào cái gì đạt tới địa tiên, lão cảm thấy mình thật sự già cả nên hồ đồ rồi. Môn chủ, tôi biết ông trọng tình trọng nghĩa, nhớ tình bạn cũ. Trần Bát Hoang đã giúp Trình Sư Huynh giết Lâu Vạn Xuân trả mối thù năm xưa, cũng coi như là người có ơn với Vô Song Môn chúng ta, Nhạc Trường Phong lạnh nhạt nói. Nhưng, ơn tình không thế coi như cơm ăn, nếu ông thật sự nế tình bạn cũ, không đành lòng ra tay thì có thể đi, để mấy ông lão chúng tôi bắt tay đánh chết cậu ta. Cứ thế, cậu ta sẽ bị linh lực của chúng tôi nghiền thành tro. Đến lúc đó, ông không nhìn thấy thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Ha ha, ông cũng biết nghĩ cho tôi đó nhỉ, khóe miệng Ngụy Vô Minh dần giật, không nhịn được cười lạnh, tiếng cười có chút bất lực. Môn chủ, mời ông rời bước, Đinh Nghi thấy Ngụy Vô Minh hơi do dự, nghiêm túc nói, chúng tôi sẽ làm cậu ta chết mà không có đau đớn gì hết, ông yên tâm. Môn chủ, tam trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cũng vươn tay bày ra động tác mời. Dù là Vu Thu Yến thì cũng như thế. Rõ ràng, đây là định ép vua thoái vị. Bọn họ nấp không chờ nối nữa, đều sốt ruột muốn giết chết Trần Đức. Vì ngày hôm qua, họ đã nhận được tin Ưng Thiên Hà đã khỏi hẳn và về nhà. Khó mà nói bao giờ thì hắn ta sẽ đến Vô Song Môn Y Ân nữa. Nếu không giết Trần Bát Hoang thì sáu rằng đám lão già lọm khọm như họ sẽ chẳng ai có thể sống tiếp. Được, 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 Ngụy Vô Minh nói liền ba từ được, nặng nề lùi ra sau mấy bước, lão đã cố gắng hết sức, đáng tiếc một thế hệ thiên kiêu, thiên tài tu luyện cuối cùng cũng không tránh khỏi cảnh chết non. Ngụy Vô Minh cực kỳ tiếc nuối. Cuối cùng cũng định ra tay rồi à? Ha ha, Trần Bát Hoang khốn kiếp, con kiến thì suy cho cùng vẫn là con kiến mà thôi. Giết Trần Bát Hoang! Giết Trần Bát Hoang! Giết Trần Bát Hoang! Trước sông Tây Lưu, các đệ tử Vô Song Môn đều xôn xao, cuối cùng thậm chí hét lên, tiếng hét rung trời, vang tận mây xanh. Môn chủ, ông thấy không, giết Trần Bát Hoang cũng không phải một lựa chọn sai lầm, đây cũng là suy nghĩ chung của mọi người, Đinh Nghi nhàn nhạt nói. Suy nghĩ chung, Lâm Chấn Lôi không khói cười khẩy, cá ồ, suy nghĩ chung, ấy chắc cũng không thiếu sự góp sức của các vị trưởng lão nhỉ. Lâm Chấn Lôi, Ngụy Vô Minh cũng không phải ngu, trái là ồ, họ cực kỳ khôn khéo, cả đám đều là lão yêu quái sổng 200.300 năm. Hôm nay, sông Tây Lưu đến nhiều đệ tử như vậy, so với 10 ngày trước còn nhiều hơn gấp đôi. Thậm chí một số đệ tử ra ngoài cũng trở lại. Nếu các trưởng lão không lén mắt nhảm mất mớ, châm ngòi thổi gió thì ai mà tin. Điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là giết Trần Bát Hoang lẻ điều phải làm. Ngay từ đầu, Đinh Nghi đã không thích Trần Đức rồi. Dù sao, Cổ Tinh Hoa có chút quan hệ huyết thống với ông ta đấp chết trong tay anh thì sao mà thích cho nối. Giờ phút này, ông ta đứng ra, làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói, nếu Lâm Sư Huynh và môn chú sợ lưng đeo tiếng xấu thì chuyện này cứ giao cho tôi. Mọi tiếng xấu đều sẽ do một mình Đinh Nghi tôi chịu hết. Đinh Nghi nói xong, linh khí trên người bắt đầu ngưng tụ lại, từng luồng linh khí khủng bố không ngừng tản ra. Đáy sông Tây Lưu phảng phất xuất hiện một con thủy quái nào đó, hay như có một cơn lốc quét ngang qua, thoáng chốc dâng lên tùng con sóng lớn. Đúng lúc này, khi Đinh Nghi sắp ra tay thì eo tảng. Đá lấp kín cánh cửa mật thật vẫn thiết trên Thiên Huyền Phong lập tức nát. Ngay sau đó, một bóng người đi ra từ bên trong. Người đó là Trần Đức, anh đi ra rồi.
Dáng người cao to thu hút mọi ánh nhìn, thoáng chốc, ánh mắt của mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn lên người anh. Khóe miệng Cố Trần Đức khẽ cong, trong tay còn cầm một bầu rượu. Theo sự xuất hiện của anh, một mùi rượu nồng nặc chợt bay ra. Trong hai tròng mắt của Trần Đức có một loại niềm vui khó che giấu. Anh thành công rồi. Trải qua 10 ngày. Anh thật sự thành công dựa theo phương pháp của Linh Lung, một lần nữa ngưng tụ ra kim đan, hơn nữa hợp thể giữa kim đan và thân thức. Từ nay về sau, anh sẽ không có loại kim đan này nữa. Trong thức hải, một tiên đài tạo ra từ Vẫn Thiết đứng sừng sững. Trên tiên đài, thần thức lẳng lặng ngồi xếp bằng, những đường ánh sáng ban đầu trói buộc nó đã bớt đi 2/3. Kim đan và thần thức hoàn toàn hợp lại thành. Một, người nhỏ màu vàng đã rõ hơn rất nhiều so với trước kia, góc cạnh rõ ràng, cho dù là khuôn mặt hay thần vận, tất cả đều cực kỳ giống Trần Đức. Không ai biết trong 10 ngày ngắn ngủi, Trần Đức đã trải qua hành hạ tàn khốc thế nào, dù đã là ngựa chiến 10 năm, nhưng từ trước đến nay anh cũng chưa từng trải qua nỗi thống khổ kia. 10 ngày còn dài đằng đẵng và khó khăn hơn so với 10 năm với 100 năm. Nhưng, tất cả những thứ này đều đáng giá. Anh thành công rồi. Phải nói rằng khuyết điểm nhỏ nhặt duy nhất chính là điểm đen trên kim đan, xuất hiện ở giữa mi tâm thần thức của anh, nó rất nhỏ, không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra. Dù Linh Lung kiến thức rộng, nhưng cô ta cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Có điều cái này không quan trọng. Điều quan trọng chính là 7 giờ anh còn mạnh hơn trước. Thiên Huyền Phong lẽ ra phải sụp đổ, nhưng bởi vì sau khi tỉnh lại anh đã tiến hành sửa đổi ổn định bên trong. Môn chú, các vị trưởng lão, tôi đi ra rồi, còn nữa, mật thất Vẫn Thiết kia. Mấy ngày nay, Trần Đức luôn chìm trong chật. Vật, anh không biết bên ngoài ỷ đã xảy ra những chuyện gì, trước tiên anh vẫn muốn nói chuyện này cho Ngụy Vô Minh biết, để lão yên tâm. Đồng thời nói ra chút chuyện liên quan đến mật thất Vẫn Thiết, suy cho cùng cũng là báu vật của Vô Song Môn, mặc dù anh đã lấy đi, nhưng vẫn phải nói một tiếng, đây là tôn trọng tối thiểu. Chỉ là... Lời còn chưa dứt, Đinh Nghi liền cười lạnh cất đứt lời Trần Đức, Trần Bát Hoang, ha ha, mày đã đi ra, sao hả, đột phá rồi. Trần Đức cau mày nhìn về Đinh Nghi, anh nhận ra sát khí nồng nặc trên người ông ta và mấy vị trưởng lão còn lại. Anh nhìn về phía sông Tây Lưu, mấy ngàn người cười trên sự đau khổ của người khác, vẻ mặt châm biếm đủ các loại biểu cầm, cùng với Ngụy Vô Minh sắc mặt thất thần không biết làm sao, Trần Đức lập tức hiểu ra chuyện gì. Sao không nói tiếp, Đinh Nghi ha ha cười lạnh, dáng vẻ hùng hổ dọa người, khóe miệng ông ta lộ vẻ giễu cợt không chút che giấu, môn chủ bọn tao rất coi trọng mày, sao mày không năn nỉ với ông? Ta đi, nếu không môn chủ bọn ta vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Đột phá? Làm sao Trần Đức có thể đột phá được? Nghĩ lúc ban đầu bọn họ đột phá Kim Đan Kỳ, tiếng động đó gần như toàn bộ Vô Song Môn đều biết, vậy mà cảnh giới Trần Bát Hoang đột phá là địa tiên. Một khi đột phá, động tính kia ít nhất không kém hơn lúc trước ấy chứ. Kết quả thì sao? Một chút xíu tiếng động cũng không có, điều quan trọng nhất chính là Trần Bát Hoang vẫn giống với trước khi tiến vào mật thất Vẫn Thiết, không hề có sóng linh khí tốt hơn nào. Vẫn là một phế nhân. Môn chú, ông nhìn dáng vẻ của Hân đi, ha ha. Có phải rất thất vọng không? Đinh Nghi đưa mắt nhìn sang Ngụy Vô Minh, ông ta không ngừng cười lạnh. Ai, gạch chéo. Ngụy Vô Minh thở dài, trong đôi mặt già nua tràn đầy thất vọng. Quả thực Trần Bát Hoang là một yêu nghiệt tu võ không tệ. Nhưng, 7 giờ anh vẫn hoàn toàn là một phế nhân. 10 ngày trôi qua vẫn là phế nhân. Lão có lòng muốn bảo vệ tính mạng của Trần Bát Hoang, nhưng nơi này là Côn Luân Hư, so với giới thế tục thì tàn khốc và thực tế hơn nhiều. Trần Bát Hoang không tạo ra kỳ tích, chờ đợi anh cũng chỉ có một con đường chết. Dù lão muốn bảo vệ cũng bất lực. Lập tức Ngụy Vô Minh như già thêm mấy chục tuổi, dáng vẻ càng không đứng thẳng nổi, ông ta lắc đầu than khổ. Trần Bát Hoang, lúc này Nhạc Trường Phong cũng đứng ra, ông ta lạnh lùng nói, nếu thất bại thì trả lại thiên tài địa bảo ngày trước môn chủ tặng cho mày đi, đúng là phí của trời. Không sai, Trần Bát Hoang, trả lại đồ của Vô Song Môn tao đi. Trần Bát Hoang, đừng đùng trong hố phân nữa, mau mang thiên tài địa bảo ra đây. Cái thứ phế vật như mày dựa vào cái gì mà được hưởng những thứ đồ này? Lời Đinh Nghi vừa dứt, các đệ tử của Vô Song Môn liền lớn giọng ồn ào, thay nhau lên án Trần Đức. Đặc biệt là Nghiêm Sương. Lúc này,
hẳn nhảy ra từ trong đám người, đi về phía trước. Trần Bát Hoang, lần này mày có dám đánh một trận với tao không? Tiếng hắn như sấm rền, âm thanh cuồn cuộn vang dội bốn phía. Hắn đứng giữa đám người, ngẩng cao đầu nhìn Trần Đức. 10 ngày trước, hắn bị khí thế của Trần Đức chấn nhiếp, trong tâm cảnh xuất hiện vấn đề cực lớn, nếu không đích thân giết nó, e rằng về sau mãi mãi sống trong tâm. Ma, 10 ngày qua, hắn mang sát ý và thù hận với Trần Bát Hoang, bất cứ khi nào hắn cũng tập luyện, khổ tu, trải qua sự khắc khổ chưa từng có. 10 ngày qua, hắn đã tiến bộ lên rất nhiều. Thậm chí, còn mơ hồ có loại cảm giác sắp đột phá lên kim đan kỳ. Trong 10 ngày này, hắn khiêu chiến Lâm Cống, khiêu chiến Lục Tử Ngang, không một ai ngoại lệ, những kẻ đã tùng mạnh hơn hắn đều hoàn toàn bị thất bại dưới kiếm của hắn. Hắn bây giờ đã xứng đáng là người số một dưới Âu Dã Tư Linh trong thế hệ trẻ vô song môn. Ai cũng biết hắn cố gắng là để chuẩn bị chém chết Trần Đức. Bây giờ hắn đột nhiên đứng ra hoàn toàn nằm trong dự liệu của mọi người, dù là mấy tên trưởng lão cũng không ai ngăn cản hắn. Bởi vì bọn họ thấy được thiên phú của Nghiêm Xương. Tên này đáng được đào tạo thật tốt. Cho hắn cơ hội đánh chết Trần Đức, phá tâm ma thì có làm sao đâu. Chỉ là một phế nhân mà thôi. Giết thì cứ giết. Biết đâu giết được Trần Bát Hoang, tâm cánh để thăng, Nghiêm Xương liền đột phá lên kim đan kỳ. Trần Bát Hoang, mày có dám nhận lời khiêu chiến của tao không? Vẻ mặt Nghiêm Xương lạnh lẽo, hẳn cười gằn không dứt, trong đôi mắt hiện rõ vẻ hung ác, điên cuồng. Hắn nâng lên tay, chỉ vào Trần Đức. Mày, dám không? Giọng nói rào rào điếc tai nhức óc, rất nhiều đệ tử nảy sinh chấn động. Bọn họ cũng không ngờ trong 10 ngày ngắn ngủi Nghiêm Xương lại tiến bộ nhiều như vậy. Với thực lực của hân, loại phế nhân Trần Bát Hoang này tùy tiện dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền ép được đấy chứ. Trên sông Tây Lưu, các đệ tử của vô song môn kinh ngạc không thôi, đồng thời những tên đệ tử đã từng bị Trần Đức trấn áp kia cảm thấy vô cùng hả giận, bọn họ rối rít quát lên. Trần Bát Hoang, đừng sợ hãi thế, sao mà không biết trên dưới. Không phải mày rất lợi hại ư? Sao cứ rụt đầu thế? Đờ mờ, đo chó. Đồ hèn nhát, lúc mới đến học viện vô song mày phách lối lắm mà, đâu mất rồi. Bây giờ lại biết khiêm tốn sao? Thằng chó Trần ngu đần, mày hé răng đi. Từng trận chửi rủa, đùa cợt, châm chọc giống như mưa xối xả truyền ra từ trong miệng các đệ tử nội viện, tiếng vang lên vô cùng ầm ĩ huyên náo. Trần Bát Hoang, quy định của vô song môn từ trước đến nay rất tàn khốc, cho phép giết người. Mày có thể từ chối khiêu chiến, nhưng, sau khi mày từ chối, Nghiêm Xương có thể phát động tấn công. Ninh Nghi nói một cách nhẹ bỗng, Trần Bát Hoang trong mật ông ta đã xem như người chết, dù sao cũng phải chết thôi, còn ai giết cũng không quan trọng. Trần Bát Hoang, nếu mày quỳ xuống, có lẽ anh Nghiêm Xương có thể tha cho mày một mạng. Đồ chó, mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Hàng loạt tiếng huyên náo giống như từng đợt sóng vỗ trên sông Tây Lưu, liên miên không dứt. Trần Bát Hoang, anh nhìn thấy không? Đây chính là tu hành, chính là nhân tính, giọng Linh lung ung dung truyền tới. Lúc anh hùng mạnh, bọn họ sẽ đến nịnh hót anh, ủng hộ tâng bốc anh lên, thậm chí phong cho anh danh hiệu ma vương. Còn lúc tinh thần anh sa sút thì từng người giả bộ như không quen anh, hận không thể đi lên đạp anh mấy phát, bọn họ sỉ nhục anh, chà đạp anh. Thật ra thì tôi đã sớm biết sẽ có chuyện này, vẻ mặt và ánh mắt của Trần Đức không đổi. Anh đã trải qua quá nhiều. Tính. Giới thế tục còn có một vài người là có tình cảm. Ngày đầu tiên kể từ khi đến Côn Luân Hư này anh gặp võ giả đầu tiên tên Bộ Kinh Phong. Chỉ vì nhìn đối phương một cái, hân ta liền muốn giết anh, khi ấy anh đã hiểu được sự tàn khốc và vô tình ở nơi này. Thật ra thì như vậy cũng tốt, thế này khi cầm vãn thiết tôi không có chút áp lực nào, về sau nếu đi đến Vân Tiêu giới cũng không cần có thêm một nơi ràng buộc. Chuyện của vô song môn sẽ không liên quan đến tôi, không phải sao? Có lẽ vậy, Linh lung hiểu Trần Đức, biết ngoài miệng anh nói thế, nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất thất vọng. Tất cả yên lặng cho tôi. Vào lúc này, đột nhiên, Ngụy Vô Minh nãy giờ luôn im lặng bỗng quát lên một tiếng, linh lực vô biên lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Nhất thời, mọi người theo bản năng ỉm miệng, sau đó liền rơi vào yên lặng. Ánh mắt của vô số người đều rơi trên người lão. Tôi muốn nói chuyện riêng với Trần Bát Hoang. Không chờ đám người Đinh Nghi lên tiếng. Ngụy Vô Minh ngang ngược đi về phía Trần Đức, lão đến trước mặt anh.
Cuối cùng lão cảm thấy làm người nên có chút tình cảm, một vài chuyện nén nói vẫn phải nói rõ ràng. Bát Hoang. Ngụy Vô Minh lại thở dài, tôi hy vọng cậu có thể hiểu được Vô Song Môn, hiểu được cách làm của trưởng lão Đinh. Hiểu, tại sao tôi phải hiểu? Trần Đức quét nhìn Ngụy Vô Minh, sắc mặt không một chút thay đổi, thậm chí vẻ mặt cũng trước sau như một. Vô Song Môn thành lập từ ngàn năm nay, từng bước đi tới ngày hôm nay quả thật không dễ dàng, tôi thật sự hy vọng cậu có thể đột phá, chỉ là... Cũng vì tôi không đột phá thì muốn giết tôi, Trần Đức bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngụy Vô Minh lắc đầu, không, Vô Song Môn tôi há chỉ vì như vậy mà phải giết người. Chỉ là cậu đắc tội với nhà họ Ưng ở Vân Tiêu Giới. Bọn họ sợ, sợ nhà họ Ưng trả thù nên muốn mang đầu của cậu đến lấy lòng nhà họ Ưng cầu xin nhà họ tha thứ. Vậy sao, Trần Bát Hoang tôi từ trước đến nay quyết không làm liên lụy đến người khác. Cậu làm được sao, Bát Hoang, quả thật cậu là một người rất giỏi, tôi hiểu cậu, cậu trọng tình nghĩa. Trọng ân tình, tâm huyết, nhưng cậu vẫn quá ngây thơ, không đủ hiếu về Vân Tiêu Giới, càng không biết gì về nhà họ Ưng ở Vân Tiêu Giới cả. Đột nhiên Ngụy Vô Minh cảm thấy có chút bi thương và nực cười, chàng thanh niên trước mặt vậy mà vẫn rất ngây thơ, dựa vào tình hình bây giờ của anh, lấy cái gì ra mà đối phó với nhà họ Ưng? Dựa vào nằm mơ hay suy nghĩ chủ quan? Vì vậy, bọn họ muốn giết tôi, ông đã đồng ý, thậm chí đây chính là chỉ thị của ông. Trần Đức u ám hỏi, trồ sâu trong tròng mắt đã dần trở nên lạnh lẽo. Không phải, nhưng tôi không có cách nào ngăn cản, Ngụy Vô Minh nói xong liền lui vào trong đám người. Nghiêm Sương, cậu còn đang chờ cái gì, vẫn chưa ra tay, lúc này, Đinh Nghi trực tiếp ra lệnh, làm thịt hắn. Tuân lệnh. Trong phút chốc, Nghiêm Sương rút kiếm, một kiếm xuất ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nơi lưỡi kiếm xoẹt đến trực tiếp rạch ra một kẽ hở nhỏ xíu. Nháy mắt, nhiệt độ trong không gian bỗng nhiên hạ xuống. Nước sông Tây Lưu chảy ngược lên, hình thành từng cây cột nước, bóng dáng Nghiêm Sương lóe sáng, chân đạp cột nước, chạy thẳng về phía Trần Đức. Trần Bát Hoang, một thân phế nhân như mày có thể chết dưới lưỡi kiếm của Nghiêm Sương tao là vinh hạnh của mày, mày nên vui mừng vì được chết có thể diện. Nghiêm Sương cười gằn, hắn mang theo 200% tự tin giết chết Trần Bát Hoang, vừa nghĩ tới Trần Đức sẽ đổ máu tại chỗ, hắn liền hưng phấn. Không ngừng dâng lên vẻ khát máu. Nói xong, kiếm của hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt khắp tám hướng, hân phải dùng một kiếm sán lạn nhất, khí chất nhất chém chết Trần Đức. Mấy ngàn người đang nhìn hắn. Dù là giết một con gà, hắn cũng phải dùng đến toàn lực. Để cho tất cả mọi người nhìn thấy sức mạnh của hắn, nhìn thấy thiên phú và tiềm lực của hắn ra sao. Thất sát kiếm. Một tiếng quát to vang lẻn, Nghiêm Sương vận dụng võ kỹ mạnh nhất. Ánh sáng toát ra trong tay hắn lúc này trở nên vô cùng đỏ thắm, cùng lúc đó tràn ra một mùi máu tanh nồng nặc, cực kỳ gai mũi. Thanh kiếm kia như đang tắm máu tươi, lại giống như mặt trời đỏ lơ lửng giữa không trung. Thất sát kiếm, vậy mà hắn lại luyện thành thất sát kiếm. Thiên phú của Nghiêm Sương mạnh như vậy sao? Chúng đệ tử của Vô Song Môn cực kỳ khiếp sợ, đây chính là một trong ba võ kỹ hoàng giai, đại diện cho tuyệt học cao nhất của Vô Song Môn. Hân, luyện thành từ bao giờ vậy? Trong lúc mọi người vẫn còn đang kinh hãi, kiếm trong tay Nghiêm Sương đã bắt đầu khua múa, cùng với sự chuyển động của từng đường kiếm, ngay cả đám người Lâm Chấn Lôi và Tô Tây Pha cũng vô cùng kinh ngạc. Thất sát kiếm. Tổng cộng 7 chiêu. Chiêu này mạnh hơn chiêu kia, mỗi một kiếm đều có sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà Nghiêm Sương lúc này lại đồng thời thi triển ra 7 chiêu kiếm pháp này. Trước kia sao không phát hiện hắn yêu nghiệt và kinh khủng như vậy? Tất cả trường lão tim đập nhanh, giống như nhặt được bảo bối vậy, cực kỳ hưng phấn. Đồng thời thi triển thất sát kiếm, dù là bọn họ cũng rất khó làm được. Hết lần này tới lần khác, Nghiêm Sương đều làm được nó. Mặc dù, uy lực nhỏ hơn bọn họ, nhưng đối phó với một Trần Bát Hoang thì hoàn toàn dư sức có thừa. Đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu nữa, mà là dùng đao giết rồng. Ầm ầm, tốc độ của Nghiêm Sương cực mạnh, lúc bóng người lóe lên có thể nhìn thấy từng trận hồng quang, hư không sụp đổ đứt gãy, phát ra từng trận ầm ầm, kinh động lòng người. Nghiêm Sương vượt xa mức phát triển bình thường. Là cảnh giới linh hải kỳ đỉnh phong, vậy mà lại thi triển ra uy thế và thực lực của Kim Đan kỳ. Cảnh tượng này dù là Ngụy Vô Minh cũng phải nhìn đến mức mí mắt run rẩy, chấn động, kinh ngạc không thôi. Cùng giây đó,
Nghiêm Xương lao về phía Trần Đức, hồng quang đầy trời, trực tiếp chôn vùi anh, bảy kiếm hoàn mỹ của Nghiêm Xương vượt quá sự tầm thường đã hạ xuống. Ầm. Không gian va chạm rồi rung chuyển. Nước sông Tây Lưu cuồn cuộn bắn nước lên cao 100 mét. Trước cảnh nước, Nghiêm Xương thu kiếm. Hắn bày ra dáng vẻ vô cùng tự tin và đầy giễu cợt, sau đó xoay người rời đi rất phóng khoáng, cũng không thèm nhìn đằng sau. Bởi vì, quả thực hắn không nghĩ rằng tên phế nhân như Trần Bát Hoang có lý do gì có thể còn sống dưới thất sát kiếm của mình. Loại phế vật này, e rằng sớm đã tan xương nát thịt, không còn tồn tại ấy chứ. Nghiêm Xương thu kiếm, sau đó hành lễ với Đinh Nghi. Trưởng lão Đinh, đệ tử may mà không thẹn với mệnh lệnh, đã diệt chết Trần Bát Hoang, dọn dẹp cho Vô Song Môn. Ừ, làm không tệ. Đinh Nghi gật đầu hài lòng, ông ta vô cùng tán thưởng Nghiêm Xương, mất nhìn cảnh nước đang chảy kia, ông ta nói, đáng tiếc dùng quá sức, không giữ lại được đầu hắn, giết chết như vậy đối với hắn mà nói quá nhẹ nhàng. Trưởng lão Đinh. Lời trưởng lão Đinh vừa dứt lời. Đột nhiên, một tiếng nói bình thản lại đầy u ám, mang theo ý chơi đùa đột ngột vang lên. Sao vậy, Trần Bát Hoang tôi chết quá dễ dàng nhẹ nhõm khiến ông thất vọng. Âm thanh vang lên bất ngờ giống như sấm dội mùa hè văng vẳng bẽn tai mọi người. Nhất thời, khiến cơ thể mọi người hơi chậm lại. Bọn họ trở nên đông cứng giống như pho tượng đúc bằng xi măng. Ngay cả lão giả Liều Tông Nguyên Vân luôn im lặng trên Thiên Huyền Phong kia, giờ phút này cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ vậy, từng ánh mắt không thể tưởng tượng nối đang sợ hãi nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến. Lại thấy, cảnh nước chậm rãi hạ xuống, kiếm quang đột nhiên biến mất, bóng của Trần Bát Hoang dần dần xuất hiện càng rõ ràng trước tất cả con mắt mọi người. Cái này, con người của Đinh Nghi lay động, như nghẹn ở cổ họng, ông ta nhìn Trần Đức. Sợ hãi nói không nên lời. Sao, sao có thể chứ? Nghiêm Xương giống như thấy quỷ, hắn chấn động nhìn chằm chằm Trần Đức, trong mắt hân tràn đầy nụ cười chế giễu của anh. Trần Bát Hoang, sao chưa chết? Sao anh Vân còn sống? Giữa lúc con người nhảy lên, trong đầu Nghiêm Xương nảy ra từng nghi vấn. Không chỉ chưa chết, toàn thân trên dưới của anh vẫn nguyên vẹn không có một chút dáng vẻ bị thương nào, ngay cả. Tóc cũng không rơi một sợi. Sao lại không thể chứ, Trần Đức đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Xương, anh vẫn bình tĩnh rửng rưng như thường lệ, có thể chết trong tay tôi, anh là ỷ càng vinh hạnh. Lời vừa dứt, khi mọi người vẫn còn đang kinh ngạc. Bùm! Không chút dấu hiệu nào, đột nhiên Nghiêm Xương nổ tung. Đúng vậy, nổ tung tại trò. Hắn chưa kịp phát ra bất cứ động tĩnh nào, cứ như vậy nổ không lý do, chết rồi hóa thành xương máu bồng bềnh giữa không trung. Đó chính là mùi máu tanh gay mũi sặc sụa chân thật nhất, giống như sương mù bay trong không khí. Rào rào. Xoáy nước sông Tây Lưu lướt qua giữa không trung, dội sạch sẽ bầu không khí. Giống như trên thế giới này chưa hề xuất hiện người tên Nghiêm Xương này, từ nay về sau cũng sẽ không có một chút dấu vết tồn tại của hắn nữa. Ngụy Vô Minh, Trình Kiếm Phong, Lâm Chấn Lôi và tám đại trưởng lão lúc này đều bối rối hoàn toàn. Mấy ngàn tên đệ tử Vô Song Môn rơi vào cảnh im lặng đến đáng sợ. Không ai dám lên tiếng. Yên tĩnh quái dị đến cùng cực. Từng người nhịp tim căng thẳng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, cơ thể thẳng tắp, nỗi hoảng sợ kinh hãi bao phủ bọn họ. Trần Bát Hoang, vừa rồi mới chỉ nhìn Nghiêm Xương một cái. Thôi, đúng vậy, không sai, từ đầu đến cuối Trần Bát Hoang không hề ra tay, thậm chí đứng yên tại chỗ. Không di chuyển một bước. Chỉ mới nhìn Nghiêm Xương một cái, trong nháy mắt liền giết chết. Toàn bộ quá trình, Nghiêm Xương không có cơ hội phản ứng. Ánh mắt thật sự có thế giết người. Bá đạo cực hạn. Cộp, cộp, cộp. Trần Đức bước lén, chân đạp mặt nước, mỗi một cước đạp xuống sẽ vang lên tiếng sóng nước nhẹ, từng gợn sóng tập trung vào đế giày tạo thành một vòng tròn, lan tỏa ra tứ phía. Anh bước từng bước đến trước mặt Đinh Nghi. Anh nhìn chằm chằm ông ta. Sau đó thản nhiên nói, không biết trưởng lão Đinh cảm thấy Trần Bát Hoang tôi chết thế nào mới có thế vừa lòng. Quỳ xuống. Trưởng lão Đinh vừa mở miệng, đột nhiên Trần Đức quát lên. Đinh Nghi bất ngờ chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, giống như tiếng của thiên thần truyền xuống, không hiểu sao hai chân ông ta cong lại, ở trước mặt tất cả đệ tử Vô Song Môn trực tiếp quỳ xuống. Cậu Trần, tôi.
Đinh Nghi muốn nói gì đó nhưng Trần Đức không cho ông ta cơ hội nói. Ông ta vẫn chưa nói hết, anh điểm một ngón tay vào giữa đôi lông mày của ông ta, cùng lúc đó, có thể nhìn thấy rõ ràng một tia linh cây SF còn nhỏ hơn sợi tóc xuyên ra, trực tiếp đập về phía Đinh Nghi. Phập phập, ở chỗ cách mười mấy mét, tấm thân của Đinh Nghi ầm ầm rơi xuống mặt nước, nước sông nhuốm màu đỏ rực, có thể nhìn rõ ràng quần áo của ông ta đã rách nát hoàn toàn, cơ thể nát ra lòi xương, ướt sũng máu tươi, cả người không còn chút hơi thở, dấu hiệu của sự sống. Sau đó, bành một tiếng, cả cơ thể chia năm xẻ. 7. Chết. Chết thịt nát xương tan. Đinh Nghi chỉ là gà đất chó ngói, vô dụng không chịu nổi một đòn, Trần Bát Hoang, chỉ dùng đến một ngón tay thôi đấy. Tô Tây Pha, Ngụy Vô Minh, Lâm Chấn Lôi, Nhạc. Trường Phong và mấy vị trưởng lão hoàn toàn sợ đến sạp hồn lìa khỏi xác. Mẹ kiếp, cậu ta còn là người không? Mọi thứ diễn ra trước mặt là việc mà con người có thể làm được ư. Việc này gần như là thần tích đấy. Nhưng tại sao trên người Trần Bát Hoang không hề có chút linh khí dao động nào? Bọn họ không phát hiện ra được chút linh khí nào. Lúc này, đối diện với thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi đến từ giới thế tục, các ông lão, các giáo viên hướng dẫn, có cảm giác như đối diện với tòa nhà cao tầng, ma thần giáng xuống, so với anh, bọn họ chỉ là châu chấu trong đàn cháu chấu. Con kiến trong đàn kiến, rác rưởi trong đống rác rưởi. Bọn họ đâu thế không hiểu Trần Bát Hoang thực sự đã đột phá một cách cực kỳ quý dị, chỉ trong 10 ngày mà đã đột phá được. Hơn nữa, như anh nói, trực tiếp vượt qua kim đan kỳ. Đã đạt đến mức mấy ông lão như họ cố gắng cả đời, dành cả đời để theo đuổi cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Rất nhiều lần bọn họ nằm mơ, mơ được đột phá, trở nên mạnh hơn. Nhưng 200-300 năm qua, không có ai làm được. Vừa nãy, tôi nhớ còn có người mầng chửi tôi, cùng lúc đó, Trần Đức lướt nhìn về phía đám đông, những chỗ ánh mắt lướt qua, lập tức có mấy người chết tại trò. Bọn họ quá nhỏ yếu, so với Nghiêm Xương. Đinh Nghi, không biết nhỏ yếu đến mức nào, Trần Đức giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, Nhạc Trường Phong, tôi nhớ vừa nãy ông bảo tôi trả lại những thiên tài địa bảo mà học viện Vô Song tặng tôi phải không? Lúc này, ánh mắt của Trần Đức dồn về phía trưởng lão Nhạc Trường Phong. Khuôn mặt già nua của Nhạc Trường Phong bỏng trở nên trắng bệch như một tờ giấy trắng, mà còn là tờ giấy chẳng quét một lớp sơn trắng, khó coi hơn người chết, gần như không hề do dự, ông ta trực tiếp quỳ xuống, dập đầu. Cậu Trần, xin tha mạng, cầu xin cậu tha cho tôi có mắt không tròng, có mất mà không thấy Thái Sơn, xin cậu Trần tha mạng. Sợ hãi tột độ. Ánh mắt của Trần Đức lướt đến, Nhạc Trường Phong liền cảm thấy mình như bị cái chết, hủy diệt bao trùm, một luồng khí lạnh toát từ đầu đến chân, cả người nổi da gà. Bát Hoang, cuối cùng Ngụy Vô Minh ở một bên ngồi không yên, Bát Hoang. Có thể đừng giết ông ta không? Cầu xin. Ngụy Vô Minh đang cầu xin, đường đường là môn chủ của Vô Song Môn, đệ nhất tông môn Côn Luân Hư, lão cũng chỉ có thể cầu xin Trần Đức. Trần Đức không nói gì, giơ một bàn tay lên. Trực tiếp đập xuống. Bành! Cơ thể Nhạc Trường Phong cứng đờ, chỉ thấy mình sắp chết, nhưng sau nỗi sợ hãi, bỗng phát hiện ông ta vẫn còn sống. Thực sự vẫn sống sờ sờ, nhưng thực lực của ông ta đã biến mất hoàn toàn, kỳ kinh bát mạch, linh hải kim đan trong cơ thể đều bị hủy. Tu vi, cảnh giới, sự cố gắng trong 200-300 năm bị hủy hoàn toàn trong chốc lát. Khóe mắt, 16 mũi của Nhạc Trường Phong chảy máu tươi cùng một lúc. Ông ta quỵ phục dưới đất, cả người run rẩy, trong lòng sợ hãi và tuyệt vọng. Tu vi 200-300 năm bị hủy trong chốc lát, chỉ vì một suy nghĩ sai lầm. Ông ta hối hận, vô cùng hối hận, hận không nên dậu đố bìm leo. Hối hận không nên vào thời khắc quan trọng lại đứng ra nói những lời ngu ngốc hơn cả kẻ ngốc. Biết thế này thì đã trắng làm. Nhưng đáng tiếc, tất cả đã xảy ra. Bát Hoang, cảm ơn cậu, Ngụy Vô Minh cảm kích. Bất kể thế nào, Nhạc Trường Phong cũng không chết. Còn về linh hải biến mất, kim đan nứt vỡ, biến thành phế nhãn, nói đến cùng cũng là do ông ta chuốc lấy, những thiên tài địa bảo đó đã tặng đi rồi, cho dù Trần Đức là phế nhân thì cũng tuyệt đối không lý nào đòi lại. Ấy vậy mà ông ta lại đi đòi, ở nơi tàn khốc như Côn Luân Hư, đổi lại là bất kỳ người nào, Nhạc Trường Phong cũng sẽ phải chết giống Đinh Nghi. Khóe mắt, 16 mũi của Nhạc Trường Phong chảy máu tươi cùng một lúc. Ông ta quỵ phục dưới đất, cả người run rẩy, trong lòng sợ hãi và tuyệt vọng.
tu vi 200-300 năm bị hủy trong chốc lát, chỉ vì một suy nghĩ sai lầm. Ông ta hối hận, vô cùng hối hận, hận không nên dậu đấu bìm leo. Hối hận không nên vào thời khắc quan trọng lại ỷ đứng ra nói những lời ngu ngốc hơn cả kẻ ngốc. Biết thế này thì đã trắng làm. Nhưng đáng tiếc, tất cả đã xảy ra. Bát Hoang, cảm ơn cậu, Ngụy Vô Minh cảm kích, bất kể thế nào, Nhạc Trường Phong cũng không chết. Còn về Linh Hải biến mất, Kim Đan nứt vỡ, biến thành phế nhản, nói đến cùng cũng là do ông ta chuốc lấy, những thiên tài địa bảo đó đã tặng đi rồi, cho dù Trần Đức là phế nhân thì cũng tuyệt đối không lý nào đòi lại. Ấy vậy mà ông ta lại đi đòi, ở nơi tàn khốc như Côn Luân Hư, đổi lại là bất kỳ người nào, Nhạc Trường Phong cũng sẽ phải chết giống Đinh Nghi. Gặp phải Trần Bát Hoang, ít nhất vẫn còn cái mạng, không phải sao? Ngụy Vô Minh, ông không cần như vậy, tôi có thể đi đến bước này, vẫn phải cảm ơn ông, sau này nếu ông có chuyện gì, Trần Bát Hoang tôi cũng sẽ cố hết sức giúp ông một lần. Trần Đức truyền ánh mắt sang Ngụy Vô Minh, nói với giọng ôn hòa. Ông lão Ngụy Vô Minh này rất tốt, cũng coi là ông lão có tình người trong xô, ít người anh quen biết ở Côn Luân Hư, ít nhất, khi anh sa sút, là Ngụy Vô Minh ra sức phản bác, tranh thủ thời gian giúp anh. Ít nhất, khi người khác cho rằng anh biến thành phế nhản, Ngụy Vô Minh cũng không thừa cơ hãm hại. Đương nhiên, Ngụy Vô Minh cũng nên thấy may mắn khi trước đây lão trò chuyện riêng với Trần Đức, cho thấy sự việc lần này không phải là ý của lão. Cảm ơn cậu Trần, Ngụy Vô Minh kinh sợ, sau đó thả lỏng vui mừng, cơ thể lọm khọm hơi cúi xuống, thận trọng hành lễ với Trần Đức. Lão cũng đổi cách xưng hô với anh từ Bát Hoang sang cậu Trần, chí từ trong cách xưng hô cũng đủ thấy sự thay đổi của thân phận. Côn Lũ Ản Hư, cá lớn nuốt cá bé, thực lực là hàng đầu, cho dù lão 200-300 tuổi, đối diện với Trần Bát Hoang mạnh như thần, hành lễ cũng là việc cực kỳ bình thường. Lão vừa hành lễ, mấy trưởng lão khác, thậm chí làm Trấn Lôi, Trình Kiếm Phong cũng đều khom lưng hành lễ, thở cũng không dám thở mạnh. Trướng lão, đệ tử Vô Song Môn, còn có các học viên đến từ nội viện, lúc này người nào cũng khô khốc cổ họng, mở to hai mắt, con người cũng như muốn rớt ra, kính hoàng, hãi hùng nhìn châm chằm cảnh này, dường như thấy sấm nổ giữa trời quang, kinh sợ như bị sét đánh. Cả sông Tây Lưu, lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh, không một ai dám ho he, dáng vẻ Trần Bát Hoang như tượng điêu khắc, từng nét khắc sâu vào trong tim mỗi người. Sau đó, Trần Đức thản nhiên nói. Ngoài ra vần thiết mà các ông dùng chế tạo mật thất, tôi đã mang đi rồi, vẫn thiết vốn không có chủ, không thuộc về Vô Song Môn, càng không thuộc về các ông, nhưng... dù sao nó vẫn có liên quan đến các ông, những người còn lại từng muốn giết tôi sẽ không giết nữa, tôi và Vô Song Môn, không ai nợ ai. Được, cảm ơn cậu Trần, Ngụy Vô Minh đứng thẳng lưng, thận trọng trả lời cảm ơn cậu ban ơn. Tuy trong lòng Ngụy Vô Minh không nỡ, nhưng Trần Đức nói đúng. Vẫn thiết vốn không có liên quan quá lớn đến bọn họ. Lần này có thể dùng nó đổi lấy tính mạng của mấy trưởng lão, cũng rất đáng. Có thể nói, từ trước đến nay vẫn thiết cũng không có tác dụng lớn với Vô Song Môn, nếu Trần Bát Hoang giết hết toàn bộ những người từng có ý giết anh sau lưng lão, vậy thì... chắc chắn Vô Song Môn sẽ xuống dốc không phanh. Từ đệ nhất tông môn Côn Luân Hư trượt xuống thành tông môn hạng hai. Trách nhiệm này, Ngụy Vô Minh không gánh nổi. Càng không muốn bị bêu danh muôn đời. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão còn lại ỷ đều thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Từ ngàn năm trước, Vô Song Môn đã là tông phái mạnh nhất Côn Luân Hư, nhưng không ngờ bị. Một thằng trẻ con ức hiếp thành thế này, mất mặt, đúng là mất mặt. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói già nua vang lên, sau đó trên thiên huyền phong. Một ông lão vân luôn im lặng không nói hạ xuống. Từ trên không trung cao 3.000 mét đáp xuống, vững vàng hạ xuống mặt nước, không hề dấy lên một gợn sóng. Trên khuôn mặt già nua của ông ta tràn đầy vẻ khinh bỉ và bùi ngùi, Vô Song Môn sa sút đến mức này, tôi cảm thấy không còn giá trị tiếp tục tồn tại. Ngụy Vô Minh, chuyện mà trước đây chúng ta bàn bạc, ông suy nghĩ thế nào rồi? Vừa dứt lời, ngay lập tức, một trận uy áp vô hình, khí thế như biển rộng. Như rời núi lấp biển bỗng sông đến khắp sông Tây Lưu. Bành, bành, bành. Trong tích tắc, trên sông Tây Lưu, tất cả thuyền gỗ bị một luồng linh lực chèn ép, bổng nố toang, vụn gỗ bay khắp nơi. Mấy ngàn đệ tử ào ào rơi xuống nước, nhưng điều quỷ dị là nước của sông Tây Lưu dường như ngưng kết thành mặt kính, bọn họ không bị chìm xuống,
mà liên tiếp hết người này đến người khác đều không tự chủ khuỵu gối quỳ xuống mặt nước mồ hôi chảy như mưa. A! À, phụt! Vô số đệ tử phát ra tiếng rên rỉ, kêu la thảm thiết, một vài võ giả thực lực yếu phun máu tươi tại chỗ, nhuốm đỏ nước sông. Trên cả sông Tây Lưu, duy chỉ có chiếc thuyền dưới chân Trần Đức và Ngụy Vô Minh, mấy vị trưởng lão trên thuyền không bị ảnh hưởng. Liễu Tông Nguyên, nhìn thấy người này, Tô Tây Pha sững sờ, trong con ngươi lóe lên nỗi sợ hãi tột độ, ấp a ấp úng thốt ra tên của ông ta. Lòng Ngụy Vô Minh cũng trầm xuống, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi cổ quái. Sau khi các trưởng lão, đệ tử khác nghe thấy ba chữ Liễu Tông Nguyên, không ai ngoại lệ, lập tức biết thân phận của ông ta. Liễu Tông Nguyên, người canh giữ mạnh nhất trong ba người canh giữ Côn Luân Hư. Ngụy Vô Minh, lão phu hỏi ông, tại sao ông không trả lời? Liễu Tông Nguyên đảo mắt nhìn Ngụy Vô Minh, người khác nghe như giọng nói rất bình thường, nhưng vang lên bên tai Ngụy Vô Minh lại như sét đánh kinh thiên động địa. Cơ thể lão run lên, trong lòng hoảng sợ, nhưng vừa nghĩ đến Liễu Tông Nguyên muốn đoạt lấy Vô Song Môn, kiểm soát Vô Song Môn, lão liền quyết chí, cắn răng, kiên quyết nói. Liễu tiền bối, Vô Song Môn là cơ nghiệp ngàn năm của các đời môn chủ để lại, làm sao tôi có thể dâng cả hai tay cho ông? Vẫn xin tiền bối, tha cho Vô Song Môn đi. Ngụy Vô Minh, ông chắc chắn chứ? Đôi mắt thăng trầm của Liễu Tông Nguyên như thanh kiếm sắc nhìn chằm chằm Ngụy Vô Minh. Trong phút chốc, Ngụy Vô Minh chỉ cảm thấy dường như bị một con mãnh thú hồng hoang nhằm vào, dưới đôi mắt này, môn chủ Vô Song Môn ông ta như con cừu non đối diện với con sói khổng lồ, cả người bị sức mạnh võ hình trói buộc, không thể nhúc nhích, càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt. Ngụy Vô Minh ám thầm vận linh khí muốn phản kháng, nhưng lão dùng hết sức cũng không thể lung lay đến một phân. Đây chính là khoảng cách chênh lệch giữa họ. Giữa hai người như cách một con sông rãnh trời không thể vượt qua. Ngục tù vô hình áp bức khiến Ngụy Vô Minh trán đầy mồ hôi, khó thở, khuôn mặt dần mất đi khí sắc, khó coi vô cùng. Ngụy Vô Minh, tôi hỏi ông có dâng lên Vô Song Môn không? Liễu Tông Nguyên chắp hai tay sau lưng, mặt đầy nếp nhăn, già nua, nhưng khí thế khiến người ta kinh sợ, nhìn tất cả bằng nửa con mắt, trấn áp mọi thứ. Cả người Ngụy Vô Minh như bị người ta bóp trong lòng bàn tay, cực kỳ khó chịu, lục phủ ngũ tạng đều rung lên, co thắt kịch liệt, không khí phía trước như núi đao biển lửa, điền cuồng chèn ép, co rút về phía lão. Phụt phụt phụt, Ngụy Vô Minh phun ra máu. Cơ thể dần biến dạng. Nhưng lão vẫn không trả lời Liễu Tông Nguyên, cố kiềm chế cơn khó chịu, không kêu một tiếng. Kể cả có chết lão cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của Liễu Tông Nguyên. Bành! Bỗng nhiên, cuối cùng Ngụy Vô Minh cũng không chịu nổi, cơ thể nghiêng đổ, sắp ngã xuống. Đúng lúc này, đột nhiên, không hề báo trước, áp lực trên người bỏng biến mất, trở nên vô cùng thoải mái, đồng thời, bóng hình hơi gầy cao dài của Trần Đức đứng trước mặt lão. Lời nói bá đạo vô tư cũng chậm rãi vang lên, ông già, ông ở Thiên Huyền Phong lâu như vậy, vẫn chưa nghe rõ lời vừa nãy của tôi à? Ông già rồi nên bị điếc hả? Tôi nhắc lại lần nữa, Ngụy Vô Minh, Trần Bát Hoang tôi bảo vệ chắc rồi. Không ai được phép động vào ông ấy. Trần Đức vừa nói ra lời này, đám người Ngụy Vô Minh, Lâm Chấn Lôi liền kinh hãi, đầu tiên là vui. Mùng, sau đó lại bắt đầu lo lắng. Trần Bát Hoang là đối thủ của Liễu Tông Nguyên sao? Một người vừa mới đột phá, còn một người đã đột phá trăm năm. Từ trăm năm trước, Liễu Tông Nguyên đã đạt đến cấp địa tiên, thực lực của ông ta hoàn toàn xứng đáng với danh đệ nhất Côn Luân Hư. Vô địch chính là nói về ông ta. Liễu Tông Nguyên rất bình tĩnh, vững như bàn thạch, ra vẻ nắm chặt phần thắng trong tay, Trần Bát Hoang thực sự rất mạnh, rất yêu nghiệt. Ông ta không thể ông thừa nhận điều này. Nhưng dù có mạnh, có yêu nghiệt đi nữa, cuối cùng vẫn chưa trưởng thành, cùng lắm cũng vừa đột phá đến địa tiên mà thôi. Tu sĩ cảnh giới như vậy, ông ta có thể đập chết chỉ bằng một trường. Ông ta, địa tiên cửu trọng, hiện giờ, Liễu Tông Nguyên ông ta sớm đã đạt đến cảnh giới thất trọng. Nhóc con, tôi đánh giá cậu rất cao, Liễu Tông. Nguyên ông ta sớm đã đạt đến cảnh giới thất trọng. Nhóc con, tôi đánh giá cậu rất cao, Liễu Tông Nguyên nhìn Trần Đức. Trong đôi mắt tỏa ra sự hứng thú nồng nhỉ hệt. Trên người cậu chắc chắn có bí mật nào đó phải không? Nếu không thì không thể nào tìm được khí linh, càng không thể nào xóa sạch dấu ấn lão phu để lại. Nếu cậu đã muốn ra mặt giúp ông ta, thì quỳ xuống, bái ta làm sư,
dâng bí mật của cậu lên bằng hai tay, như vậy, có thể đổi lấy mạng của ông ta. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trên toàn bộ sông Tây Lưu, tất cả những người có mặt, bao gồm cả Ngụy Vô Minh, đều kinh ngạc. Liều Tông Nguyên vậy mà lại muốn nhận Trần Đức làm đệ tử. Đây là một việc vinh dự như thế nào chứ? Trong hàng trăm năm qua, không biết có bao nhiêu người đã tặng lễ vật lớn, tiền bạc, võ khí, linh thạch, địa bàn, thiên tài địa bảo, muốn được Liễu Tông Nguyên thu nhận làm đệ tử. Nhưng, từ trước đến nay không một ai thành công. Mọi người đều biết, trong số những người canh giữ Côn Luân Hư, duy nhất chỉ có Liễu Tông Nguyên luôn chỉ có một mình, không có người thản thích, không có truyền thừa, cái gì cũng không có. Có thế trở thành đệ tử của ông ta đồng nghĩa với việc có được tất cả những gì ông ta có. Lúc này, ông ta vậy mà lại nhìn chúng Trần Bát Hoang. Đáng chết, tại sao anh ta lại may mắn như vậy? Trong đám đông, Lục Tử Ngang quỳ mọp trên đất, nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe, hồi đó hắn ta là một trong những người muốn bái Liễu Tông Nguyên làm thầy, gia tộc hẳn ta vì thế đã bằng lòng bỏ ra mọi thứ. Nhưng, Liễu Tông Nguyên chỉ nói một câu sau đó liền đuổi hắn ta đi. Rác rưởi, không xứng tu võ. Lúc này, Liễu Tông Nguyên lại, muốn nhận Trần Bát Hoang. Lục Tử Ngang vô cùng ghen tị. Đáng tiếc, trong tình huống này, hắn ta chỉ có thể quỳ, đến tư cách nói chuyện còn không có. Cậu Trần chấm hay là, cậu đồng ý với ông ta đi, đại trường lão Tô Tây pha thấp giọng, cẩn thận nói cậu, không phải là đối thủ của ông ta. Đúng vậy, Phù Thu Yến cũng nói, có thể làm đồ đệ của ông ta, chắc Trần sẽ không bị thiệt. Cậu Trần, đẩy là một cơ hội tốt đế. Vươn lén, Lâm Trấn Lôi cân nhắc nói, đây cũng là vinh dự của cậu. Trần Đức im lặng không lên tiếng, ánh mắt tập trung trên người Liễu Tông Nguyên, nhìn ông ta từ trên xuống dưới. Giống như đang suy xét, cân nhắc. Liễu Tông Nguyên cũng không vội, yên lặng đứng sừng sững trên mặt sông, dẫu sao, rất khó để một người giao ra bí mật trên người mình. Tên yêu nghiệt như Trần Bát Hoang, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới địa tiên, sẽ không dễ dàng bị thuyết phục. Vì vậy, ông ta sẵn lòng chờ. Cũng tin rằng Trần Bát Hoang sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Chọn sai đồng nghĩa với việc đối diện với cái chết. Ông, sau khi hít thở hơn 10 cái, đột nhiên, ánh mặt Trần Đức trở nên nghiền ngẫm, khóe miệng nhếch lên, ông là cái thá gì? Có tư cách thu nhận tôi làm đồ đệ sao? Nếu tôi là ông, đã trốn trên đỉnh Thiên Huyền Phong, thành thành thực thực làm một cục đá, hoặc sẽ lập tức cút trở về, co đầu rút cổ, tiếp tục. Làm một con rùa già bất tử. Giọng nói của Trần Đức không lớn, giọng điệu bình tĩnh, giống như nói chuyện với người bình thường, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng, giọng nói này đều đắp lọt vào tai tất cả mọi người. Trước sông Tây Lưu, vô số đệ tử đều ngây ra. Từ chối rồi sao? Đối diện với lời đề nghị hấp dẫn của người mạnh nhất Côn Luân Hư, Trần Bát Hoang vậy mà lại từ chối. Không những từ chối, mà còn, mắng Liều Tông Nguyên là con rùa già. Việc này. Tất cả mọi người đều không ngờ đến Trần Bát Hoang sẽ nói ra những lời như vậy, sắp bị Trần Bát Hoang làm cho sợ chết khiếp. Ngông cuồng. Mẹ kiếp quá ngông cuồng. Không, đây không phải là ngông cuồng, mà là... Tên điên, một tên điên bị mất trí. Tô Tây Pha, Lâm Trấn Lôi, Trình Kiếm Phong, Ngụy Vô Minh, cùng các trưởng lão đều trơ như phồng, chẳng hiếu gì nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này. Trần Bát Hoang, đầu óc có vấn đề rồi sao? Từ chối Liễu Tông Nguyên đã là một lựa chọn sai lầm, bây giờ còn dám mắng ông ta. Mẹ kiếp! Muốn chết cũng đừng tìm cách như này chứ. 2. Trước những lời nhục mạ của Trần Bát Hoang, Liễu Tông Nguyên mặt không biểu cảm, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, thay vào đó là thở dài thong thả nói, đúng là một tên run rế không biết sợ, rốt đặc cán mai, lại không hiểu biết, đã như vậy, sẽ đế cho cậu được mở mang xem tôi có tư cách hay không. Vừa dứt lời, Liễu Tông Nguyên liền hành động, cơ thể chuyển động, xuất hiện hàng loạt hư ảo, bóng dáng mang theo sát khí tàn bạo đạp vào trong hư không, chỉ trong chưa đầy 1/100 hơi thở, đã xuất hiện trước mặt Trần Đức, chỉ cách anh một khoảng chưa đầy nửa mét. Cùng lúc đó, giơ một bàn tay lên, tình thế thay đổi bất ngờ, bao phủ trên đỉnh đầu Trần Đức, bàn tay ấn xuống. Cậu Trần, mau chạy đi. Ngụy Vô Minh kinh hãi, Liễu Tông Nguyên thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức lão còn không biết ông ta xuất hiện từ lúc nào. Đợi đến lúc lão phát hiện ra,
bàn tay của Liều Tông Nguyên đã gần trong gang tấc. Mà Trần Đức lại không có hành động gì, dường như đã bị dọa cho ngây ngốc, hoặc căn bản không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một chưởng của Liễu Tông Nguyên của rơi xuống. Không có gì cản trở, rơi thẳng xuống đỉnh đầu của Trần Bát Hoang. Liễu Tông Nguyên đã quyết đoán đến mức không thể quyết đoán hơn, ông ta không muốn lãng phí thời gian với Trần Bát Hoang, sở dĩ xuất hiện ở đây, mục đích cuối cùng chính là để lấy lại vẫn. Thiết, nhân tiện, tìm hiểu bí mật trên người Trần Bát Hoang. Nếu đã từ chối, vậy thì, chỉ còn cách ra tay. Một chưởng của ông ta rơi xuống, ngay lập tức, một cơn sóng dữ dội cuộn trào, toàn bộ không gian xuất hiện ấn ký như lòng bàn tay, năng lượng hung dữ cuộn trào mạnh mẽ hơn cả sóng thần. Ngụy Vô Minh, Tô Tây Pha, Lâm Chấn Lôi, Trình Kiếm Phong, cùng một số trưởng lão bị luồng linh lực vô hình này quét bay ra ngoài, nếu không phải Ngụy Vô Minh nhanh tay nhanh mắt bảo vệ Trình Kiếm Phong, chỉ e người bình thường như ông ta sớm đã thịt nát xương tan, không còn một mảnh xương, bọn họ lần lượt rơi xuống cách đó vài chục mét, đập xuống mặt nước, tiếng ầm ầm vang lên, trong miệng phun ra máu. Quá khủng bố! Chỉ là những ảnh hưởng còn sót lại nhưng cũng khiến mấy người sống 200-300 năm như bọn họ bị thương, thiệt hại nghiêm trọng. Một số người đứng đầu Vô Song Môn, vẻ mặt đều khó coi, u ám, cực kỳ sợ hãi, hôm nay... Vô Song Môn thực sự, sắp bị hủy diệt rồi sao? Giáo viên hướng dẫn và các đệ tử của Vô Song Môn ra đầu tê dại, tim đập thình thịch, run lên vì sợ hãi. Liễu Tông Nguyên đúng là không ai địch nổi. Với thực lực như vậy, trong toàn bộ Côn Luân Hư, còn có ai là đối thủ của ông ta chứ? Không có. Chắc chắn không có. Trần Bát Hoang chắc chết rồi phải không? Ngụy Vô Minh cảm thấy đau xót trong lòng. Lão tận mắt nhìn thấy Trần Đức bị đánh trúng, một trường như vậy rơi thẳng xuống, có thể không chết sao? Kiềm chế nổi sợ hãi, Ngụy Vô Minh đau lòng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Trần Bát Hoang. Đột nhiên, khuôn mặt lão cứng lại, vẻ mặt dần trở nên vi diệu, hai mắt trợn tròn, miệng há to, chết lặng người, nhìn chân chân về nơi xa không nói nên lời. Ở đó, Trần Bát Hoang vẫn đứng vững, anh không chết, không những không chết, mà thậm chí. Còn không có một chút biến đổi, đến một sợi lông cũng không bị tổn hại. Ngược lại, Liễu Tông Nguyên. Bàn tay rơi xuống đó của ông ta, không biết từ lúc nào, đã bị bóp méo, biến dạng, chảy ra rách thịt, cả bàn tay giống như bị máy xay thịt xay nhuyễn, trông thật đáng sợ. Lúc này thời gian như ngừng lại, không gian dường như đóng băng, bức tranh đó, đã in sâu vào mắt Ngụy Vô Minh, đồng thời cũng in sâu vào mắt các trưởng lão, cũng như các giáo viên hướng dẫn. Đệ tử của Vô Song Môn, trong đầu ai cũng ong ong. Tay của ông đặt trên đầu tôi rất không thoải mái, bỏ nó xuống. Cùng lúc đó, Trần Bát Hoang khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liều Tông Nguyên, đôi mắt thâm sâu không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì. Liều Tông Nguyên sững sờ, đồng tử run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Đức không bị chút tổn hại nào. Năm nay, ông ta 413 tuổi, đã 413 năm nay, ông ta chưa từng bị đánh bại. Ngay cả hai người canh giữ khác của Côn Luân Hư là Lâu Vạn Xuân và Tư Mã Ôn hợp sức lại, cũng không phải là đối thủ của ông ta. Sức mạnh của ông ta đủ để quét sạch mọi thứ, coi khinh tất cả, ở trong mắt ông ta, Trần Bát Hoang chỉ là một con châu chấu có thể dẫm chết đập chết bất cứ lúc nào. Nhưng, thế nào cũng không nghĩ tới, ông ta vậy mà lại không thể phá vỡ phòng ngự của Trần Đức. Một trường hung dữ mạnh mẽ cuồn cuộn đủ để phá vỡ không gian, khiến hư không xuất hiện hỗn loạn. Nhưng đến phòng ngự của Trần Bát Hoang cũng không bị phá vỡ. Không thể nào, ngoài ý muốn, chắc chắn là ngoài ý muốn. Hai mắt Liều Tông Nguyên dữ tợn, phản ứng theo bản năng, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, trực tiếp sử dụng võ kỹ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, trời đất cuồn cuộn, ông ta như đánh động sấm sét, chẽn trời không một gợn mảy bồng một tiếng sét cực lớn vang lên, chỉ thấy toàn bộ bàn tay của ông ta biến thành màu đen, một màu đen kịt. Sau đó một chưởng rơi xuống. Lúc này, sức mạnh cực lớn, mạnh gấp hàng trăm tấn so với lúc trước, thậm chí là 1000 lần. Bàn tay giơ thẳng lên, lại điên cuồng tích lũy linh lực, hướng xuống ngực Trần Bát Hoang. Có thể thấy rõ, nơi bàn tay đen ngòm của ông ta quét qua đều mang theo từng trận hỗn loạn, trên bầu trời, bởi vì một bàn tay này của ông ta, mây trắng giống như bị ảnh hưởng, hội tụ lại thành một vòng xoáy cực lớn, bao phủ cập bầu trời. Chỉ có điều, lần này không còn suôn sẻ, không gặp trở ngại gì như trước.
bởi vì, Trần Đức đã hành động. Anh thoải mái nhẹ nhàng nhấc tay, tốc độ còn nhanh hơn Liễu Tông Nguyên, tuy đi sau nhưng lại về trước, nắm lấy cổ tay của ông ta. Sau đó, tất cả linh lực, sức mạnh của Liễu Tông Nguyên đột nhiên ngưng kết, rồi tiêu tán, giống như bị nắm lấy vị trí hiểm yếu, mặc dù có sức, nhưng hoàn toàn không có cách nào thi triển ra được. Năm ngón tay của Trần Đức kẹp lấy giống như kìm sắt, rõ ràng có sức mạnh hàng trăm tỷ tấn, nhưng trước mặt Trần Đức, Liễu Tông Nguyên giống như trẻ sơ sinh, thật yếu ớt, không có sức. Tôi đã nói, bỏ tay của ông ra, ông đã không nghe, vậy TSL, cánh tay này của ông, tôi sẽ lấy. Đúng vào lúc này, Trần Đức lại lần nữa lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, vô cùng bình tĩnh. Vừa dứt lời, phù, tay của Liễu Tông Nguyên đã bị gãy. Cùng với toàn bộ cánh tay bị vặn gãy, kinh mạch cùng máu thịt, xương cốt đều rơi xuống. A a a a a. Cùng lúc đó, một tiếng hét còn thảm thiết hơn cả tiếng lợn bị chọc tiết vang lên khắp Vô Song Môn, tiếng hét ác liệt đó, như quỷ khóc sói gào, vô cùng thê thảm. Nước sông Tây Lưu không còn ngưng kết nữa, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Áp lực trên người của hàng ngàn người Vô Song Môn bỗng chốc tan biến. Chỉ là, bọn họ vẫn quỳ, cứ quỳ như vậy trên mặt nước mỏng manh, quên cả đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Liễu Tông Nguyên đang la hét thảm thiết, đau đớn, dữ tợn, khuôn mặt nhăn nhó. Một lần nữa, Trần Bát Hoang hoàn toàn lật đổ. Đổi mới tam quan của bọn họ, trong lòng mọi người sớm đã kinh hoàng đến mức không thể kinh hoàng hơn, não bọn họ gần như bị ngân mạch, mất đi năng lực suy nghĩ. Giữa trời đất, ngoài tiếng hét thảm thiết của Liễu Tông Nguyên, không có bất kỳ một âm thanh nào khác. Tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ, khiến da đầu tê dại phát ra từ cổ họng Liễu Tông Nguyên, ông ta là người canh giữ mạnh nhất nhưng lúc này, lại cuộn mình trên mặt nước như con tôm khô, trên khuôn mặt đầy đau đớn, dưới người ông ta, một mảng nước sông bị nhuộm đỏ, máu tanh nhìn đến chói mắt. Ngay sau đó, Trần Đức nhấc chân đá mạnh lên người Liễu Tông Nguyên, Liễu Tông Nguyên đã bị đá văng lên khỏi mặt nước. Sau đó, một bàn tay khác vươn ra. Trần Bát Hoang nắm lấy cổ của Liễu Tông Nguyên một cách chính xác hờ hững, xách lên giống như xách một con gà con, nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua đó, hỏi, như thế, Liễu Tông Nguyên, tôi hỏi ông của hiện tại cảm thấy có tư cách làm sư phụ của tôi không? Có tư cách để tôi phải quỳ xuống chắp tay dâng ra toàn bộ cái gọi là bí mật kia không? Giọng nói khoan thai vang lên, ầm ầm trong. Đầu Liễu Tông Nguyên như tiếng sấm, lúc này Liễu Tông Nguyên đã hiểu ra một điều. Người thanh niên ở độ tuổi đói mươi trước mặt này, đã vượt qua ông ta, hơn nữa, còn vượt xa ông ta. Chỉ cần người trước mặt này muốn, thì bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể dầm chết, bóp chết, đập chết ông ta. Điều buồn cười là, lúc trước ông ta còn muốn làm sư phụ của Trần Bát Hoang. Còn muốn dùng vũ lực để trấn áp Trần Bát Hoang. Như Trần Bát Hoang đã nói lúc trước, ông ta là cái thá gì? Trong lòng Liễu Tông Nguyên gần như sắp sụp đổ. Vô cùng chán chường, đối diện với người thanh niên trước mặt, người mạnh nhất Côn Luân Hư như ông ta còn yếu ớt hơn cả một con gà con, mặc cho người ta giết thịt, không có khả năng phản kháng. Tôi hỏi ông không nghe thấy sao? Trần Đức nhìn chằm chằm vào Liễu Tông Nguyên, bàn tay khẽ dùng lực, đột nhiên, Liễu Tông Nguyên khôi phục suy nghĩ, vội vàng nói. Tôi, không có tư cách, cậu Trần, cầu xin cậu, bỏ qua cho tôi, tha cho tôi một mạng. Liễu Tông Nguyên thực sự cảm thấy sợ hãi. Trần Bát Hoang giống như một thanh kiếm đã tuốt vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn, có thể giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Mặc dù ông ta chỉ có một mình, nhưng ông ta không muốn chết. Ông ta còn muốn đột phá, còn muốn sống tiếp. Cho tôi một lý do để không giết ông, đôi mắt thâm sâu của Trần Đức nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, toàn thân lóe lên một tia sáng màu vàng nhàn nhạt. Tôi, nhất thời. Liễu Tông Nguyên thực sự không nghĩ ra lý do để có thể tiếp tục được sống, đây là Côn Luân Hư, giết người không cần lý do. Bàn tay rơi xuống đó của ông ta, không biết từ lúc nào, đã bị bóp méo, biến dạng, chảy ra rách thịt, cả bàn tay giống như bị máy xay thịt xay nhuyễn, trông thật đáng sợ. Lúc này thời gian như ngừng lại, không gian dường như đóng băng, bức tranh đó, đã in sâu vào mắt Ngụy Vô Minh, đồng thời cũng in sâu vào mắt các trưởng lão, cũng như các giáo viên hướng dẫn. Đệ tử của Vô Song Môn, trong đầu ai cũng ong ong. Tay của ông đặt trên đầu tôi rất không thoải mái, bỏ nó xuống. Cùng lúc đó, Trần Bát Hoang khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Tông Nguyên, đôi mắt thâm sâu không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì. Liễu Tông Nguyên sững sờ, đồng tử run lên,
không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Đức không bị chút tổn hại nào. Năm nay, ông ta 413 tuổi, đã 413 năm nay, ông ta chưa từng bị đánh bại. Ngay cả hai người canh giữ khác của Côn Luân Hư là Lâu Vạn Xuân và Tư Mã Ôn hợp sức lại, cũng không phải là đối thủ của ông ta. Sức mạnh của ông ta đủ để quét sạch mọi thứ, coi khinh tất cả, ở trong mắt ông ta, Trần Bát Hoang chỉ là một con châu chấu có thể dâm chết đập chết bất cứ lúc nào. Nhưng, thế nào cũng không nghĩ tới, ông ta vậy mà lại không thể phá vỡ phòng ngự của Trần Đức. Một trường hung dữ mạnh mẽ cuồn cuộn đủ để phá vỡ không gian, khiến hư không xuất hiện hỗn loạn, nhưng đến phòng ngự của Trần Bát Hoang cũng không bị phá vỡ. Không thể nào, ngoài ý muốn, chắc chắn là ngoài ý muốn. Hai mắt Liều Tông Nguyên dữ tợn, phản ứng theo bản năng, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, trực tiếp sử dụng võ kỹ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, trời đất cuồn cuộn, ông ta như đánh động sấm sét, trên trời không một gợn mảy bổng một tiếng sét cực lớn vang lên, chỉ thấy toàn bộ bàn tay của ông ta biến thành màu đen, một màu đen kịt, sau đó một trường rơi xuống. Lúc này, sức mạnh cực lớn, mạnh gấp hàng trăm lần so với lúc trước, thậm chí là 1000 lần. Bàn tay giơ thẳng lên, lại điên cuồng tích lũy linh lực, hướng xuống ngực Trần Bát Hoang. Có thể thấy rõ, nơi bàn tay đen ngòm của ông ta quét qua đều mang theo từng trận hỗn loạn, trên bầu trời, bởi vì một bàn tay này của ông ta, mây trăng giống như bị ảnh hưởng, hội tụ lại thành một vòng xoáy cực lớn, bao phủ cả bầu trời. Chỉ có điều, lần này không còn suôn sẻ, không gặp trở ngại gì như trước. Bởi vì, Trần Đức đã hành động. Anh thoải mái nhẹ nhàng nhấc tay, tốc độ còn nhanh hơn Liễu Tông Nguyên, tuy đi sau nhưng lại về trước, nắm lấy cổ tay của ông ta. Sau đó, tất cả linh lực, sức mạnh của Liễu Tông Nguyên đột nhiên ngưng kết, rồi tiêu tán, giống như bị nắm lấy vị trí hiểm yếu, mặc dù có sức, nhưng hoàn toàn không có cách nào thi triển ra được. Năm ngón tay của Trần Đức kẹp lấy giống như kìm xiết, rõ ràng có sức mạnh hàng trăm tỷ tấn, nhưng trước mặt Trần Đức, Liễu Tông Nguyên giống như trẻ sơ sinh, thật yếu ớt, không có sức. Tôi đã nói, bỏ tay của ông ra, ông đã không nghe, vậy thì cánh tay này của ông, tôi sẽ lấy. Đúng vào lúc này, Trần Đức lại lần nữa lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, vô cùng bình tĩnh. Vừa dứt lời, phù, tay của Liễu Tổng Nguyên đã bị gãy. Cùng với toàn bộ cánh tay bị vặn gãy, kinh mạch cùng máu thịt, xương cốt đều rơi xuống. Cùng lúc đó, một tiếng hét còn thảm thiết hơn cả tiếng lợn bị chọc tiết vang lên khắp Vô Song Môn, tiếng hét ác liệt đó, như quỷ khóc sói gào, vô cùng thê thảm. Nước sông Tây Lưu không còn ngưng kết nữa, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Áp lực trên người của hàng ngàn người Vô Song Môn bỗng chốc tan biến. Chỉ là, bọn họ vẫn quỳ, cứ quỳ như vậy trên mặt nước mỏng manh, quên cả đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Liễu Tông Nguyên đang la hét thảm thiết, đau đớn, dữ tợn, khuôn mặt nhăn nhó. Một lần nữa, Trần Bát Hoang hoàn toàn lật đổ. Đổi mới tam quan của bọn họ, trong lòng mọi người sớm đã kinh hoàng đến mức không thể kinh hoàng hơn, não bọn họ gần như bị ngắn mạch, mất đi năng lực suy nghĩ. Giữa trời đất, ngoài tiếng hét thảm thiết của Liễu Tông Nguyên, không có bất kỳ một âm thanh nào khác. Tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ, khiến da đầu tê dại phát ra từ cổ họng Liễu Tông Nguyên, ông ta là người canh giữ mạnh nhất nhung lúc này, lại cuộn mình trên mặt nước như con tôm khô. Trên khuôn mặt đầy đau đớn, dưới người ông ta, một mảng nước sông bị nhuộm đỏ, máu tanh nhìn đến chói mắt. Ngay sau đó, Trần Đức nhấc chân đá mạnh lên người Liễu Tông Nguyên, Liễu Tông Nguyên đã bị đá văng lên khỏi mặt nước. Sau đó, một bàn tay khác vươn ra, Trần Bát Hoang nằm lấy cổ của Liễu Tông Nguyên một cách chính xác hờ hững, xách lên giống như xách một con gà con, nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua đó, hỏi, như thế, Liễu Tông Nguyên. Tôi hỏi ông của hiện tại cảm thấy có tư cách làm sư phụ của tôi không? Có tư cách để tôi phải quỳ xuống chắp tay dâng ra toàn bộ cái gọi là bí mật kia không? Giọng nói khoan thai vang lên, ầm ầm trong. Đầu Liễu Tông Nguyên như tiếng sấm, lúc này Liễu Tông Nguyên đã hiểu ra một điều, người thanh niên ở độ tuổi đôi mươi trước mặt này, đã vượt qua ông ta, hơn nữa, còn vượt xa ông ta. Chỉ cần người trước mặt này muốn, thì bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể giảm chết. Bóp chết, đập chết ông ta. Điều buồn cười là, lúc trước ông ta còn muốn làm sư phụ của Trần Bát Hoang. Còn muốn dùng vũ lực để trấn áp Trần Bát Hoang. Như Trần Bát Hoang đã nói lúc trước, ông ta là cái thá gì. Trong lòng Liễu Tông Nguyên gần như sắp sụp đổ, vô cùng chán chường,
đối diện với người thanh niên trước mặt, người mạnh nhất Côn Luân hư như ông ta còn yếu ớt hơn cả một con gà con, mặc cho người ta giết thịt, không có khả năng phản kháng. Tôi hỏi ông không nghe thấy sao? Trần Đức nhìn chằm chằm vào Liễu Tông Nguyên, bàn tay khẽ dùng lực, đột nhiên, Liễu Tông Nguyên khôi phục suy nghĩ, vội vàng nói. Tôi, không có tư cách, cậu Trần, cầu xin cậu, bỏ qua cho tôi, tha cho tôi một mạng. Liễu Tông Nguyên thực sự cảm thấy sợ hãi. Ba, gì? Trần Bát Hoang giống như một thanh kiếm đã tuốt vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn, có thể giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Mặc dù ông ta chỉ có một mình, nhưng ông ta không muốn chết. Ông ta còn muốn đột phá, còn muốn sống tiếp. Cho tôi một lý do để không giết ông, đôi mắt thầm sâu của Trần Đức nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, toàn thản lóe lên một tia sáng màu vàng nhàn nhạt. Tôi, nhất thời. Liễu Tông Nguyên thực sự không nghĩ ra lý do để có thể tiếp tục được sống, đấy là Côn Luân hư, giết người không cần lý do. Trần Đức trực tiếp từ chối, anh cũng không thân với Đạm Đài Nguyệt nên sao phải giúp cô ta. Huống chi, một cô gái xa lạ bỗng nói như thế, anh dựa vào cái gì tin? Việc khẩn cấp trước mắt là chạy tới Tây Cảnh gặp Âu Dã Tư Linh Đế xem Ưng Thanh Vũ sao rồi. Ai ngờ, anh vừa nói xong, Tiểu Lục lại nổi giận, can đảm chỉ vào mũi anh chửi. Trần Bát Hoang, tên vô ơn, xấu xa, ăn cháo đá bát nhà anh. Nếu không có cô chủ nhà tôi thì anh đã sớm chết rồi. Còn có thể đứng đây lên mặt à? Hu hu, cô ta nói xong lại buồn bã bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng trông cực kỳ tủi thân. Biết rõ xúc phạm Trần Đức có lẽ sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng Tiểu Lục vẫn không nhịn được chửi anh ta, đồ xấu xa, hu hu, cô chủ nhà tôi dùng tấm thân trong sạch cứu anh. Vậy mà anh lại đối xử với cô ấy như vậy hả? Tôi cảm thấy không đáng thay cho cô chủ luôn ấy. Các đệ tử vô song môn xung quanh, kể cả Ngụy Vô Minh đều có chút ngơ ngác. Chẳng ai nghĩ tới lúc này Tiểu Lục lại nhảy ra, cả đám đều hết hồn, dám nói y chuyện như vậy với Trần Ma Vương, chán sống hả? To gan! Quả nhiên, ngay lúc đó, chưa chờ Trần Đức mở miệng, Liễu Tông Nguyên đã nổi giận, một luồng uy áp lập tức đổ ập về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục thoáng chốc quỳ xuống, miệng hộc máu. Dừng tay. Trần Đức tức giận mắng Liễu Tông Nguyên, sau đó vung tay lên, đánh tan uy áp kia, nhìn Tiểu Lục nhíu mày hỏi, những lời cô nói ban nãy là có ý gì? Gì mà tấm thân trong sạch, gì mà ấn cháo đá bát? Hừ, Trần Bát Hoang, anh giả vờ mất trí nhớ gì chứ? Không muốn nhận thì thôi, có bản lĩnh anh giết tôi đi, khóe mi Tiểu Lục đong đầy nước mắt, cảm thấy hết sức uất ức. Sự uất ức ấy không phải là vì mình có lẽ sẽ chết, mà là cảm thấy không đáng thay cô chủ nhà mình. Không ngờ người đàn ông cô ấy ngày nhớ đêm mong, nằm mơ cũng thấy lại hoàn toàn chẳng để trong lòng. Trần Đức không hiểu ra sao, anh thật sự không hiểu lời nói của Tiểu Lục là có ý gì. Trần Bát Hoang, anh nên đến nhà Đạm Đài một chuyến đi. Lúc trước, người ta vì cứu anh mà hiến lần đầu tiên của mình cho anh đó, bên trong thiên đài, Linh Lung chậm gì gì lên tiếng. Chọc, lẽ nào anh muốn làm một tên xấu xa thật hả? Lần đầu tiên, hiến cho tôi. Một, Trần Đức không khỏi nhớ tới cảnh trong mơ lúc trước, lẽ nào? Đó không phải là mơ, mà là thật. Mơ gì mà mơ, cô gái kia nói đúng đó, lúc đó anh trúng hỏa độc, nếu không phải Đạm Đài Nguyệt dùng tấm thân trong sạch giúp anh, âm dương giao hòa thì anh đã chẳng sống nổi đến ngày hôm nay đâu. Trần Đức thoáng chốc như bị sét đánh, lập tức hiểu ra. Thì ra là thế. Hôm đó ở núi Bách Thú, anh Vân không hiểu rốt cuộc là thế nào, sao hỏa độc không thể giải lại bồng dưng biến mát. Không những khỏi hẳn, mà thực lực của anh còn tăng lên một mảng lớn. Hóa ra, mọi thứ đều là do Đạm Đài Nguyệt. Sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Giờ nói cho anh cũng không coi là muộn mà, trước đó, Linh Lung vẫn chưa chấp nhận Trần Đức nên đương nhiên sẽ không nói nhiều. Bí mật ấy mà cô nhóc kia cũng biết thì có vẻ cô ta đến từ gia tộc Đạm Đài thật đó. Vẻ mặt Trần Đức lập tức trở nên nghiêm trọng, từ trên cao đi xuống, bước đến cạnh Tiểu Lục. Đừng khóc, hôm đó tôi trúng hỏa độc, đầu óc mơ hồ nên trí nhớ không được rõ. Giờ tôi đã nhớ ra rồi. Đi, dẫn tôi đến gặp cô ấy. Trần Đức không có hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Mà anh cũng không cần hỏi. Đạm Đài Nguyệt là người phụ nữ của anh. Cô ấy gặp chuyện không hay thì dù xảy ra chuyện gì hay chọc phải ai, anh cũng sẽ đến. Sau khi xác định Tiểu Lục đến từ gia tộc Đạm Đài,
Trần Đức khỏi nghĩ cũng biết lúc này có lẽ Đạm Đài Nguyệt đã gặp phải nguy hiểm đến tính mạng nên không thể chậm trễ hơn được nữa. Vì vậy, anh trực tiếp bế Tiếu Lục lên, chạy thẳng đến nhà Đạm Đài. Có thể thấy được trong con ngươi của Trần Đức đã hiện lên một vẻ sốt ruột và tức giận, thậm chí là cập sát khí. Mẹ, kẻ nào dám đụng đến người con gái của tao, một. Trần Đức khẽ rủa một tiếng, bất kể là ai thì cũng không thể đụng đến người phụ nữ của anh. Đụng vào thì chắc chắn sẽ chết. Liều Tông Nguyên cảm giác được sát khí và cơn giận của Trần Đức thì không khỏi rợn tóc gáy, cẩn thận đi theo. Bóng dáng của họ gần như hóa thành một luồng ánh sáng kéo theo khí thế khủng bố như muốn xóa sạch mọi thứ. Cơ thể nhoáng lên, thoáng chốc đã biến mất cuối chân trời, hoàn toàn rời khỏi Vô Song Môn. 2. Ngụy Vô Minh thấy Trần Bát Hoang rời đi thì buồn bã. Vốn dĩ, nếu không có gì bất ngờ thì Trần Bát Hoang sẽ là đệ tử của Vô Song Môn và trở thành chỗ dựa, cây cột vững chắc của họ. Nhưng, từng bước sai, cuối cùng Vô Song Môn lại hứng lấy một kết quả như vậy. Nếu lão kiên trì thêm một chút giúp đỡ, ủng hộ Trần Đức thì có phải sẽ có kết quả khác không? Bịch, bịch, bịch. Giờ đây, tam, tứ, lục, thất, bát trưởng lão đều quỳ xuống trước mặt Ngụy Vô Minh. Môn chủ, mọi sai lầm của chuyện này đều do chúng tôi gây ra. Tôi tự nguyện từ bỏ chức vị trưởng lão, từ nay về sau chỉ chăm chú bế quan tìm hiểu võ học. Tôi cũng bằng lòng. Môn chủ, mong ông đồng ý. Kể cả Vu Thu Yến, năm tẻn trưởng lão đều cúi đầu, nặng nề lên tiếng, vành mắt đỏ bừng, xấu hổ không thôi, cùng mở miệng cầu xin từ bỏ chức vị trưởng lão. Bọn họ không xứng. Vì đề nghị và hành động ngu xuẩn của họ mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Làm Trần Bát Hoang cắt đứt quan hệ với Vô Song Môn, cũng khiến Vô Song Môn thụt lùi hơn trăm năm. Được, tôi đồng ý với các người. Tâm trạng Ngụy Vô Minh hết sức nặng nề, bọn họ quả thật nên bị phạt, từ nay về sau, các người phải dốc sức nghiên cứu võ học, khi Vô Song Môn chưa đến bước đường cùng thì không thể xuất quan. Vâng, năm tên trưởng lão đồng thanh đáp, sóng vai chậm rãi đi xa. Còn ngũ trưởng lão Nhạc Trường Phong, ông ta đã là một kẻ tàn phế. Từ giờ, có lẽ chỉ có thể ở lại trong Vô Song Môn quét rác. Chỉ là không biết khi màn đêm buông xuống, ông ta có nghĩ đến mình sẽ có một ngày này. Hay không? 2. Ngụy Vô Minh lại thở dài, nhìn đám đệ tử trên sông Tây Lưu, trong lòng tràn ngập muộn phiền, cõ đơn, tang thương như già đỉ mấy chục tuổi. Cơ thể vốn già cả càng trở nên lõm khõm hơn. Giờ, cơ hội duy nhất để đến gần cậu Trần chỉ có mấy người bạn kia của cậu ấy. Tây Pha. Môn chủ, Tây Pha nhìn Ngụy Vô Minh lên tiếng đáp lại. Ông đi một chuyến nội viện mang Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, Trương Tử Đằng, Đàm Thu, Hà Đồn, Giang Hồ Hải và cả Ức Thư Huyên vào Vô Song Môn. Hà ỷ người chúng ta cùng nhận họ làm đệ tử thân truyền. Từ nay về sau, Vô Song Môn có bất cứ tài nguyên nào thì cũng có thể được hưởng mà khỏi cần nhận được sự cho phép của chúng ta. Vâng, môn chủ. Sau khi dặn dò xong, Tô Tây Pha và Ngụy Vô Minh bèn rời khỏi sông Tây Lưu, mà mấy ngàn đệ tử khác mãi một lúc lẩu sau mới phục hồi tinh thần lại từ trong sự kinh ngạc ấy. Nhưng sâu trong lòng họ vẫn hoảng sợ không thôi, cả đám đều ủ rũ, chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Trần Đức rời đi. E rằng từ nay về sau họ sẽ không thể quên ba chữ Trần Bát Hoang. Trần Ma Vương. Lạc Hoa Cốc nằm ở phía đông Côn Luân Hư, cách Vô Song Môn nửa ngày đi đường. Vì bị một dãy núi dài cả ngàn mét vờn quanh nên hình thành một vùng trũng, mỗi năm bên trong đều bay ra đủ loại hoa, do đó mới bị gọi là Lạc Hoa Cốc. Gia tộc Đạm Đài thuộc tầm trung trong Côn Luân Hư nên đương nhiên có được một địa bàn cực kỳ rộng lớn, nhìn từ xa là kẻ một vùng mênh mông. Bát ngát, trên diện tích khoảng 700.800.000 mét vuông là vô số kiến trúc, nhà ở đủ loại kiểu dáng. Những kiến trúc ấy cũng không cao, cao nhất cũng chỉ 3-4 tầng. Nhưng lại cực kỳ tỉnh xảo điêu luyện, cẩn thận tỉ mỉ, rồng nằm, phượng múa, kết cấu khá là phức tạp. Những ngôi nhà gần như chỉ tập trung trong một khu vực hình thành một trang viên rất lớn cực kỳ xa hoa. Dân số của gia tộc Đạm Đài cũng không nhiều, dù là gia tộc cũng được coi như có tiếng ở Côn Luân Hư nhưng chỉ có 200.300 người. Mà 200.300 người kia lại đều là võ giả, không có ai là người bình thường. Dù là có cũng bị sự khắc nghiệt ở Côn Luân Hư vô tình loại bỏ. Gia tộc Đạm Đài có một cao thủ kim đan kỳ tên là Đạm Đài Cung Minh, cũng là ông nội của Đạm Đài Nguyệt.
Ngoài ra, bố Đạm Đài Nguyệt gia chủ gia tộc Đạm Đài, Đạm Đài Tùng cũng chỉ kém nửa bước là có thể bước vào Kim Đan kỳ. Thấp hơn là 30-40 võ giả linh hải kỳ, thấp hơn nữa đa số là linh căn kỳ. Bình thường, gia tộc Đạm Đài chỉ làm hai chuyện, đầu tiên là tu võ. Thân ở Côn Luân Hư, tu võ là cội nguồn để sống yên ổn, không lúc nào là họ không chăm chỉ tu luyện để đảm bảo địa vị của Đạm Đài Nguyệt ở Côn Luân Hư. Thứ hai là kinh doanh hạc tranh giành tài nguyên. Từ trước đến nay, tài nguyên đều là thứ không thể thiếu của võ giả. Mỗi một gia tộc, thế lực ở Côn Luân Hư đều đang tranh giành nhau từng ngày. Nhưng hôm nay, bầu không khí của tộc Đạm Đài lại có chút kỳ lạ. Dù là Đạm Đài Cung Minh bế quan 10 năm cũng xuất quan. Bởi vì, gia tộc nghênh đón hai gã khách không mời mà đến. Người đầu tiên là Tư Mã Ôn, người canh giữ Côn Loán Hư. Ông ta mặc một bộ gấm màu trầm, vai khoác áo choàng, trên eo đeo hai cái ngọc bội. Lóe sáng vô giá và một thanh kiếm. Người thứ hai là Tư Mã Lầm, cháu Tư Mã Ôn, gã ốm nhom như một que củi, trên mặt còn có một vết sẹo dài ngoằng kéo dài từ trán ngang qua giữa mày đến bên má phải, cái mũi chỉ còn lại một nửa trông cực kỳ dữ tợn. Bọn họ đứng trên sân tập võ rộng lớn của gia tộc Đạm Đài, đằng sau là một chiếc xe ngựa, có điều. Kéo xe lại không phải ngựa, mà là hai con hạc đỏ cao 3-4 mét, cả người màu vàng kim trông cực kỳ thần dị, cao quý. Dù là hai con hạc kia thôi cũng có thực lực khá mạnh, đủ để giết chết võ giả nguyên tam trọng trong nháy mắt. Đối diện hai người Tư Mã Ôn lại là toàn bộ các thành viên trong gia tộc Đạm Đài. Hôm nay, hễ là thành viên nòng cốt của gia tộc đều tới nơi này. Đạm Đài Nguyệt cũng có mặt, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu tím, tuy nó hơi rộng nhưng dáng người là lướt và cặp bưởi đầy đặn kia vân như hạc trong bầy gà, cực kỳ bắt mắt. Ba ngày cuối cùng mà tôi cho các người đã đến, đám rác rưởi các người vẫn không định giao người ư. Định đợi ông đây tự mình ra tay, trực tiếp sẵn người đi hả? Tư Mã Ôn chắp tay sau lưng, gương mặt già nua tràn ngập kiêu ngạo, khinh bỉ liếc đám người nhà Đạm Đài, ánh mắt giống như lửa dừng lại trên mặt Đạm Đài Cung Minh. Đạm Đài Cung Minh đương nhiên biết mục đích Tư Mã Ôn đến đây, thực tế ba ngày trước, ông ta đã tự mình đến đây một lần. Lúc đó, Đạm Đài Cung Minh đã trả một số tiền lớn để mời ông Ôn thần này rời đi, thành công kéo dài thêm 3 ngày. Nhưng hôm nay, e rằng đã không kéo nổi nữa. Tư Mã tiền bối, hôn ước của cháu gái tôi vốn là với Tư Mã Lâm, nhưng ông lại ỷ gán lại cho người khác, mà còn làm vợ lẽ. Chuyện này thật sự không hợp lý, rất mất mặt. Tôi có thể đồng ý, nhưng có thể mời người muốn kết hôn với Nguyệt Nhi đến đây một chuyến không? Có vậy, gia tộc Đạm Đài tôi cũng đỡ mất mặt hơn một chút. Là một cao thủ kim đan kỳ, dù ở cả Côn Luân Hư thì thực lực của Đạm Đài Cung Minh cũng coi như lọt vào top đầu. Nhưng giờ, ông ta lại hạ thấp mình xuống, trong lời nói đều tràn ngập vẻ van nài. Đành thế thôi, ông ta không thế không làm vậy. Tuy ông ta lớn tuổi hơn Tư Mã Ôn, nhưng thực lực lại chênh lệch quá lớn. Dù Tư Mã Ôn không cố tình sử dụng linh lực, ông ta cũng đã cảm nhận được một sức ép khủng bố. Mẹ, yêu cầu lắm vậy, Tư Mã Ôn nhíu mày, bồng dung ra tay, hoàn toàn chẳng ai thấy ông ta làm như thế nào nhưng cùng lúc đó, kim đan kỳ như Đạm Đài Cung Minh đã bay ngược ra sau hơn 100 mét, rồi đập lên điện chính của gia tộc. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ điện chính đều sụp xuống biến thành một đống đổ nát. Đạm Đài Cung Minh hoàn toàn bị nhấn chìm bên trong và bị thương nặng. Quần áo trên người ông ta vỡ vụn, chảy đầy máu, trên trán lõm vào một khối, xương cốt nứt gãy có thể thấy rõ cả xương, trông hết sức chật vật. Bố! Ông nội! Lão Minh! Sau tiếng nổ ấy, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó các cao thủ của gia tộc Đạm Đài lập tức phát ra từng luồng linh lực khủng bố, định tiến lên đánh nhau với Tư Mã Ôn. Dù có là cao thủ thì họ cũng sẽ quả cảm tiến lên, không sợ chết. Đây là truyền thống của gia tộc Đạm Đài. Dừng tay lại hết cho tôi. Xong, đúng lúc này, Đạm Đài Cung Minh lại ho khan một tiếng, hét lên, nổi giận nói, các người làm gì đó, tưởng tôi chết rồi chắc. Mau trở về hết cho tôi. Mọi người trong gia tộc đều dừng lại, mặt mày lộ vẻ tức giận, Đạm Đài Cung Minh là người lớn tuổi và có địa vị nhất nên không ai là không kính trọng ông ta. Ông ta không nói lời nào thì chẳng ai dám hành động. Hừ, Tư Mã Ôn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, gia tộc mấy người là cái thá gì? Tư Mã Ôn tôi tự mình đến đây còn chưa đủ nể mặt hả? Tư Mã tiền bối, Đạm Đài Cung Minh nhịn đau, đứng lên trong đống đố nát, nức nở van nài.
Nhà họ Đạm Đài tôi quả thật không phải là gia tộc lớn gì, ở trong mắt ông cũng chẳng đáng một đồng, nhưng... Nguyệt Nhi là đứa cháu gái duy nhất của tôi, xin ông bỏ qua cho con bé được không? Tìm bất cứ một người con gái nào cũng được, dù sao cậu công tử kia cũng chưa thấy con bé bao giờ. Mẹ! Đạm Đài Cung Minh còn chưa nói xong, Tư Mã Ôn lại bỗng dưng ra tay, ông ta hoàn toàn không có hứng thú nghe con kiến lảm nhảm, năm ngón tay gập lại chộp một cái về phía Đạm Đài Cung Minh. Vù vù! Một sức hút mãnh liệt lập tức phát ra, Đạm Đài Cung Minh ngoài 100 mét chợt bị hút đến trước mặt Tư Mã Ôn. Sau đó, ông ta bị một tay Tư Mã Ôn bóp chặt lấy cổ. Ông đây đã cho ông 3 ngày, vậy mà ông còn làm điều thế hả? Tôi thấy ông chán sống rồi đúng không? Ông ta nói xong, vung tay lên như đang ném một bao rác, Đạm Đài Cung Minh lập tức đập thẳng xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Lần này, ông ta bị đánh hộc ra một búng máu, hoàn toàn không nói. Nên lời như sắp chết. Lão già kia, để coi ông còn nói nhảm nhiều vậy nữa không, Tư Mã Lâm cháu Tư Mã Ôn cười khẩy một tiếng, nghênh ngang, không chút kiêng nể giơ chân dầm lên mặt Đạm Đài Cung Minh. Sau đó, gã chỉ vào Đạm Đài Nguyệt ở đằng xa, cười gằn nói. Con nhóc kia, cho cô 10 giây để lại đây, không thì ông ta sẽ chết, một. Đạm Đài Cung Minh người mạnh nhất trong gia tộc, một kim đan kỳ lại cứ như vậy bị Tư Mã Lâm dẫm lên mặt. Rõ ràng có thể thấy được, cả khuôn mặt của ông ta đều là máu và bùn đất, trông hết sức chật vật. Thả bố tao ra, Đạm Đài Tùng giận không thể át, không chút do dự trực tiếp nhảy lên, rút thanh trường thương bên eo ra, thi triển võ kỹ mạnh mẽ đập về phía trước. Thế nhưng... Tư Mã Lâm chỉ đấm ra một quyền, thanh trường thương màu bạc lập tức hóa thành bột mịn. Còn Đạm Đài Tùng thì lại bay ngược ra ngoài cả 30-40 mét, cũng có kết cục vô cùng thê thảm. Thứ rác rưởi. Tư Mã Lâm khinh bỉ hư lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ chế giễu, lại liếc sang Đạm Đài Nguyệt cô, còn chưa lăn lại đây hả? Anh, thả ông nội tôi ra, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Đạm Đài Nguyệt như phủ một lớp xương rét buốt, cầm một thanh đoản kiếm màu xanh đặt lẽn cần cổ ngọc ngà của mình. Không thì, tôi sẽ chết ở đây cho anh xem. Vậy thì hai người cũng không thể trở về báo cáo và cũng sẽ chẳng có kết quả tốt lành gì. Tư Mã Lâm lập tức nhíu mày, gương mặt trông càng dữ tợn, đáng sợ hơn, cô đang đe dọa tôi đó hả? Đúng vậy, tôi đang đe dọa anh đó, giọng nói của Đạm Đài Nguyệt cũng rét buốt như ánh mắt cô ta, đáp. Ha ha, Tư Mã Lâm bỗng dữ tợn cười, nhìn Tư Mã Ôn nói, ông nội, ông xem. Cái nơi rác rưởi như thế này ở Côn Luân hư vậy mà cũng dám đe dọa chúng ta kìa. Ha, nhàm chán, Tư Mã Ôn nhớn mày, liếc nhìn Đạm Đài Nguyệt. Rắc, rắc. Ngay sau đó, thanh đoản kiếm trong tay Đạm Đài Nguyệt cũng bỏng chốc gãy nát. Hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống đất, chỉ còn cái chuôi. Gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Nguyệt chẳng bệch, con người co rút lại, lòng thầm run sợ không thôi. Ở trước mặt Tư Mã Ôn, mình đã không còn tư cách tự sát luôn ư. Lăn lại đây. Tư Mã Lâm bỗng khẽ gầm lên một tiếng như dã thú gào thét, giọng nói đáng sợ ẩy khiến cho cả mặt đất cũng run lên. Cùng lúc đó, bàn chân gã chợt dùng sức. Rắc, rắc, rực. Thoáng chốc, tuy đầu Đạm Đài Cung Minh không có vỡ vụn, nhưng lúc này cũng lún sâu vào mặt đất, gần như biến hình, máu đỏ nhuộm đầy đất. Mọi âm thanh trong Lạc Hoa Cốc chợt biến. Mất. Trong ánh mắt của cả gia tộc Đạm Đài đều tràn ngập vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Không thể nào. Cháu trai của Tư Mã Ôn cũng mạnh như vậy sao? Vậy thì, Tư Mã Ôn phải mạnh cỡ nào chú? Tư Mã Lâm, dừng tay, Đạm Đài Nguyệt lo lắng không thôi, cứ tiếp tục như thế thì ông nội chắc chắn sẽ chết. Từ nhỏ, ông nội đã vô cùng yêu thương và cưng chiều mình, chưa bao giờ để mình phải chịu khổ. Thế nên, sao cô ta có thể trơ mắt nhìn ông nội chết chứ? Khóe mắt Đạm Đài Nguyệt chợt chảy xuống hai hàng nước mắt. Cô ta nhấc chân, bước từng bước một về phía trước. Chị ơi! Chị đừng đi! Hai đứa em trai kéo cô ta lại, họ biết một khi Đạm Đài Nguyệt đi qua sẽ không thể nào quay trở về gia tộc nữa. Chuyến này của chị ấy, chắc chắn sẽ chịu mọi tủi hơn. Sau này, hai đứa phải nghe lời ông nội và bố đó, đừng lạ ỷ như lúc trước nữa, Đạm Đài Nguyệt vùng ra, kiên định đi về phía Tư Mã Lâm. Phải thế chứ, sớm nghe lời. Ngoan ngoãn lại đây có phải tổ không? Tư Mã Lâm thấy thế, hài lòng thả Đạm Đài Cung Minh ra, nhấc chân đá ông ta về phía đám người nhà Đạm Đài. Đạm Đài Tùng quỳ trên mặt đất, trong mắt răng đầy tơ máu, siết chặt nắm tay,
mặt đất trực tiếp bị ông ta đè xuống hai dấu bàn tay. Cơ thế già nua của Đạm Đài Cung Minh run rẩy, đôi môi trở nên trắng bệch, sắc mặt còn khó coi hơn cả người chết. Trong lòng hai bố con đều như đang nhỏ máu, vô cùng đau đớn, tận mắt nhìn thấy cháu gái, con gái quý báu của mình vì gia tộc, vì bọn họ mà hy sinh, nỗi đau này nào có ai hiểu được. Đạm Đài Nguyệt bước từng bước một lên trước, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lộ ra một sự kiên định. Bất kể thế nào thì cỏ ta cũng sẽ không gả cho người khác. Thật sự là không có cách nào khác bởi vì Đạm Đài Nguyệt đã trao thân cho Trần Bát Hoang, cô ta đã là người phụ nữ của anh. Dù sống hay chết thì cũng là như thế. Cô ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đợi gia tộc vượt qua nguy hiểm sẽ chuẩn bị từ giã cõi đời. Từ đêm hôm đó, sau chuyến đi đến núi Bách Thú, cô ta thường xuyên nhớ tới gương mặt như đao khắc của Trần Đức cùng với sự điên cuồng khi hai người quấn quýt lấy nhau. Đáng tiếc, trước khi chết, cô ta vẫn không thể nhìn thấy người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong. Cô, mất trinh rồi hả? Bỗng dưng, Tư Mã Ôn vẫn đang im lặng xem cuộc vui trò quát lên một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, nhìn chằm chằm Đạm Đài Nguyệt, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ giận dữ khiến người ta hoảng sợ. Ông ta vừa giận, hét lên một tiếng, bầu trời cũng như biến sắc. Vòm trời trong vắt bỗng trở nên ả ngu như sắp có bão. Khí thể khủng bố làm cả không gian như động lại. Cái gì? Thoáng chốc, Tư Mã Lâm cũng phát hiện, mẹ, con đĩ chó, chồng chưa cưới trước đó của cô là ông đây đó. Cô, dám cắm sừng ông đây hả? Hơn 20 năm trước, gia tộc Tư Mã biết được gia tộc Đạm Đài sinh ra một bé gái có thể chất cực âm, bèn lập tức đến nhà họ đe dọa dụ dỗ khiến Tư Mã Lâm và Đạm Đài Nguyệt đính hõn. Cùng lúc đó, Tư Mã Ôn cũng hạ băng thanh ấn lẽn người Đạm Đài Nguyệt. Chỉ cần một khi Đạm Đài Nguyệt xảy ra quan hệ với người khác, băng thanh ấn sẽ lập tức biến mất không sót lại chút nào. Mà chuyện này, ngoài ông ta và Tư Mã Lâm ra thì không ai biết cũng chẳng ai phát hiện. Nhưng lúc này, họ rõ ràng phát hiện bảng thanh ấn trên người Đạm Đài Nguyệt. Đã biến mất, điều này đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Mẹ kiếp, nói, là ai, là thằng Ôn con nào, Tư Mã Lâm nổi giận, trước đó mấy ngày. Đạm Đài Nguyệt vẫn chưa biết mình sẽ phải gả cho người khác làm vợ lẽ. Nói cách khác, Đạm Đài Nguyệt xem như đã cắm sừng gã. Chuyện này hỏi sao mà gã nhịn nổi. Huống chi, nếu để cho vị kia biết thì ai gánh chịu nổi cơn giận đáng sợ ấy chứ. Tư Mã Lâm gầm lên giận dữ như dã thú gào lên giữa đêm khuya, chấn động cả một vùng trời. Cả Lạc Hoa Cốc càng trở nên yên tĩnh, kể cả Đạm Đài Cung Minh, Đạm Đài Tùng. Em trai và người thân của cô ta cũng đều kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Đạm Đài Nguyệt. Đạm Đài Nguyệt, mất trinh rồi. Không thể nào. Sao có thể chứ? Mấy năm nay, đa số Đạm Đài Nguyệt đều ở trong nhà mà, đừng nói mất trinh, ngay cả yêu đương cũng chưa từng có mối nào. Dù là ở cùng người khác giới như em trai thì cô ta cũng vẫn giữ một khoảng cách và cách ứng xử nhất định trong vấn đề nam nữ. Thì làm sao mà con bé có thể mất trinh được? Người đó là ai? Ngoài Tiểu Lục ra thì chuyện của Trần Bát Hoang ở núi Bách Thú không còn ai biết nữa hết. Đạm Đài Nguyệt phản chưa nói với bất cứ người nào. Cơn giận của Tư Mã Lâm như hóa thành thực chất, một luồng sức mạnh vô hình ập lên người Đạm Đài Nguyệt khiến cô ta lập tức lùi lại mấy bước. Tôi không nói. Đạm Đài Nguyệt mím môi, cơ thể yêu kiều khẽ run, trong mắt lại vô cùng kiên định. Cô ta tuyệt đối sẽ không dẫn lửa lên người Trần Đức. Tuyệt đối không. Không nói, ha ha, cô cho rằng mình mất trinh thì cậu Thạch ở Vân Tiêu giới sẽ không cần cô nữa sao? Tôi nói thẳng cho cô biết, cậu ấy chỉ nhìn chúng thể chất của cô, chứ chẳng phải cô. Cậu ấy chỉ muốn thế chất của cô, còn cô lại cắm sừng tôi. Có không nói thằng Ôn đó là ai, vậy ông đấy sẽ đánh tới khi cô nói thì thôi, Tư Mã Lâm tức điên, khi nói chuyện thì vết sẹo trên mặt không ngừng nhúc nhích trông cực kỳ dữ tợn và buồn nôn. Gã siết chặt nắm tay. Trong lòng tràn ngập tức giận. Tư Mã Lâm có thể đưa phụ nữ của mình cho bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối không cho phép người ta câm sừng mình. Sau đó, cơ thể gã nhoáng một cái xông đến trước mặt Đạm Đài Nguyệt, giơ tay lên, tát một cái lên mặt Đạm Đài Nguyệt. Chát! Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, nhưng người bị đánh không phải Đạm Đài Nguyệt, mà là đứa em trai thứ hai của cô ta, Đạm Đài Trần Phong. Nửa bên má của Đạm Đài Trần Phong đã hoàn toàn biến hình, sưng phù lên. Há miệng phun ra 4-5 cái răng đầy máu. Trần Phong, Đạm Đài Nguyệt hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp vô cùng lo lắng hỏi, em sao rồi?
ai bảo em xông lên, mau đi về. Ha, chị, chẳng phải trước đây chị đã dạy em, đàn ông thì phải có khí phách của đàn ông sao, đạm đài Trần Phong quay đầu, buồn bã cười. Em trai mà đứng nhìn chị mình bị bắt nạt thì tính cái gì đàn ông? Tư Mã Lâm sửng sốt, sau đó cười khẩy nói, thích làm anh hùng. Thích làm anh hùng chứ gì? Gã giơ tay ra, bóp chặt lẩy cổ đạm đài Trần Phong rồi nhấc bổng cậu ta lên. Xong, tay kia lại tát liên tục hơn 10 cái lên mặt đạm đài Trần Phong. Cả khuôn mặt của cậu ta lập tức bị đánh sưng lên, tràn ngập vết thương. Một cái tát cuối cùng vừa xong, cả người đạm đài Trần Phong trực tiếp bị đánh bay, chưa rơi xuống đất thì Tư Mã Lảm lại bay lên đá thêm một cước. Bịch! Đạm đài Trần Phong ngã xuống đất, nằm im không nhúc nhích, mặt mày nứt toác, gần như muốn ngúm. Thế nào, giờ biết cái cảm giác thích làm anh hùng chưa? Tư Mã Lâm rũ mắt nhìn đạm đài Trần Phong với vẻ kiêu ngạo, vinh vinh váo váo. Đạm đài Trần Phong làm gì có sức mà trả lời gã. Cậu ta há miệng thở dốc, trong miệng trào ra toàn là máu. Phong nhỉ. Trần Phong. Mọi người trong gia tộc đạm đài giật mình, định xông lên đã bị đạm đào ồ tùng giơ tay ngăn lại. Đừng xúc động, giờ đi lên chỉ tổ có thêm một cái xác nữa thôi. Người khác có thể nóng nảy, bồng bột xúc động, nhưng ông ta là gia chủ gia tộc đạm đài, nên phải bình tĩnh lấy toàn cuộc làm trọng. Gia tộc như họ, con gái vốn là dùng để gá đi nhằm đối lấy địa vị. Bọn họ có thể làm đến nước này đã rất sốt rồi. Vì một người mà liên lụy cả gia tộc là tuyệt đối không thể nào. Bọn họ phải nhịn. Dù là phải cho mét nhìn đạm đài Nguyệt rời đi hay thấy đạm đài Trần Phong chết thì cũng không thể xúc động. Nơi này là Côn Lưu Ản Hư. Là một nơi không có thực lực thì không có quyền lên tiếng. Bọn họ chỉ có thế bo bo giữ mình. Ha ha, một Tư Mã Lâm nhìn gia tộc đạm đài tức giận lại không thể làm được gì thì không khỏi cười lạnh, càng kênh kiệu và kiêu ngạo. Gã chán đến chết khạc ra một cục đàm lên người đạm đài Trần Phong, rồi đi về phía đạm đài Nguyệt nói, cô Vân không chịu nói là thằng khốn nào đúng không? Không nói thì ông đây sẽ đánh tới khi cô nói mới thôi. Dưới cùng của biểu mẫu. Tư Mã Lâm nói xong bèn gỡ từng vòng xích sắt quấn quanh đai lưng xuống, vang lên leng keng. Cùng lúc đó, gã giơ sợi roi trong tay lên rồi vung về phía đạm đài Nguyệt. Nhưng bỗng dưng, đúng lúc này. Tư Mã Lâm, dù cô ta chỉ là vợ lẽ của cậu Thạch thì cũng không phải người mày có thể đụng vào. Mày, chán sống hả? Trong chiếc xe do hai con hạc đỏ kéo chợt vang lên một giọng nói. Thoáng chốc, Tư Mã Lâm như bị sét đánh, cánh tay hơi chếch đi. Sợi roi sắt kia lập tức thay đổi hướng đi, vung thẳng về phía gia tộc đạm đài. Chát! Sau một tiếng vang thanh thúy, sợi roi đã đập lên người một người em trai khác của đạm đài Nguyệt, cánh tay của cậu ta lập tức đứt lìa. Á! Đạm đài Trần Vũ hét lên, ngã xuống đất run lẩy bẩy. Chưa chờ cậu ta hét xong, sợi roi sắt kia bèn quấn lấy eo đạm đài Trần Vũ, dùng sức lôi về. Sau đó, cậu ta lập tức bị kéo từ trong đám người đến dưới chân Tư Mã Lâm. Gã không thể đụng vào đạm đài Nguyệt thì lẽ nào cũng không thể đụng vào những người khác à? Đạm đài Nguyệt, sợi dây xích này của tôi được làm từ sắt nguyên chất, nên còn bén hơn cả đao kiếm. Chỉ cần một giây thôi là có thể cắt đứt cơ thể cậu ta làm đôi rồi. Tư Mã Lâm vừa nói tay vừa dùng sức, chỉ thấy sợi roi kia như một con mãng xà càng quần càng chặt. Quần áo bên hông đạm đài Trần Vũ thoáng chốc nát bươm, xích sắt dần siết chặt ra thịt đạm đài Trần Vũ. Chị ơi! Cứu em với. Đạm đài Trần Vũ đau đớn đến khóc ròng, hoảng sợ nhìn đạm đài Nguyệt. Nói, hay là không nói, Tư Mã Lâm hung hăng hỏi. Gã nhất định phải biết thằng Ôn kia là ai, hơn nữa còn phải giết chết hắn, không thì sau này gã sẽ chẳng còn mặt mũi nào trong Côn Luân Hư này nữa. Đạm đài Nguyệt khóc, tủi thân, đau khổ, tuyệt vọng. Suy cho cùng, cô ta chỉ là một người phụ nữ, nên có thể kiên cường đến mấy chứ. Hai hàng nước mắt trào ra trong đôi mắt to tròn, lăn dài trên gò má rơi lên quần áo trông hết sức đáng thương. Giữa người nhà và Trần Bát Hoang, cô ta nên chọn như thế nào đây? Nếu nói ra tên của Trần Bát Hoang thì anh chắc chắn phải chết. Nhưng không nói thì em trai, thậm chí là người thân, ông nội và bố có khả năng sẽ chết. Người đầu tiên là người cô ta yêu, người sau là người có công sinh thành và nuôi dưỡng, che chở cô ta. Phải chọn lựa như thế nào đây? Ặc, á! Tiếng hét thảm thiết của đạm đài Trần Vũ lại vang lên, trên người không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ xích sắt.
rõ ràng có thể thấy được, sợi xích kia đang dần siết chặt lên da thịt, thần kinh cậu ta. Dừng tay, đừng mà. Đạm Đài Nguyệt hoảng sợ vô thức hét lên. Tư Mã Lâm hơi thả lỏng tay ra, giữ tợn cười, đôi con ngươi lóe lên vẻ tàn nhẫn, âm trầm nhìn chằm chằm Đạm Đài Nguyệt. Cho cô 3 giây cuối cùng, nếu không nói thì em trai ngoan của cô sẽ âm dương cách biệt với cô đó. Tư Mã Lâm vừa nói vừa giơ 3 ngón tay lẽn, rồi gập lại từng ngón một. 3, 2. Lồng ngực căng tròn của Đạm Đài Nguyệt không ngừng phập phồng, nước mắt lăn dài. Tôi nói. Tốt lắm, Tư Mã Lâm thả Đạm Đài Trần Vũ ra, cũng không phải gã giữ lời, mà là gã không muốn giết cái loại con kiến này, sợ bẩn tay mình. Vậy, giờ cô nói cho tôi biết xem rốt cuộc thì thằng Ôn kia là ai? Anh ấy là... Đùng. Đạm Đài Nguyệt đang định mở miệng thì trên không chợt vang lên một tiếng sấm. Thoáng chốc, bầu trời đêm tối tăm bỗng trở nên sáng ngời. Đó là một tia chớp giáng xuống từ trên trời, thắp sáng cả Lạc Hoa Cốc. Giây tiếp theo, một bóng người bỗng hạ xuống Lạc Hoa Cốc, rớt thẳng xuống trước mặt Tư Mã Lâm. Tia chớp sáng lóa ấy chính là phát ra từ trong tay anh. Gần như cùng lúc đó. Vù, vù. Anh giơ tay lên. Tia chớp lóa mắt kia lập tức bao phủ Tư Mã Lâm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cơ thể Tư Mã Lâm giống như bị nghiền nát, kể cả sợi xích sắt trong tay gã cũng vỡ vụn. Ầm. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu không chút sút mẻ rơi xuống đất. Giờ, mày đã biết là ai chưa? Người đến đương nhiên chính là Trần Đức. Anh nhìn chằm chằm cái đầu vẫn còn chút sức sống kia, nhàn nhạt nói một câu, sau đó khẽ búng ngón tay một cái. Đùng. Đầu của Tư Mã Lâm hoàn toàn hóa thành một bãi thịt nát, máu me văng khắp nơi. Nguyệt, xin lỗi, giờ anh mới đến. Sau đó, Trần Đức bước đến trước mặt Đạm Đài Nguyệt, lấy khăn tay ra, chẳng coi ai ra gì lau nước mắt cho cô ấy. Là anh sai, khiến em chịu tủi hơn rồi, xin lỗi. Em, Đạm Đài Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Bát Hoang dịu dàng ấm áp trước mặt mà ngơ ngác, nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không. Nhưng... Cô ta vẫn phản xạ vươn tay ôm lấy Trần Đức giống như một cô gái nhỏ bình thường làm nũng, bật khóc, đồ khốn, sao anh lại tới đây, ai bảo anh đến? Người con gái của anh bị ức hiếp thì sao anh lại không đến cho được? Em đó, sao lại lừa anh chuyện ở núi Bách Thú chứ? Trần Đức ôm lấy Đạm Đài Nguyệt, vuốt ve mái tóc của cô ấy nói. Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, biết không? Anh đến thì được gì chứ? Anh tới làm gì, chịu chết hả? 11. Đạm Đài Nguyệt phản nức nở, cô ta đã biết đây không phải mơ, mà là thật nên lo lắng, trách móc nói. Chỉ có điều, bên cạnh những trách móc ấy lại là sự hạnh phúc cùng thỏa mãn. Biết rõ sẽ chết vẫn muốn đến cứu cô ta, nói cách khác, Trần Bát Hoang cũng yêu mình, vì mình mà ngay cả chết cũng không sợ, chẳng phải sao. Khốn kiếp, đúng lúc này, một giọng nói âm trầm, hung ác cùng với vô vàn sát khí chợt truyền đến. Bầu trời lập tức càng trở nên âm u và tối tăm. Hơn, chỉ 2 từ mà đã khiến Lạc Hoa Cốc chấn động, hơn một nửa kiến trúc ầm ầm sập xuống. Là Tư Mã Ôn. Ông ta nhìn bãi máu loãng cách đó không xa mà ngây ra hơn 10 giây. Lúc này, cuối cùng cũng bùng nổ. Linh lực bao la bát ngát bá đạo, điên cuồng tỏa ra từ trên người ông ta, vô số đóa hoa xung quanh lập tức gãy rạp, chết héo. Cùng lúc đó, Tư Mã Ôn cũng ra tay. Không cần phải nói gì nữa, chỉ có giết chết tên kia mới có thể xoa dịu mối hận trong lòng. Áo choàng trên người bay phấp phới, ông ta rút trường kiếm bên hông ra, ấm chầm chém ra một kiếm. Kiếm khí sắc bén xuyên thủng trời cao, chém gãy không gian, bố ra đám mây, xé rách một máng chân không. Rắc, rắc, mặt đất cũng theo một kiếm ấy nứt ra, cùng với vô tận sát khí bổ thẳng về phía Trần Đức. Đám Đạm Đài Cung Minh. Đạm Đài Tùng đều cảm thấy hoảng sợ không thôi, sức mạnh của một kiếm kia là con người có thể phát ra sao? Ngay cả bầu trời cũng có thể bổ ra ấy chứ. Cả đám đều rợn tóc gáy như bị thần chết ghé thăm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Với một kiếm như vậy thì thanh niên bỗng nhiên xuất hiện kia và Đạm Đài Nguyệt trốn kiểu gì? Tuyệt đối không thể né được. Tư Mã Ôn, dám đánh chủ nhân của tôi, ông chán sống rồi hả? Đúng lúc này. Một giọng nói gì à nua chợt vang lên như sấm. Thoáng chốc, một luồng linh lực như sóng thần bỗng ập xuống, đánh thẳng vào một kiếm kia của Tư Mã Ôn. Ai ngờ vụ nổ hay tiếng vang trong tưởng tượng lại không xuất hiện,
hai luồng sức mạnh khủng bố ấy va chạm vào nhau xuất hiện một mảnh chân không. Khu vực này, không có âm thanh, cũng chẳng có bất cứ sắc thái nào. Mãi một lúc lâu sau, dư chấn khủng bố kia mới biến mất. Chỉ thấy Tư Mã Ôn liên tục lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trở nên âm trầm, hết sức khó coi. Ngay lúc này, lại có một bóng người hạ xuống. Không, nó chính xác hơn là hai bóng người. Một người trong đó bị ôm vào lòng, đám Đạm Đài Cung Minh, Đạm Đài Tùng liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Tiếu Lục, người giúp việc của Đạm Đài Nguyệt trong nhà họ. Mà người còn lại, họ cũng biết. Râu tóc bạc phơ, quần áo đơn giản mộc mạc, thậm chí là hơi rách nát, không biết đã mặc bao lâu, nhìn sơ qua cứ như một tên ăn mày ven đường. Nhưng, lại chẳng ai dám xem nhẹ ông ta. Bởi vì, ông ta chính là Liều Tông Nguyên người canh giữ mạnh nhất và cũng là người mạnh nhất Côn Luân Hư. Ban nãy, ông ta, gọi thanh niên kia là gì, lông mày Đạm Đài Tùng bỗng giật giật, nhớ đến lời nói lúc nãy của Liều Tông Nguyên mà tim như nổ tung. Nếu ông ta không nghe nhầm thì trước đó Liêu Tông Nguyên đã nói là dám đánh chủ nhân của tôi. Dường như là vì xác nhận Đạm Đài Tùng không nghe nhầm, sau khi Liễu Tông Nguyên hạ xuống bèn xoay người, quỳ một gối xuống trước mặt thanh niên kia nói. Chủ nhân, xin lỗi cậu, tôi đã tới chậm. Liều Tông Nguyên cũng hết sức bất đắc dĩ, tốc độ của Trần Bát Hoang thật sự quá nhanh, ông ta hoàn toàn không theo kịp bước chân của anh. Thế nên chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi. Ông ta vừa nhận lỗi, mọi người trong Lạc Hoa Cốc lập tức mở to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Đạm Đài Tùng và Đạm Đài Cung Minh liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ giật mình và khó tin trong mắt đối phương. Chủ nhân, người mạnh nhất Côn Luân Hư gọi thanh niên kia là chủ nhân thật kìa. Phải biết rằng, ở một nơi như Côn Luân Hư, xưng hô là cực kỳ quan trọng. Để đại biểu cho sự kính trọng thì bình thường sẽ gọi những từ như lão và anh kèm theo tên. Còn đại biểu cho sự nể sợ thì sẽ xưng là cậu. Hai chữ chủ nhân kia chỉ có kẻ hầu mới xưng như vậy. Liêu Tông Nguyên là người hầu của thanh niên kia ư? Đạm Đài Nguyệt cũng giật mình nhìn Liêu Tông Nguyên đang quỳ trước mặt, trong đôi mặt xinh đẹp lộ rõ sự kinh ngạc. Lúc này mới nửa tháng không gặp, rốt cuộc trên người Trần Bát Hoang đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người mạnh nhất Côn Luân Hư lại gọi anh ấy là chủ nhàn? Nên hiểu rằng nửa tháng trước, Trần Bát Hoang mới từ thế tục đi đến Côn Luân Hư mà thôi. Không những cô ta, mà cả Tư Mã Ôn cũng hết sức giật mình. Sau vài giây kinh ngạc, sắc mặt ông ta chợt khó coi, nghiêm túc nói. Liều Tông Nguyên, mẹ nó ông điên rồi hả? Gọi thằng đấy là chủ nhân á? Ông chính là người canh giữ Côn Luân Hư đó, một. Tôi có điên hay không cũng chẳng cần ông dạy. Liều Tông Nguyên nhận được ánh mắt ra hiệu của Trần Đức bèn đứng dậy, nhìn thẳng vào Tư Mã Ôn nói. Nếu ông không muốn chết thì cút lại đây quỳ xuống dập đầu xin lỗi chủ nhân của tôi đi. Nếu chủ nhân tôi vui, có lẽ sẽ nhận ông làm người hầu đó. Mẹ, tên điên, bị khùng hả, trong miệng Tư Mã Ôn trực tiếp văng ra hai câu chửi bậy. Ông ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu sao Liều Tông Nguyên người mạnh nhất Côn Luân Hư lại muốn nhận chủ. Liều Tông Nguyên, tôi và ông vốn nén đứng ở cùng một phe, ông muốn đối đầu với tôi thật hả? Liều Tông Nguyên trực tiếp dùng hành động trả lời Tư Mã Ôn, cách không đấm ra một quyền. Một tiếng không gian nổ tung vang lên, lồng ngực Tư Mã Ôn lập tức lõm xuống, gãy vài cây xương sườn, tim gan phèo phổi chấn động, cơ thể lùi lại hơn 10 mét mới khó khăn lắm dừng lại được. Sắc mặt Tư Mã Ôn cũng trở nên hết sức trắng bệch. Ông ta biết sự chênh lệch giữa địa tiên tầng 3 như mình và Liều Tông Nguyên là rất lớn. Dù Liều Tông Nguyên nhường ông ta một tay và một chân, ông ta cũng sẽ không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng, ông ta không sợ vì còn có con át chủ bài. Bịch. 2. Tư Mã Ôn chợt quỳ xuống trước chiếc xe do Hạc Đỏ kéo nói. Thưa hai cậu, xin thứ cho sự vô dụng của tôi không phải đối thủ của Liều Tông Nguyên, mong hai cậu giúp tôi với. Ông ta nói xong, dập đầu ba cái thật mạnh xuống đất, mỗi một cái đều khiến cho vầng trán máu me be bét. Mong hai cậu báo thù cho cháu tôi. Mong hai cậu báo thù cho cháu tôi. Mong hai cậu báo thù cho cháu tôi. Đứng lên đi. Cùng lúc đó, trong xe, giọng nói đã nhắc nhở Tư Mã Lâm ban nãy lại vang lên. Sau đó, cửa xe mở ra, có hai bóng người đi xuống. Đó là hai người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi, khoảng 21-22. Một người mặc áo bào màu trắng mạ vàng cực kỳ xoa hoa, đế tóc húi cua.
ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ cong lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Người còn lại mặc một bộ trường bào xanh đan đen, đế tóc dài búi lên, trong tay cầm một cây quạt đang phe phẩy trước mặt. Điểm giống nhau của cả hai là trên ống tay áo bên phải có một ký hiệu mặt trời màu đỏ. Ký hiệu ấy đại biểu cho lai lịch của họ và thế lực đằng sau. Nó chính là Thái Dương Cung. Ngay cả loại rác rưởi ấy cũng không giải quyết nổi. Tư Mã Ôn, ông đúng là làm tôi thất vọng thật đây, thanh niên mặc áo bào trắng cười lạnh nói, tuy. Giọng nói không lớn, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Tư Mã Ôn quỳ dưới đất, vội vàng cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào hắn ta, cậu Kim, Liều Tông Nguyên là người cạnh giữ mạnh nhất của Côn Luân Hư chúng tôi. Tôi, không phải là đối thủ của ông ta. Anh Trung, anh ra tay hay đế tôi, Kim Hoa nịnh nọt nhìn người đi cùng mình, dò hỏi. Cậu đi. Đánh nhanh thẳng nhanh, người được gọi là anh Trung nhàn nhạt nói. Hắn có thực lực cực kỳ khủng bố, trong khi nói chuyện có thể thấy được theo từng tiếng hít thở của hắn, không khí và không gian trước mặt cũng run lên. Cảnh tượng ấy ánh vào mắt Liều Tông Nguyên cũng khiến ông ta vô cùng giật mình và chấn động. Đáng sợ thật, thật khủng khiếp, chỉ là hít thở thôi cũng đã tạo ra hiệu quả CD đó, rốt cuộc. Họ có lai lịch gì vậy? Kim Hoa nhận được chỉ thị bèn liếc Liều Tông Nguyên. Trần Đức và mọi người trong gia tộc Đạm Đài, tôi tên là Kim Hoa, vị này tên Trung Phi Vũ, chúng tôi đến từ Thái Dương Cung ở Vân Tiêu Giới. Vân Tiêu Giới thật sự cử người đến, Đạm Đài Cung Minh hoảng sợ. Họ thế mà lại đến từ Vân Tiêu Giới trong truyền thuyết. Ông ta không ngờ Thái Dương Cung ở Vân Tiêu Giới lại cử người đến gia tộc bọn họ thật. Với họ mà nói, ba chữ Vân Tiêu Giới thật sự chính là trong truyền thuyết. Dù là Đạm Đài Cung Minh đã hơn trăm tuổi nhưng cũng chưa từng gặp cao thủ đến từ nơi ấy. Chúng ta đến đây chỉ có một việc, chính là dẫn Đạm Đài Nguyệt về Vân Tiêu Cung, hầu hạ cậu Thạch Thiếu chủ Thái Dương Cung Thạch Thiên, ánh mắt Kim Hoa chợt trở nên hết sức sắc bén. Ai dám cản sẽ giết không tha. Khí thế trên người Kim Hoa và Trung Phi Vũ thật sự là quá khủng bố, dù họ không cố ý tỏa ra sức ép. Nhưng sát khí ẩn giấu trong người và hơi thở lại như hai con dã thú điên cuồng va chạm xung quanh. Dưới khí thế ấy, mọi người trong gia tộc Đạm Đài căn bản không chịu đựng nổi, run lấy bấy lùi về phía sau, thậm chí còn có một số người trực tiếp phun ra một búng máu. Mạnh, mạnh thật, mặt mày Đạm Đài Tùng tái nhợt lộ ra vẻ hết sức nghiêm trọng, hoảng sợ không thôi. Tại sao trên đời này lại có người mạnh như vậy? Kim Hoa, bộ quần áo rách mướp trên người Liễu Tông Nguyên bay phấp phới. Đứng chắn trước mặt Trần Đức và Đạm Đài Nguyệt, chặn sức ép giúp họ. Một đôi con ngươi già nua lão luyện nhìn chằm chằm vào hai người kia, kiêng dè nói. Nơi này là Côn Luân Hư, không phải Vạn Tiêu Giới, chỗ nào có quy tắc của chỗ ấy. Lẽ nào cung chủ của các người không nói cho hai người biết người của Vân Tiêu Giới không thể ra tay trong Côn Luân Hư? Kim Hoa nhướng mày, bỗng có chút hứng thú. Ha ha, đúng là có quy định ấy. Nhưng, Liễu Tông Nguyên à? Tôi có giết vài tên tép siêu hay tùy tiện diệt một gia tộc hoặc giết cả mấy chục ngàn, thậm chí trăm ngàn, triệu người thì cũng sẽ chẳng ai đến tìm tôi, ông tin không? Sắc mặt Liều Tông Nguyên chợt cứng lại, bị hắn ta nói nghẹn lời. Bởi vì lời Kim Hoa nói không phải khoác lác, mà sự thật chính là như vậy. Tính cả Côn Luân Hư và giới thế tục thì có khoảng hơn 1 tỷ dân, bọn họ tùy tiện tiêu diệt vài gia tộc cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn nào. Cái quy củ nói Vân Tiêu Giới không thể ra tay với Côn Luân Hư cũng chí là lời hứa hẹn đầu môi của mấy ông lớn mà thôi. Một khi xảy ra xích mích thật thì còn chẳng phải là tùy tiện giết. Họ có thể đồng ý điều kiện đó là vì người ở Vân Tiêu Giới hoàn toàn không muốn đến đây. Những chỗ như Côn Luân Hư hay thế tục chỉ là một nơi hoang sơ, chim không thèm ỉa đối với họ. Mà thôi, nó giống như người ở Côn Luân Hư không muốn đến giới thế tục. Người của giới thế tục không muốn đến sa mạc, nhưng cái cảm giác ấy với họ lại lớn hơn gấp trăm lần. Đây chính là thái độ và cái nhìn của Vân Tiêu Giới đối với Côn Luân Hư và thế tục. Cậu Trung, cậu Kim, Liễu Tông Nguyên ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói, hai người không ngại cực khổ, đi đến Côn Luân Hư chỉ là vì Đạm Đài Nguyệt. Nhưng tôi phải nhắc nhở hai cậu, Đạm Đài Nguyệt là người phụ nữ của chủ nhân tôi. Mà nếu muốn đụng vào chủ nhân thì các cậu phải bước qua xác của tôi. Giết một con kiến không sao, nhưng nếu cậu giết người canh giữ Côn Luân Hư là tôi thì cậu cảm thấy mình có thế không sao ư? Liều Tông Nguyên vừa nói xong, sắc mặt Kim Hoa bỗng trở nên hết sức cố quái. Sau đó, chợt cất tiếng cười to.
cho dù là Trung Phi Vũ đứng cạnh hắn ta cũng không nhịn được a một tiếng, cười khẽ. Sau đó, hắn nói, đúng thế, chúng tôi không dám giết ông, nhưng dạy cho ông một bài học, đánh. Ông tàn phế thì không sao. Ha ha, anh Trung, anh nói nhiều như vậy với ông ta làm gì, Kim Hoa ngông cuồng cười to nói. Liễu Tông Nguyên, tôi thấy chắc ông bị úng não rồi. Đường đường một người canh giữ của Côn Luân Hư lại làm người hầu cho một tên rác rưởi, đã thế còn muốn vì hắn mà đế chúng tôi bước qua xác mình. Kim Hoa tôi lớn như vậy, nhưng trước giờ vẫn chưa thấy kẻ nào ngu như ông. Tôi và anh Trung không rảnh chơi với ông, lại cho ông một cơ hội cuối cùng, cút sang một bên đi, không thì ông đây sẽ dạy cho ông một bài học nhớ đời đo. Kim Hoa bỗng thôi cười, cười cợt, khinh bỉ nói, cho ông 3 giây đế cút, không thì tự gánh lấy hậu quả. Kim Hoa bắt đầu lạnh lùng đếm ngược. 3, 2, hắn ta vừa đếm, trái tim mọi người lập tức đập. Lên dồn dập, toàn bộ gia tộc Đạm Đài đều căng thẳng không. Thôi, Liễu Tông Nguyên, quay về, đúng lúc này, bên tai Liễu Tông Nguyên chợt truyền đến một tiếng nói nhàn nhạt. Ông ta quay đầu lại, nhìn Trần Bát Hoang, chủ nhân, tôi. Ông không phải đối thủ của bọn họ, trở về, Trần Đức vẫn thong dong bình tĩnh. Giọng điệu không chút gợn sóng nói. Vâng, chủ nhân. Liêu Tông Nguyên đành phải gật đầu, lùi ra sau Trần Bát Hoang. Đúng như lời Trần Bát Hoang, Liêu Tông Nguyên tuyệt đối không phải đối thủ của Kim Hoa hay Trung Phi Vũ. Ông ta hiểu rất rõ điều đó, nhưng nếu mình không phải, vậy còn Trần Bát Hoang? Hẳn, cũng không phải nhí. Dù sao, Liêu Tông Nguyên cũng từng nghe đến 3 chữ Thái Dương Cung, biết sự khủng bố của nó. Mà Kim Hoa và Trung Phi Vũ lại là người nối bật trong thế hệ trẻ của Thái Dương Cung. Ông ta đứng đằng trước thì ít ra có thể làm một tấm chắn để kéo dài thời gian cho họ chạy trốn. Nếu lùi lại, vậy hoàn toàn coi như là đã lộ ra phía sau. Nhưng, một khi Trần Bát Hoang đã ra lệnh thì ông ta chỉ có thể nghe theo. Hừ, rác rưởi. Vẻ khinh bỉ trên mặt Kim Hoa càng đậm, người cạnh giữ Côn Luân Hư thì sao? Chẳng phải cũng cút đi. Còn cái tên mà ông ta gọi là chủ nhân, ban đầu Kim Hoa còn tưởng là người nào trâu bò lắm chứ, ai ngờ còn sợ rụt cố trước cả Liều Tông Nguyên. Còn yếu kém và vô dụng hơn trong tưởng tượng của hắn ta nữa. Xem ra, cũng chỉ giết được loại cặn bã như Tư Mã Lâm thôi. E rằng đầu óc Liều Tông Nguyên đã không đơn giản là bị úng nữa, mà là bị phân vào đầu nên mới làm người hầu cho một kẻ như thế. Chán thật, đúng là quá nhàm chán. Vốn. Kim Hoa còn đang có chút hứng thú với Trần Bát Hoang, nhưng giờ chút hứng thú ấy cũng biến ma không còn sót lại chút nào. Còn gia tộc Đạm Đài thì lại hết sức tuyệt vọng, kia chính là người cạnh giữ mạnh nhất đó. Là người mạnh nhất trong cả Côn Luân Hư. Trần Bát Hoang lại bảo ông ta lùi lại, rõ ràng là sợ. Không có Liều Tông Nguyên, vậy còn có ai có thể cứu Đạm Đài Nguyệt, cứu bọn họ đây. Thằng ôn con, giờ mới biết sợ. Nếu biết thì ngoan ngoãn đưa Đạm Đài Nguyệt bên cạnh mày lại đây để khỏi phải chịu nổi đau xác thịt đi. Kim Hoa chắp tay sau lưng, kiêu ngạo đến cùng cực, thậm chí còn chẳng muốn hỏi tên Trần Bát Hoang, trực tiếp gọi anh là thằng ôn con. Trần Bát Hoang, đi mau, anh mau đi đi. Đạm Đài Nguyệt luống cuống, trái tim đau đớn không thôi, đẩy Trần Đức ra nói, chuyện này không liên quan đến anh mau rời khỏi đây cùng lão Liều đi, chạy được bao xa thì chạy. Là một võ giả. Lại thì ép xúc gần gũi với Trần Đức, cô ta rõ ràng cảm giác được điều khác lạ của anh. Trên người anh hoàn toàn chẳng có chút dao động linh khí nào, thậm chí là không thể cảm nhận được linh hải của anh nữa. Tuy cô ta không biết Trần Đức giết Tư Mã Lâm bằng cách nào, nhưng từ dấu hiệu ấy cho thấy Trần Bát Hoang đã là một kẻ tàn phế. Một kẻ tàn phế thì sao có thể đấu với loại người đến từ vằn tiêu giới như Kim Hoa và Trung Phỉ Vũ. Trần Đức mỉm cười nói, đi. Đi cái gì mà đi, em đã trao tấm thân xử nữ cho anh rồi, vậy thì chính là người phụ nữ của anh. Từ nay về sau, chuyện của em và nhà em chính là chuyện của anh, biết không? Nhưng mà... Ngoan nào, Trần Đức vỗ một cái lên bờ mông cẳng tròn của Đạm Đài Nguyệt trước mặt mọi người. Em đẩy là không tin người đàn ông của mình hả? Nhìn là được, cứ để anh giải quyết hết đám rác rưởi khốn kiếp kia. Gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Nguyệt đỏ ửng. Trong lòng sao xuyến không thôi, muốn nói gì nữa nhưng chẳng dám, sợ Trần Đức lại vỗ tiếp. Cả một vùng vì cái vỗ ấy của Trần Đức mà bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ, áp lực đến cùng cực. Kim Hoa và Trung Phi Vũ hoàn toàn ngây người,
kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đức. Sau đó, kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành tức giận, ghen tị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.